这样就会很快乐的。嗯。Có chị Phạm Viện Hằng ơi. Đỏ nhiều thế hả? Chúng hai kiện này xong màu đỏ nó nhiều em biết. Nó nhét bên trong không vậy ạ? Rồi chị nào thì em chuyển bài tương tác lên cho em với nha các chị ơi. Đợi em một xíu đúng không chị ơi? Chị nào thì em chuyển bài lên cho em với nhé. Đỏ nhiều thế à chị Hoa Hồng Xanh? Dạ đợt này màu đỏ hơi nhiều chị ơi. Màu tối tối cho chị mấy cái hả chị? Dạ chị ơi đợi em một xíu rồi em lên nhé chị nhá. Các chị đợi em một xíu nữa. Các chị cho em xin nút chia sẻ chị ơi. Mỗi chị cho em xin một nút chia sẻ nhá. Đợi em một xíu rồi em lên. Tết hết tiền hả chị? Tết hết tiền hả? Rồi em lên size to đó chị nhá. Hình như toàn size vừa vừa chị ơi, nó không to lắm đâu. Em có con kim sa này. Một con kim sa đôi cá chị này. Lên chị một con kim sa đôi cá nhá. Em có hai chiếc y chang nhau, một con size to và một con size nhỏ. Rồi con này size to này chị Phạm Việt Hằng này. Con này eo 80 này chị Việt Hằng ơi, lấy con này không? Con này eo 80 mang mùa, lấy chị một con kim sa đôi cá nhá. Em có 2 3 chiếc gì đó. Nhanh. Ok chị. Rồi lấy chị con kim sa nhá chị ơi, lấy chị một con đuôi cá nhá. Chị nào lấy đuôi cá chọn đuôi cá cho em đi, mã đuôi cá cho em này. Đuôi cá 200k nhé, chị nào lấy đuôi cá cho đuôi cá cho em, đuôi cá 200k. Chị làm eo 80 quay đầu 55-60kg độ mang vừa cho em con này nhé. Một con đuôi cá kim sa dáng dài cho em chị này. Rồi chị nào lấy đuôi cá cho đuôi cá cho em, đuôi cá 200k. Em có một con size S, một con size XL. Một con size XL và một con size XL chị nhé. Hai con giống nhau chị ơi. Hai con giống nhau á, lấy chị con gấm này đi. Rồi đây lấy chị một con gấm này size to chị này. Lấy chị một con gấm này size to nhé. Em chào chị Phạm Thị Hương Lan. Rồi chị nào thì em chấm bài cho em với nhá chị ơi. Chấm bài tương tác lên cho em với nè. Rồi lên chị nào con này em lên hàng ngắn này. Rồi con này size to chị ơi. Con này chị nào eo tới 100 lận. Con này size to quá chị này. Chị nào eo 100 mang bùa cho em nhé. Chị nào eo 100 này con này cho em chị này. Chị nào lấy mã 100 đi. Mã 100 eo 100 nhé. Hàng gấm cho em. Mã 100 eo 100 này. Chị nào lấy 100 chắc 100 cho em. 100 ngàn nhé. Chị muốn có tay hả? Chị muốn có tay có con này à chị này? Cái con đuôi cá vừa xong chị không ưng hả? Đuôi cá chị không ưng à? Con đuôi cá nó xinh mà chị không lấy hả? ML chị ơi, mấy con này toàn ML không à? Size M và size L. Rồi em lên cho chị một con cách tân này. Lấy chị một con cách tân nhá, có siêu phẩm lụa hai lớp không em? Có chị ơi. Là có nhá chị ơi, lấy cái chị con này cho em. Con này chị nào lấy con này chị em này, lụa hai lớp. Lấy chị một mạng cách tân nhá, chị nào lấy cách tân cho cách tân cho em. Cách tân này chị nào mà 55-60kg này. 55-60kg mang vừa, size XL cho em nhá. Chị nào size XL mang vừa cho em con này, 55-60kg mang vừa. Chị nào lấy cách tân cho cách tân cho em này. Mã cách tân cho em 130 chị nhá. Cách tân 130, con này chị nào size XL mang vừa cho em con này. Size XL mang vừa nhá, chị nào mà eo 80 độ mang vừa cho em. Chị nào lấy cách tân cho cách tân cho em, cách tân 130 này. Rồi em lấy chị con đen, lấy chị một con đen theo nhá. Lấy chị một mã đen theo, con này chị nào eo 72-74 chị này. Eo 72-74 mang vừa, chị nào lấy đen cho đen cho em nhá. Mã đen con này nó eo
Nó theo hình con bơm bướm cho em chị này. Size SM L7274 quay đầu chị nhé. L7274 quay đầu chị nào lấy đen thước đen cho em. Mạ đen này 50.000 mạ đen cho em nhé. Mạ đen 50k. Con này chị nào mà size SM L7274, chị nào lấy đen thước đen cho em. Đen 50.000 mạ đen nhé. Đen 50k. Con này chị nào size SM L7274 chị nhé. L7274 mang vừa. Lên chị một con giảm dài này. Lên chị một con hoa giảm dài cho em. Con này xinh. Chị nào L80-82 size XL mang vừa. Em chào chị Nhật Tân. Ui cha, chết rồi. Trời ơi, trời ơi. Em kéo cái gì nó hư luôn cái khóa rồi. Rồi lên chị con này đi. Nó bị gãy cái khóa thôi chị ơi. Nó vẫn kéo được khóa nhá. Nó gãy chỗ cầm tay thôi này. Lên cho chị một con hoa dáng dài. Con này chị nào size XL mang vừa. Rồi chị nào lấy mã hư khóa đi. Lấy hư khóa, chất hư khóa cho em nhé. Hư khóa 50.000 mã hư khóa này. Hư khóa 50k. Con này xinh chị ơi. Cái hoa của nó rất chi là xinh luôn nhá. Chị nào lấy hư khóa, chất hư khóa cho em. Hư khóa 50.000 hư khóa. Ủa, con thấy viên vào nó hiện mắt cho em không? Có thấy ấy á? Sao trên này mà không nhìn thấy ai luôn vậy? Rồi chị nào lấy hư khóa, chất hư khóa cho em. Hư khóa 50.000 này. Chị nào sẽ XL, L80 nhá. Con quay lại bên kia xem nào. Chị nào lấy hư khóa, chất hư khóa cho em. Hư khóa L80 mang bùa. Chị nào sẽ XL nhá chị ơi. Lên chị một con lên cho chị một con hồng theo này. Chị nào sẽ SM L7274 chị nhá. Con này L7274 mang bùa. Chị nào lấy hồng theo, chất hồng theo cho em. Mã hồng theo sẽ SM mang bùa này. 40.000 hồng theo. Chị nào lấy hồng theo, chất hồng theo cho em. Hồng theo 40k nhá. Sẽ SM mang bùa có bị ẩn bình luận không chị ơi? Sao em chẳng nhìn thấy ai luôn chả. Nó không hiện mắt xem luôn chị. Rồi con này chị nào lấy hồng theo, chất hồng theo cho em. Hồng theo 40.000 mã hồng theo cho em. Chị xem tin xa đưa cá. Đưa cá này xinh này chị này. Con này chị nào mà eo đâu rồi. Đây đây chị này size XL này. Có tay mà chị đâu phải ngắn đâu. Con này có tay mà. Lấy con này đi chị. Con này xinh lắm. Dáng dài đưa cá này. Rồi em chào chị Lê Quỳnh Chi. Rồi em chào tất cả chị nhé. Chị nào thấy em chấm bài chị em vừa nhé chị ơi. Cho khỏi ẩn bình luận chị nhé. Chị ơi lấy con này đi. Con này xinh lắm. Chốt thêm đi là mai mi đơn cho chị. Rồi chị nào lấy mã cái gì đuôi cá chị em. Đuôi cá 200.000 chị nhé. 200.000 đầu like chị ơi. Chị nào lấy đuôi cá chọn đuôi cá chị em. Đuôi cá 200k. Rồi lên chị con tím này. Lên chị một mã tím nhé. Con này size to. Con này chị nào size XL L80-82 này. 55-60kg mang vừa. Ok hả chị? Lấy con đó hả chị? Lấy đuôi cá hả chị ơi? Rồi con này chị nào lấy mã tím. Chị nào lấy tím chất tím cho em. Lấy tím chất tím cho em nhé. Mã tím cho em 30k. Mã tím này. Tím 30k. Lấy chị một con tím. Con này size nhanh. Con này chị nào size XL. Rồi cá hả chị Phạm Việt Hằng. Rồi lên mã tím cho em. Tím 30.000 mã tím nhé. Tím 30k. Chị nào size XL mang vừa cho em này. Size XL mang bùa lấy tím chốt tím cho em nhé. Mã tím. Rồi em lên cho chị con xanh này. Lên cho chị một con cách tân này chị ơi. Lên chị một mã cách tân nhé. Cái khúc này nó bị dơ cho em chị này. Cái chỗ bị bẩn cho em về chị giặt cho em nhé. Lên cho chị một con cách tân. Con này xinh. Chị nào L82-84 mang bùa. Phần hoa này là hoa theo cho em chị nhé. Hoa là hoa theo còn nó bị dơ một xíu thôi chị ơi. Rồi chị nào lấy cách tân chốt cách tân cho em. Bị dơ một tí bán cho chị con này 50.000. 50k mã cách tân cho em nhé. Cách tân 50k. Con này chị nào mà L82-84. Nói chung là cách tân các chị mặc nó hơi rộng rộng một tí. Nó mới xinh ấy chị nhé. Nói chung không cần phải ôm lắm đâu. Hàng cách tân mà. Rồi chị nào lấy cách tân cho cách tân cho em. Cách tân 50.000. Nó bị dơ một xíu phần ngực cho em. Rồi em nói chị con này nó pha nhung này. Con này nó pha nhung cho em nhé. Con này size cũng to. Ủa sao từ nãy giờ cầm toàn con size to mà. Con này cũng L82-84. Một con nhung sắt nách. L82-84 mang vừa. Chị nào lấy nhung chất nhung cho em nhé. Mạ nhung. Chị Phạm Việt Hằng hay có với con. Cho xem màu đỏ size to nào. Chị ơi chị Hằng Trần. À chị Hưng Trần chị mặc size gì á. Mặc size gì em lên cho. Rồi chị nào lấy mạ nhung nhá. Lấy nhung chất nhung cho em. Nhung 50.000 mạ nhung. Mạ nhung 50k em có cái con. Em có cái con lụa này xinh nha các chị này. Con lụa này xinh lắm luôn mà. Đâu rồi. Màu xanh xanh tím tím chị này. Rồi lên chị con lụa này cho em nhé. Con lụa này size to. Con này chị nào size XL L80-82 chị này. L80-82 mang vừa. Một con lụa hai lớp dáng dài cho em. Nó có cái đường cúc bên hông chị này. Rồi em chào chị Mỹ Đặng này. Rồi con này chị là mạ 49 nhá. Mạ 49 cho em 230k. Mạ 24
Mã 49 cho em, mã 49 230. Con lụa này rất là xinh luôn chị ơi, lụa hai lớp dáng dài chị em có hàng cúc. Lên mấy con hoa? Size L chị, size L là rồi ok chị. Rồi con này chị nào size XL mang vừa cho em nhé. Màu đỏ bao nhiêu hả? Màu đỏ em có nhưng mà chị bảo size gì chị tùy theo con chị nhé. Nói chung là tùy theo giá, con nào em cũng báo giá hết đi chị nhé. Rồi con này chị nào lên mạ 49 cho em. Mạ 49 chị nào mà size XL L80 quay đầu cho em nhé. L80 rồi lại mang vừa cho em. Rồi đây lên chị con gấm này. Lên chị một con gấm dáng dài cho em chị nhé. Chị nào thích màu đỏ thì vô đây với em này. Em màu đỏ nhiều lắm. Rồi con này chị nào L83, L84 đến 86. L84 đến 86 mang vừa cho em nhé. L84, 86 chị nào lấy mã 25. Mã 25, 120. Màu đỏ size M là ok. Chị lấy bao nhiêu? Là bao nhiêu chị? Rồi con này nhá, chị nào lấy 25 cho em. Mã 25 cho em 120 chị nhá. Mã 25, 120 con này chị nào L84 đến L86 này. L84, 86 mang vừa lấy 25, thấp 25 cho em nhé. Mã 25 cho em, mã 25 là chị nào mà size á. Chị nào mà size cái gì? L84, 86 mang vừa. Rồi em lấy chị con đuôi cá này. Con đuôi cá này, con này size nhỏ chị nhé. Nào mà nó bị lỗ lên một xíu, về các chị may lại cho em. Nó bị rách một ít phần này cho em này. Không có hàng lụa em. Có chị ơi, em có hàng lụa nhé. Em có hàng lụa mà chị mặc size gì vậy? Chị Hằng Trần ơi, chị mặc size gì em lên cho. Rồi con này chị nào size S nha các chị ơi. Lên chị con lụa. Lên các chị con đuôi cá này size S này. Gấm 120 của chị Phạm Việt Hằng này. 120. Rồi em lấy chị con này sang chị nào size S thôi các chị ơi. L68-70 nhá. Con này nói chung là size S mang vừa, nói chung là nhỏ. Con này chị nào size S mang vừa mà nó bị lỗi cho em nhá. Chị nào lấy mã lỗi về các chị sửa lại cho em. Lấy lỗi chất lỗi cho em, lỗi 80.000 mã lỗi nhá. Lỗi 80k, con này chị nào size S mang vừa. Lấy lỗi chất lỗi cho em một con kim sa chị ơi, một con kim sa đuôi cá. À chị lấy về bàn á. Chị lấy về bàn, chị cứ lấy đi chị. Lấy đi rồi có gì chốt đi, rồi có gì ấy xong em lấy em ấy cho. Trời ơi chị cứ chốt đi, lo gì chị. Rồi lấy chị con này cho em này, con này chị nào size S M. Lấy chị một con lụa hai lớp dáng dài cho em. Lấy chị một con lụa hai lớp dáng dài nhá. Con này chị nào? Ui con này size S rồi chị ơi. Con này size S cho em nhá. L68-70 này. Con này chị nào size S mang vừa L68-70 thôi chị ơi. Xinh chưa chị, lụa hai lớp dáng dài cho em. Đều có cúc hết nhá. Có size to 70kg không? Có chị. Bao nhiêu? Con này em cũng báo giá hết nhá chị nhá. Nói chung là con này em cũng nói giá hết. Rồi con này chị nào là mã 58 này. Mã 58 cho em 240.000 mã 58 nhá. Mã 58 240. Con này chị nào size S mang vừa, L68-70 mang vừa. L68-70 mang vừa với em chào tất cả anh chị này. Chị nào thấy em chấm bài cho em với nhá. Rồi lấy chị con gấm nữa. Lấy cho chị con gấm dáng dài, con này size cũng to chị này. Lấy chị con gấm dáng dài cho em nhá. Con này chị nào size to lấy con này cho em. Rồi con này chị nào L92-94. L92-94 mang vừa, chị nào lấy mã 94 đi. Chị nào lấy mã 94, chất mã 94 cho em. Mã 94, L94 chị nhá. 120. 120k mã 94, L94 mang vừa. Chị nào lấy 94, chất 94 cho em. 94, 120. Rồi em lấy chị con đầm dây anh chị này. Con này dạ hội chị ơi, xinh chưa? Nhưng mà mỗi tội lại là size nhỏ. Mấy con xinh xinh thì lại size nhỏ. Chị ơi, con này size SM được vừa nhá. Con này size SM được mang vừa cho em. Cách tân sau chị... Cách tân hả chị ơi, con này size to chị, con này L80-82 chị ơi. Con này L80-82 mang vừa, lấy cách tân cho em nhé, cách tân 130. Cách tân 130, L82-84, để sao em lên cách tân nhé chị, hình em vẫn còn á. L82-84 mang vừa, lấy cách tân cho cách tân đi em. Cách tân 130, rồi lấy chị con này size nhỏ, chị nào size S, M nhé. Con này size S, M mang vừa, con này xinh chị này. S, M đều mang vừa cho em, chị nào lấy mạng 48. Mạng 48 cho em nhé. Mã 48 cho em 100.000, mã 48 này. Mã 48 100k, chị nào mặc. Chị nào mà size S thôi chị ơi, size nhỏ cho em nhé. Size S mang vừa. Rồi đây chị ơi, cách tân này size nhỏ này. Cách tân này size SM nhé. Cách tân này là size SM mang vừa. Cái hoa này là hoa hoa sen cho em chị nhé, không phải là bị dơ đâu. Cái phần hoa là nó như vậy cho em chị này. Rồi con này là hoa sen cho em, cách tân chị nào size SM được vừa nhé.
SM đều mang vừa cho em con này. Lấy chị một con cách tân này, con này xinh. Này các chị nào mà trẻ trẻ không thì lấy về cho bé. Không được đâu chị ơi. Em bán rẻ lắm rồi chị, đừng có trả giá. Rồi con ơi chị mã 234 nhá. Mã 234 cho em lấy chị một con cách tân này. Mã 234 cho em 80k, mã 234. 234 80.000. Con này các chị nhỏ nhỏ hoặc các chị mua về cho bé cũng được các chị này. Mã 234 cho em. 234 100k mã 234 nhá. 234 100.000. Em có một con da lộn các chị này. Lấy chị một con da lộn xinh chưa chị ơi, Hàn Quốc này. Cực kỳ xinh nhá. Con này là vải da lộn cho em, kiểu thời tiết này các chị mặc mấy con này là xinh lắm này. Vừa xinh vừa ấm chị nhá. Lên các chị một con cách tân. À lên các chị một con da lộn. Con này size to này chị này. Con này chị nào 1X và 2X đều mang. Eo 90 nhá. Con này chị nào eo 90 mang vừa. Còn nguyên tem nguyên mác này các chị này. Còn nguyên tem nguyên mác luôn. Nó bị đứt cái dây thôi. À đứt cái dẻ thôi. Đứt cái tờ giày thôi các chị này. Xinh chưa. Một con cách tân da lộn. À cái gì. Lại cách tân. Nói cách tân là cứ ra cách tân mít. Một con. Con này chị nào eo 90 mang vừa, chị nào lấy mã 55 nhá. Chị nào lấy 55 chốt 55 cho em, mã 55 cho em này. Một con cái gì? Một con dáng dài, nó là vải da lộn cho em chị ơi, con này xinh lắm. Cái vải bên trong nó cũng xinh chị này. Rồi con này chị nào lấy mã 55, lấy 55 chốt 55 cho em nhá. Mã 55 cho em 180.000. 180k mã 55, chị nào lấy 55 chốt 55 cho em. 55 180, em lấy chị một con lụa hai lớp dáng lỡ này. Con này size cũng hơi to một tí, con này size XL chị ơi. Con này size XL nhá, nhưng mà cái hàng may của nó bị bung chỉ ra này. Về các chị may lại cho em nhá. Con này chị nào size XL thôi. Eo 80 quay đầu cho em con này, về các chị may lại cho em là được. Con này nó không sao đâu. Nó chỉ bị lộ cái phần may thôi, về các chị may lại cho em, nó bị bung chỉ thôi này. Rồi con này chị là mã 306. Mã 306 cho em nhá, 120.000 mã 306 này. 306 120. Có áo màu đỏ cỡ 55kg bên vừa bên em áo đường xám. 55kg có nha chị nhá. Có nha chị ơi, xong lên cho. Rồi em lên hàng ngắn cho các chị, rồi em lại lên hàng dài này. Lên hàng ngắn thì em lại lên hàng dài đó chị nhá. Rồi con này chị nào sẽ SM. Eo 72 74, một con đen trơn chị này. Con này trơn xinh chị này. Rồi con này chị lấy là mã đen nhá, lấy đen cho đen cho em, đen 50.000. 50k mã đen, con này chị nào sẽ SM. Sẽ SM mang vừa lấy đen cho đen cho em. Mạ đen 50k mạ đen cho em nhé. Mạ đen 50.000 sẽ SM thôi. Lên chị một con áo đi. Lên chị một mạ áo. Áo này S, M, L đều vừa chị nhé. Tại vì nó có độ co giãn cho em. Rồi chị nào lấy mạ áo đi. Con áo này xinh nhé chị ơi. Lấy áo chốt áo cho em. Mạ áo 50k mạ áo nhé. Áo 50.000 S, M, L đều vừa cho em. Chị nào lấy áo chốt áo cho em. Áo 50k này. 50k mạ áo. Chị nào S, M, L đều vừa chị ơi. Lấy áo chốt áo cho em, áo 50.000 là áo cho em nhé. Chị 55kg hả? 55kg size L. Đây chị ơi lấy con này đi. Con này có tay cho em, con này size L nhé. Chị nào eo 74-76 chị này. Rồi mã áo của chị Nguyễn Thị Diệu. Ghi lên con, chị Nguyễn Thị Diệu ở trong này này, chưa đi này. Đơn của chị còn nằm trong này, chưa đi này. Rồi lấy chị con này, chị nào mà size L mang vội eo 76 quay đầu nhé. 55kg quay đầu cho em con này. Chị nào lấy mã 64. Lấy 64 chắc 64 cho em, mã 64 cho em 120 nhá. 120.000 mã 64, chị nào lấy 64 chắc 64 cho em, áo em hết rồi chị ơi. Hết áo rồi. Rồi chị nào lấy 64 chắc 64 cho em, mã 64 120. Con này chị nào 55kg quay đầu, chị nào size XL nhá. Size XL mang vừa, 55kg được mang vừa cho em. Rồi em lấy chị con đuôi cá này, con này xinh chưa? Con này chị nào sẽ SM thôi chị nhá. SM mang vừa cho em, lấy chị con đuôi cá đỏ. Trời ơi con này xinh lắm luôn chị này. Rồi sẽ SM mang vừa. Một con đuôi cá màu đỏ, chị nào lấy mã 36. Em chào chị Hà Lê. Rồi chị nào thì em chấm bài cho em vừa chị nhá. Rồi chị nào lấy 36 chọn 36 cho em. Mã 36 cho em 180 nhá. 180k mã 36. Con này chị nào sẽ SM E72-74 quay đầu chị này. E72-74 quay đầu lấy 36 chọn 36 cho em. Mã 36 cho em 180. Chị nào lấy 36 chọn 36 nhá. Mã 36 180. Lấy đuôi cá hả chị? Con đuôi cá vừa xong hả? Con này chị ơi, lấy lên má cho em nhé. Mã 36-130. Rồi lên số cho em chị ơi. Chị Hằng Trần, lấy lên số cho em. Chị Hùng Trần ấy. Toàn đọc là Hằng Trần thôi. 180. Rồi em lấy chị một con này xinh với chị này. Một lấy chị một con rằng ngắn. Con này chị nào eo 74-76 nhé. Size L mang vừa. Trời ơi, mấy cái hàng vừa nay xinh lắm chị ơi. Toàn là có hàng nút bên hông cho em này.
Giờ các chị đóng lại cho em nhé, đóng chưa hết. Rồi con này chị nào L76 size L nhé. Size M và size L đều mang vừa cho em con này. M, L đều mang vừa, chị nào mã 650. Mã 650 cho em 60.000 mã 650 nhé. 650 60k, con này size M và size L đều vừa. Chị nào lấy 650 chất 650 cho em 650 60k. Size M và size L đều vừa cho em chị nhé. Size M và size L đều mang vừa. Rồi em thấy số của chị rồi này. Rồi em lấy chị con này size to, con này có độ co giãn cho em. 65-70kg mang vừa cho em con này nhé. Nói chung là các chị nào mà thích mặc rộng rộng mà thích mặc ở nhà thì là từ 50. Từ 50kg cho đến 70kg chị nhé. Từ 50 cho đến 70kg mang vừa. Xanh nhất lên tay dài đi. Rồi, rồi ok chị em lấy hết đỏ cho. Rồi lấy chị con này size to này. Con này chị nào mà từ 50 cho đến 70kg mang vừa nhá. Lấy mã to, chị nào lấy mã to, chất mã to cho em. Mã to 60.000 mã to. Mã to 60.000. Rồi lên cho chị con này size nhỏ này. Con này chị nào size S mang vừa cho em nhá. Có con đỏ nào to 65kg. 65kg hả chị? 65kg mà size to. Em có chị ơi, nhưng mà quan trọng cái vòng eo này của chị nó là bao nhiêu? Quan trọng cái vòng eo của chị là bao nhiêu? Chị mã to của chị là chị Hồng Trần. Rồi con này cho em nhé, con này chị nào size S, eo 68-70, một con gầm dáng dài 60. Một con gầm dáng dài cho em, con này chị nào size S thôi chị ơi, eo 68-70 nhé. Chị nào lên mã 11. Mã 11 cho em nhé, con này bị xước nhẹ một tí thôi chị ơi. Nói chung là con này bị lỗi. Nói chung là phần lỗi hơi ít nên chị nhau để ý thì mới thấy thôi, không để ý thì cũng không thấy đâu. Con này chị nào size S mang vừa, chị nào lên 11 chốt 11 cho em. Mã 11, em biết là bên này có bị ẩn không các chị ơi. Lấy 11 chất 11 cho em, mã 11 nhá, 80.000 mã 11. 11 80k, con này chị nào size S mang vừa, L6870. Nói chung là nó chỉ bị một xíu thôi, để ý thì thấy chị nhá, còn không để ý thì cũng không thấy đâu. Lấy 11 chất 11 cho em. Mã 11 80.000. Rồi đây chị ơi, con này size to này chị này. Một con gầm dáng dài cho em. Một con gầm dáng dài, con này size hơi to một tí nhá. Con này chị nào L92. Mã 11 của chị Hồng Trần. Rồi con này chị nào L92, mã 92 cho em đi. Mã 92, L92 mang vừa đây, 80.000. Mã 92, L92 nhé. Con này chị nào size hơi to, từ 70kg quay đầu chị nhé. Con này chị nào 70kg đội mang vừa cho em. Rồi lên 92, chất 92 cho em. Mã 92, 120 nhé. Mã 92, 120 chị nào mà size. Rồi em có hai con này chị này. Em có một con size SM và một con size L nhé. Một con size M và một con size L mang vừa. Nhưng mà cái đường chiếc eo chị này nó bị bung chỉ ra. Nói chung về các chị ủi đi là không thấy gì đâu nhé. Nói chung cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu. Các chị thích thì các chị may lại, còn không thì cứ để vậy cho em nhé. Rồi em có hai con y chang nhau, một con size M và một con size L chị nhé. Mã 88, mã 88 kèm size cho em nhé. 88 kèm size cho em 200k nhé. 200.000 mã 88 cho em. Mã 88 200k, size M và size L chị nhé. Size M và size L mang vừa. Lấy 88 tốt 88 cho em. Rồi lấy chị con này size to chị. Con này size rất chi là to. Lấy size L hả? Lấy size L cho chị này. 120, 200. Có. À không chị ơi, con này không co giãn chị nhé. Cái hàng gấm này nó không co giãn đâu. Cái con nào lại co giãn thì em nói 200.000. Rồi đây chị con này size to này. Con này chị nào phải L100 cho em. Rồi mã 88 chị Hùng Trần này. Rồi em lấy chị con này size to cho em nhé. Con này L101. 101, 102. 101 đến lớp 102 nhé, chị nào lấy mã 100 cho em đi. Mã 100, L100 cho em, con này size to quá, em bán chị con này 100k nhé. Cái lụa còn, cái gì nhỉ, cái gấm của nó em bảo đảm chị là còn mới 100% chị nhé. Mỗi tội là size to quá thôi. Chị nào L100 lấy mã 100 cho em, mã 100, L100, 100.000 chị nhé. Mã 100, L100 cho em 100k. Rồi lấy chị con này xinh chị này, mỗi tội là size nhỏ. Trời con này xinh lắm luôn chị ơi, size nhỏ quá. Con này chị nào size S thôi. Lên cho chị con này chị nào size S mang vừa cho em nhé. Nói chung là L70, 72 cũng có thể bon chen được. Nhưng mà các chị à, nhịn ăn một tí. Rồi con này chị nào mã 03 nhé. Lấy 03 chất 03 cho em. Mã 03 cho em 160 nhé. Mã 03 160, L70 đến L71. 72 thì hơi chật cho em nhé. Mã 100, 100 ngàn chị ơi. Mã 100, 100k nhé. Em bảo đảm với chị nó còn rất mới luôn chị ơi. Mỗi tội là to quá em bán cái giá này thôi. To quá em bán cái giá này thôi nhé chị nhé. Lấy thì lên mã 100 cho em. Mã 100, 100 ngàn.
Rồi con này chị nào từ eo 70 đến eo 71 nhá, 72 thì hơi chật một xíu. Rồi con này chị lấy mã 03, lấy 03 chốt 03 cho em nhá, mã 03 cho em này. Rồi lên cho chị con cấm này, lấy cho chị rồi, ok chị, xinh lắm luôn chị ơi, cực kỳ xinh luôn, cực kỳ mới luôn đấy chị nhá. Mỗi tội là size to quá em bán cái giá đó thôi chứ không phải là nó làm sao hết nhá. Nó làm sao em báo luôn trên line nhá các chị ơi. Rồi con này chị nào mà size L và size XL đều vừa này, size L và size XL đều mang vừa cho em nhá. 50 cho đến 60 ký mang vừa, 50 cho đến 60 ký mang vừa cho em con này. Chị nào lấy mã 13 này, lấy 13 chốt 13 cho em nhá, size L và size XL đều vừa. Lấy 13 chốt 13 cho em, mã 13 120, mã 13 120 chị nào mà size L và size XL. Rồi lấy chị con đuôi cá nữa, con này chị nào size M nhá, size S và size M được vừa cho em, size S và size M. Một con đuôi cá kim sa xinh nhá chị ơi, chị nào lấy đuôi cá cho đuôi cá cho em, mã đuôi cá cho em 200.000 thôi các chị ơi, đuôi cá 200k nhá, không bỏ đâu bán cho các chị con đuôi cá này 200.000 hết. Lấy đuôi cá cho đuôi cá cho em, đuôi cá 200k. Con này chị nào size S size M được mang vừa cho em, 53 cái quay đầu chị nhá, size S và size M được vừa, lấy đuôi cá cho đuôi cá cho em. Đuôi cá 200.000 mã đuôi cá này. Đuôi cá 200k. Rồi em lên cho chị con công này. Cái con công này chị nào size XL nhá. Lên mấy cái hoa dài đi. Rồi ok chị hoa đoàn. Rồi con này chị nào mà size XL mang vừa, eo 80 quay đầu chị này. Con này chị nào eo 80 mang vừa nhá, lấy mã công, lấy công chất công cho em, công 120 nhá. Mã công 120, con này chị nào size XL mang vừa, eo 80 quay đầu cho em này. Eo 80 mang vừa, lấy công chất công cho em, mã công 120. Em lấy cho chị một con cách tân màu xanh, trời ơi xinh chưa chị này. Phần hoa là hoa thêu nhá, cái tay của nó làm cực kỳ xinh luôn chị này. Rồi lấy chị một con cách tân, chị nào lấy cách tân cho cách tân cho em. Con cách tân này chị nào mà ML và XL đều vừa cho em nhá. Nhưng mà em nghĩ các chị tầm 55 ký quay đầu mặc đẹp hơn. Tại vì cái hàng cách tân các chị mặc nó hơi rộng một tí mới xinh nhá chị nhá. Không phải là mặc ôm người hơn kia. Rồi cái khóa của nó hơi bị chắc chắn một tí, thì các chị lấy cái đèn cầy á, các chị sửa lại cho em nhá. Rồi lấy chị một con cách tân xanh này, xinh chưa. Rồi con này chị nào mã 257, mã 257 cho em 120 chị nhá. Cái khóa của nó hơi khó kéo một tí, em bán cho các chị con giá này, mã 257 120. Nếu mà không cái khóa làm sao em có giá này đâu các chị ơi. Tại vì cái khóa nó hơi kéo, hơi khó kéo một tí. Rồi mã 257, chị nào lấy 257 chắc 257 cho em. Rồi con này chị nào mà từ eo 80 cho đến 90 này, mã 257 của chị Nguyễn Thị Diệu, 120 đi vào cọc. Rồi con này chị em nhá, con này nó có độ co giãn, chị nào mà size XL hoặc là size 1X cũng mang vừa cho em nhá. 1X 2X đều vừa cho em, tại vì con này nó có độ co giãn cho em chị nhá. Con này nó có độ co giãn cho em, giãn dài cho em con này. Rồi chị nào lấy mã 06, lấy 06 chất 06 cho em nhá. 06 chị nào mà 1X 2X cũng mang vừa cho em, tháo nhá. 1X 2X đều mang vừa cho em, tại vì nó có độ co giãn, lấy mã 06. Mã 06 cho em nhé, 100k mã 06 này. 06 100.000, chị nào lấy 06 chất 06 cho em, 06 100k. Chị nào mà size 1X 2X đều vừa. Rồi em lấy chị con này size nhỏ nhỏ, chị nào mà size S, size M. Size S, size M nhá, con này giãn dài cho em eo 70 đến eo 72. Eo 70 đến eo 72 mang vừa cho em con này, xinh cho chị một hình con cò này. Chị nào size S, size M đều vừa cho em nhá. Cái màu này của nó cũng đơn giản lắm. Có cách tân, có cách tân đỏ không ạ chị? Em có một con cách tân màu đỏ nhưng mà nó lại là size XL chị ơi. Nó lại là size XL cơ chị. Rồi con này chị nào lấy mã 19. Chị nào lấy mã 19 chốt mã 19 cho em nhá. Mã 19 cho em 160 này. 160k mã 19 cho em. Mã 19 160. Chị nào mà size S, size M đây chị ơi, em có cách tân màu đỏ này. Nhưng mà nó lại là size XL cơ. Chị mặc size gì chị? Nói chung là con này size L và size XL đều vừa nhá. Size L và size XL đều vừa, tại vì cái hàng cách tân nó dễ mặc. Nó không có như mấy con dáng dài ôm ôm kia. Lấy cách tân cho cách tân cho em. Cách tân. Đây này các chị này, con hoa này cho em này. Trời ơi, size S, size M đều vừa. Một con hoa, một con lụa hai lớp dáng dài cho em nhá. Có hàng cúc bên hông chị này. Mấy con có hàng cúc bên hông này xinh chị này. Ủa, có hai con đi rồi. Rồi con này chỉ mã 246. Lấy 246 chất 246 cho em, 246 lụa hai lớp dáng dài cho em.
Mã 246230. 246230 em lên hàng ngắn cho các chị đi. Lên hàng dài suốt rồi các chị này. Rồi em lấy chị một con đen thêu này, chị nào thích màu đen không? Em có một con đen thêu, con này xinh lắm chị nhá. Một con đen sân đấy. Chị nào mà xem SM F7274. Hoa là hoa thêu cho em chị này, xinh lắm luôn. Cái con này nó là dáng chữ A chị nhá. Bên dưới nó hơi xòe nhẹ một tí cho em. Rồi sẽ SM F7274 mang mùa, chị nào lên mạng đen cho em. Đen 60.000 mạng đen nhá. Mạng đen 60k, size M mang mùa F7274. Lấy đen chấp đen cho em, mạng đen 60.000 mạng đen này. Mạng đen 60k, em lấy chị con tím này. Lấy chị con caro tím nhá. Chị nào lấy tím chấp tím cho em. Tím này chị nào mà size L F7678, size L lớn cho em. F7678, con này có độ co giãn cho em. Chị nào lấy mạng tím. Mạng tím 50k, mạng tím nhá. Mã tím 50.000, chị nào mà size L mang ngựa E7678 quay đầu chị nhá. E7678 mang ngựa lấy tím trước tím cho em, mã tím này. Mã tím 50.000 mã tím cho em. Đoan Anh đỏ size L hả? Hình như là nãy có, biết là có ai lấy chưa ta? Rồi con này nhé chị ơi, con này sẽ SM E7274 này, con này có xẻ tà trước nhẹ cho em. Con này xẻ tà chị ơi, xinh lắm luôn. Nó là màu trắng sữa chị nhá, con này không phải trắng tinh đâu. Rồi con này chị là mã 233. Có đầm không mà chị? Đầm hả? Đầm hả? Em không biết là có không đây. Rồi con này chị là mã 233 nhá. Mã 233 cho em 80k, mã 233 này. 233 80.000. Con này chị là mã XM nhá. XM mang vừa lấy 233, chắc 233 cho em 233 80k. Thằng chân xào em lên gần hết rồi chị. Còn có mấy con chứ mới hết rồi. Em lên, chị mới vô à, chị người chị Nguyễn Tư. Trời ơi, hàng chân sáu em lên gần hết rồi. Còn con này nữa chứ mấy. Rồi con này chị là E8284. Một con gen màu tím chị nhá. Con này màu tím xinh, chị là E8284 mang buộc. Chị nào mà từ 60 cho đến 62kg quay đầu nhá. 60-62kg có mang buộc cho em. Mã 265. Mã 265 cho em 200k, mã 265 nhá. Mã 265 200.000. Mới vào chị khổ vậy. Mã 265 cho em 200.000, mã 265. Con này chị nào mà size em? Chị nào mà size size thì nhỉ? E80-82 em chào chị Đặng Tổ Trinh này. Rồi đây chị ơi, lấy chị con đỏ này. Con đỏ này E7274 nhá, sẽ SM. Chị lấy mã 64, mã 64 E7274 mang vừa cho em 120 chị nhá. 120.000 mã 64. Mã 64 120 chị nào sẽ SM rồi, con này size to. Con này chị nào phải E80 trên 80 nhá, sẽ XL mang vừa. Em chào chị Hà Lượng này. Chị nào thì em chấm bài tương tác cho em với nhá, khỏi bị ẩn bình luận chị nhá. Rồi chị nào E84, ai biết là ai? Rồi con này chị nào E8284 này, chị nào sẽ XL mang vừa 60kg quay đầu chị nhá. 60kg đội mang vừa cho em. Chị nào mạng 33, lấy 33 chấp 33 cho em nhá. Mạng 33 cho em 120 chị nhá. 33120. Đây con này size L này, Lan Anh. Lan Anh ơi lấy con này đi, size L lấy mã 13. Mã 13 cho em, mã 13 E7678, size L lớn, E7678. Chị nào lấy 13 chấp 13 cho em, mã 13 cho em 120. Mã 13 120, chị nào lấy 13 chấp 13 cho em. 13120 hết rồi chị ơi, em lên. Lên chừng đó hết rồi. Rồi con này chị nào sẽ SM được vừa nhá, E70-72. Lên chừng con đỏ theo này, SM mang vừa. Lấy mã đỏ theo cho em, đỏ theo là 200.000 mã đỏ theo. Đỏ theo 200k. Rồi con này chị em nhá, con này chị ô body chị này. Chị nào mà size XL, E80-82, tại vì con này nó có độ co giãn cho em. E84 cũng vừa chị nhá. L84 cũng vừa cho em, con này chị nào lấy mã 200. Lấy 200 chứ 200 cho em 200 nhá. Mã 200 cho em 100.000, mã 200. Chị nào mà size XL mang vừa mã 200. Rồi lên hàng ngắn cho các chị này. Con này chị nào sẽ SM, con này nó là ôm body cho em nhá. SM L7274 mang vừa. Con này nó là vải gen cho em. Con này nó màu hồng cam cam chị này, hồng cam mã 27. Chị nói 27 chắc 27 cho em nhé, 50 đến 52kg quay đầu. 50 đến 52kg mang bùa lấy mã 27. Mã 27 cho em 40.000 mã 27. Mã 27 40k, con đó chị nào mà sẽ SM thôi.
SM mang vô lấy 27, chắc 27 chứ em. 27 40 ngàn mà 27. Rồi lấy chị con này xinh này, chị nào mà size L lớn nhá, E7678. Con này chị nào size L lớn mang vừa cho em con này, E7678 mang vừa, chị nào lấy mã hoa. Lấy hoa chất hoa cho em nhá, mã hoa 50 ngàn. 50k mã hoa, chị nào lấy hoa chất hoa cho em, hoa 50k. Con này chị nào mà size size cái gì nhỉ? E7678, size L lớn chị nhá. Rồi em lấy chị con này màu này xinh nha. Cái này về các chị mua cho mẹ này. Ngay chị mua cho mẹ xinh chị ơi. Chị nào mà từ con này chị nào 65-70kg nhá. Con này size hơi to nhưng mà cái màu của nó xinh này. Chị nào mà eo tới trên 90, nói chung là 65-70kg quay đầu. Con này màu cực kỳ xinh lắm chị ơi. Màu hơi bị sang nhá, không tối. Con này màu cực kỳ sang, không tối tí nào nhá chị nhá. Rồi con này chị nào lấy mã 13 cho em. Mã 13 80.000, mã 13 nhá. Mã 13 80k, con này chị nào mặc từ 70kg với đầu cho em. Nó xẻ tà cũng ngắn này, không nói chung là không dài lắm đâu. Còn các chị muốn ngắn nữa về các chị may lại cho em được. Mua về cho mẹ mặc. Rồi mã 13 cho em, mã 13 cho em 80k, mã 13. 13 80.000 của. Ủa sao cái này giống nhau vậy? Sao kỳ vậy? Rồi lấy chị con này, chị em lấy chị con này size to chị này. Chị nào mà con này nó dáng hơi xuông xuông nhá. Con này các chị mặc xuông thôi, con này không mặc ôm được đâu. Chị nào mà từ 60-65kg quay đầu, 60-65kg mang vừa cho em con này. Một con đỏ đô chị nhá. Một con đỏ mận chứ, con này màu đỏ mận. Chị nào mà từ 65kg quay đầu cho em nhá. Chị nào lấy mã 261. Mã 261 cho em, 60.000 mã 261. 261 60k. Chị nào mà 60-65kg quay đầu nhá. 60-65kg quay đầu cho em lên mã 261. Lên chị một mã đôi cá, con này chị là size L nhá. Con này chị là size L mang vừa, E7678. E7678 mang vừa, chị nào lấy đôi cá cho đôi cá cho em, đôi cá 50 ngàn nhá. 50k mã đôi cá, con này chị là E7678 này, chị nào lấy đôi cá cho đôi cá cho em. Đôi cá 50k, E7678 quay đầu, chị nào mà size SM vừa nhá. SM mang vừa, à quên, size L em lộ. Size L mang vừa cho em, đỏ. À em xả rồi chị ơi, hàng của chị vẫn chưa đi được. Em xả mất tiêu rồi. Đến khổ. Người mong người muốn lấy hàng thì lại không gửi được. Người đưa đến lại còn bị bom nữa. Rồi con này chị nào size M và size L đều vừa nhá. Size M và size L chị này, con này xinh chị ơi. Size M và size L con này nó là thâm lỡ cho em nhá. ML mang vừa E7476 quay đầu, chị mã 329. Lấy 329 cho 329 cho em nhé. Mã 329 cho em size M và size L để mang vừa. Mã 329 cho em 70.000, mã 329. 329 70k. ML để mang vừa nhé, chị nào lấy 29. Mã 329 cho em, 329 cho em. Lên cái trắng. Lên cái trắng cạnh cái xanh. Cái trắng gần cái xanh, cái này à chị, cái trắng gần cái xanh hả? Con này sẽ SM, nó khổ vậy chị ơi. Cười muốn nhận thì à, 329 của chị Nguyễn Tư. Người muốn nhận thì không gửi được. 329 của chị Nguyễn Tư 70.000. Đây á chị ơi, con này chị nào sẽ SM nhá. SM mang vừa cho em con này, cái này hình con nha. Nguyễn Tư đâu? Hình cái con gì nhỉ? Không biết, có chị nằm góc nào không biết. Có mà chị đi. Hình con chim, xinh nha chị này. Chị nào mà E72, sẽ SM thôi. SM mang vừa mã 19 nha em. Mã 19 nhá. Lấy 19 chốt 19 cho em này. À. Còn nữa chị ơi, hàng của chị em vẫn còn. Không chị ơi, con này không được 74 đâu. E70 72 thôi chị.
sẽ SM thôi, không được E74 chị nhá. E70, 72 quay đầu thôi, E74 không được. Đây chị này, con này thì được này. Con này thì được này chị này, E74 này, E76 size L. Con này nó là màu trắng sữa cho em nhá. Lên mã 233. E74 này, E76 mang buồn, nó có xẻ tà nhẹ cho em chị này. Mã 233 cho em 80 ngàn nhá. 80k mà 233, con này xinh các lắm các chị ơi. Nhiều khi các chị màu trắng các chị coi trên live nó không được rõ. Cái hoa, cái vải của nó cực kỳ xịn luôn nhá. Đây chị, con này được không? Size M, size M và size L này chị này. Size M và size L để mang vừa cho em. M, L, E74. Con này chắc cũng được rồi. Còn là size nhỏ không ấy chị ơi. Nhưng con cách tân này thì được này chị này. Con cách tân này chị vừa này chị ơi, lấy con cách tân này đi. Lấy mã 234. Mã 234 cho em, 80 ngàn mã 234 nhá. Cái này ở ngoài màu nó xinh lắm các chị ơi. Các chị coi trên live nhiều khi cái mấy đen đen này các chị nhìn nó loang loang. Nhưng mà thực ra cái đen đen này nó là in cái hình hoa sen chị nhá. Hình cây sen này. Hình hoa sen, hình lá sen chị ơi. Không phải là nó bị dơ, bị bẩn gì đâu. Nó in hình lá sen cho em nhá. Kiểu như là hoa 3D á. Rồi con này chị mã 234. Mã 234 cho em 80 ngàn. Nó là dáng cách tân cho em. Mã 234 cho em nhé. 234 80k chị nào mà size. Size M và size L đều vừa. Size M và size L đều mang vừa lấy 234 chất 234 cho em. Rồi em lấy chị con này size nhỏ. Size SM E72-74. Con này có độ co giãn cho em nhé. Size SM mang vừa E72-74 quay đầu chị này. Lên mạng đen cho em. Mạng đen 40 ngàn mạng đen nhé. Đen 40k E72-74. Con xem nó có bị ẩn bình luận không con? Tại vì bữa trước cũng bị ẩn bình luận một lần rồi. Rồi chị nào lấy mạ đen cho em, mạ đen 40 ngàn, mạ đen nhá, đen 40k, con này xinh chị này. Lấy đen chất đen cho em, đen 40 ngàn. Rồi con này xinh nhá chị ơi. Size M và size L đều vừa nhá, M, L đều vừa, con này có độ co giãn nhẹ. Con này nó là áo chị ơi, con này nó áo hơi dài. À không phải là áo. Rồi con này chị ơi, con này xinh nhá. Hàng lúc bên dự bảo trước chị em nó kiểu như là áo nhưng mà không phải. Em tưởng là nó hở, không phải, là nó kín. Này nó là đầm. Rồi con này chị mã 335. Mã 335 chị em nhá. 50k mã 335. Con này chị nào size L mang bùa cho em. E76 của loại mang bùa này. Mã 335 chị em, 335 cho em này. 50k mã 335. Chị nào E74, 76 nhá. Size L mang bùa cho em. Chị nào size L lấy con đỏ cho em. Lấy chị một con vàng này. Có gấm dài tay không em? Gấm dài tay hả chị? 335 của chị Nguyễn Tư. Gấm dài tay không có chị ơi, em có con 50 của chị Nguyễn Tư. Em có con da lộn không chị? Em có một con da lộn xinh lắm chị ơi. Da lộn là tay lỡ. Rồi con này E76 size L. Lấy chị con vàng, con này nó vải lụa cho em chị nhá. Chị nào lấy mã vàng cho em, vàng 60 ngàn mã vàng nhá. Vàng 60k, con này chị nào size L lấy con này cho em. Lấy vàng chất vàng cho em nhé. Mã vàng 60 ngàn này. Vàng 60k. Đây chị ơi, con da lộn này xinh chị này. Chị nào size XL nhé. Các chị, cái mùa này các chị mặc mấy con này thì cực sướng luôn, ấm. Có hàng nút bên hông này chị em này. Một con da lộn, chị nào mặc E80-82. Chị nào size XL lấy con này chị em nhé. Nó là vải da lộn cho em. Lấy mã 55. Lấy 55 chất 55 cho em. Còn nguyên tem nguyên mát chị này. Mã 55 cho em 200 ngàn mã 55 nhé. Mã 55 200k, nó là vải da lộn nha chị ạ. Con này vải da lộn ý là nó cũng không hẳn là dày lắm. Các chị mặc trời hơi xe lạnh cũng được nhá. Không cần phải, nói chung là mùa hè thì hơi nóng thôi. Nhưng mà cái mùa này các chị trời hơi xe lạnh các chị mặc cực kỳ sướng luôn. Rồi em lấy chị con này, nó là vải xốp cho em này. Con này nó là vải xốp nhá. Con này nó có độ co giãn cho em. Con này bị dính dơ một tí hơn sau này. Chị nào mặc E80 cho đến E90 nhá. 80 đến E90 mang vừa. Nó là màu hồng phấn cho em. Nó là vải xốp chị ơi. Con này nó là vải xốp. Em cho chị coi cái vải này. Cực kỳ xinh luôn. Rồi con này chỉ là mặc 230 nhá. Mặc 230 cho em 60 ngàn. Mặc 230 này. 230 60k. Con này chị nào mặc E từ 80 cho đến 90 mang vừa cho em. E 80 cho đến 90 mang vừa. Em có con... em có con gì nhỉ? Con lợn...
Con có nhung, em có một con vải nhung chị này, con vải nhung này xinh này. Chị nào eo 90 nhá. Eo 90 trở lên mang vừa, lấy nhung chốt nhung cho em. Mã nhung 180 chị nhá, lấy nhung chốt nhung cho em, nhung 180 chị nào mà eo 90 92. Eo 90 92 mang vừa, lấy nhung chốt nhung cho em. Mã nhung 180 mã nhung. Nhung 180 chị nào mà sai à. Eo 90 trở lên mang vừa cho em. Rồi em lấy chị con hồng này. Cái con hồng này chị nào size L nhá. Chị nào size L lấy con này cho em, lấy hồng chất hồng cho em, hồng 20 ngàn. 20k mã hồng, chị nào lấy hồng chất hồng cho em nhé, hồng 20k. Chị nào size L lấy con đó cho em nhé, eo 76 quay đầu. Lấy hồng chất hồng cho em. Mã hồng, hồng 60 ngàn mã hồng cho em. Rồi em lấy chị một con cách tân này. Lấy cho chị một con cách tân màu xanh. Trời ơi, size L và size XL đều vừa cho em nhé. Size L và size XL đã mang vừa, lấy chị một con xanh trơn này chị. Một con xanh trơn cho em, trời con này xinh chị ơi, nó là cách tân nhá. Con này nó là phong cách tân cho em. Chị nào lấy mã, mã 31. Mã 31 cho em 140 nhá. Mã 31 140, con này chị nào mà size L và size XL đã mang vừa. Cái màu xanh này của nó cực kỳ xinh nhá chị nhá. Lấy mã, mã 31, mã 31 140. Chị nào mà size L và size XL đã vừa chị nhá. Size L và size L được mang vừa, lấy mã 31 cho em. Mã 31 140 nhá. Rồi lấy chị con này của bé này. Bé nằm ở tầm 15 đến 20 kg. Cái phần này nó bị bung chỉ ra chị, không phải là nó rách đâu, về chị may lại cho em nhá. Lấy mã bé cho em, mã bé 20 ngàn mã bé này. Mã bé 20k, bé là 15 20 kg quay đầu. Bé là 20 kg mang vừa cho em, lấy mã bé cho em, mã bé 20 ngàn mã bé này. Mã bé 20k, em lên cho chị con này xinh chị này. Con này có độ co giãn cho em nhé, còn nguyên tem luôn mát. Cái này chị nào sẽ SM. SM mang vừa không thì mã bé của chị Nguyễn Thị Diệu. Có hay không em? Có nhá chị ơi. Chị ơi, em có nhá chị cái gì nhỉ? Rồi con này bị dính dơ một xíu cho em nhé các chị ơi. Con này bị dơ một xíu này. Còn nguyên tem nguyên mát mà chị ơi, mỗi tội là xinh. À mỗi bộ tội là bị dơ. Rồi chị nào lấy mã tem nhá. Mã tem cho em 40 ngàn mã tem này. Mã tem 40k, phần hoa này là hoa theo hết cho em nhé chị nhá. Hoa là hoa theo hết chứ không phải là, không phải hoa in đâu. Mỗi tội là nó bị dính dơ một tí. Lấy mã tem cho em, tem 40 ngàn. Mã tem 40k, chị nào lấy tem cho tem cho em. Là bé mà. Không. Mặc tem, con em bé mặc cũng được mà người lớn mặc được. Size XL 85 đến 90 hả? Eo 85 đến 90 mang vừa chị đây chị ơi. Con này cho em nhé, con này màu tím này. Màu tím này xinh, chị là mã 265. Em chào chị Nguyễn Hiền. À chị Nguyễn đi, chị Nguyễn Nhàn. Rồi con này chị nào mà eo 80 85 nhá. Mà 265 này. Lấy 265 chắc 265 cho em. Con này vải gen xinh nhá chị này. Eo 8 đúng rồi, eo 84 đến eo 85 mang vừa. Có tay à chị? Nó tay chỉ là tay ngắn thôi chị ơi, còn tay dài là không có đâu. Tay dài không có, chị sẽ SM có hàng lụa, nhưng mà nó là hàng tay ngắn ngắn lớn lớn đây thôi này chị này, không phải tay dài. Rồi con này nhá, mã 265 cho em, 265 200k mã 265. Con này chị nào mà eo 84 đến eo 85 chị nhá, eo 84 85 mang vừa cho em. Đây chị này, lên chị một con lụa. Lụa hai lớp dáng dài cho em. Eo 70 đến eo 72. 70 đến 72 nhé chị nhá. Lấy mã 26, mã 246. Mã 246 cho em, 230 đến 246. Mấy cái hàng có nút bên hông này xinh chị này. Các chị lấy hàng có nút bên hông này đi. Mã 246 cho em. Đây chị ơi, eo 90 này chị này. Eo 88 cho em, eo 90 chị này, eo 90 92. Lấy mã nhung nhá, lấy nhung chút nhung cho em. Mã nhung. Mã nhung 120, ai gì 180 mã nhung. Nhung 180, rồi đây lấy chị con xanh này. Một con lụa hai lớp trắng này. Có. Xem, sườn xám đỏ. Gấm sau lưng. Chị ơi, chị mặc size gì á? Chị Bích Vân, chị mặc size gì á? Tay ngắn cũng được hả chị? Đây chị ơi, con này xinh này chị này. Chị Bích Vân ơi, chị mặc size gì á? Em chào chị Nguyễn Hậu. Rồi con này chị nào eo 80. Eo 80 82 nhá, size XL nha chị này. Eo 80 82 mang vừa, một con lụa hai lớp dáng lỡ cho em. Có hàng nút bên hông cho em chị ơi, chị này là mã 04 nhá. Lấy 04 chốt 04 cho em, 04 180 mã 04 này.
04180 chị nào mà size XL mang vừa. XL mang vừa chị em. Đây chị này. Con này chị nào eo 90 quay đầu chị em. Lụa hai lớp dáng dài chị em nhé, chị nào lấy mạng tay dài. Tay lụa L73 à chị. Tay lụa L73. Tay lụa L73 để em xem có không. Rồi chị nào lấy mạng tay dài chị em nhé, mạng tay dài 200k mạng tay dài này. Tay dài 200.000, con này chị nào mà size à? Chị nào mà size 3X, 2X, 3X chị nhá. 2X, 3X mang vừa cho em, tại vì cái con đó nó... Con đó size hơi to một tí. Đấy chị ơi, một con đỏ trơn được không? L72, 73 này. L72, 74, con này L74 mang vừa cho em. Một con đỏ trơn như L74 mang vừa lấy mã 27. Lấy 27 chất 27 cho em, 27 100k mã 27 nhá. Mã 27 100.000. Rồi lấy chị con caro này xinh ý chị này. Lấy chị một miếng caro cho em. 50kg 1m70. Trời ơi, 50kg 1m70 chị mặc size SM thôi. Chị cao như vậy mà có 50kg thì size SM thôi. SM thôi nhé chị nhá. Rồi con này chị nào size L L74 76 chị này. L74 76 mang vừa lấy caro cho em. Lấy caro cho em nhá, caro này, 60.000 mã caro. Caro 60k chị nào mà size S a gì? L74 76 size M và size L. Chị ơi chị cao vừa chị lấy mấy con này đi. Đấy chị. Con này size S, L68 70 đổ lại mang vừa cho em nhé. Chị Nguyễn Hiền Linh lấy con này đi chị cao quá đi. Rồi lấy mã tem cho em 120. Chị nào lấy tem cho tem cho em nhé, mã tem 120 chị nào mà L68 70 bây đầu, con này size S chị này. Lấy tem cho tem cho em, mã tem. Đấy chị ơi, thích body thì lấy con này cho em nhé. Con này cũng dáng dài cho em. SM được vừa, tại vì con này nó có độ co giãn. Size SM được vừa, mã đỏ. Mã đỏ cho em 120.000 mã đỏ nhé, đỏ 120. Con này thì cực dài luôn chị này. Mã đỏ 120, size SM. Nên có con này nữa chị này. Chị cao quá, chị lấy mấy con này đi. Ủa con kia có người lấy rồi. Ủa cái con đuôi cá nó có người lấy nhỉ? Có con đuôi cá mà có hai cái tay hai bên này. Kia cá kiếm xa đúng không? Chị ơi chị Bích Vân chị mặc size gì chị Bích Vân? Chị Bích Vân chị mặc size gì lên cho đây chị ơi, size SM này chị này. Chị cao cao vậy lấy size SM đi, lấy mã đỏ theo nhé. Lấy đỏ theo cho đỏ theo cho em, đỏ theo size SM mang vừa mã đỏ theo cho em. Đỏ theo con đỏ theo này là 200.000 nhá. Lấy đỏ theo cho đỏ theo cho em, đỏ theo 200k. Size SM được mùa SM thôi chị ơi. Chị cao vậy chị lấy size SM thôi. Rồi lấy chị con lụa này. Lấy chị một con lụa hai lớp dáng lỡ hay là chị lấy cái gì nhỉ? Chị lấy từ nãy giờ chị chưa chọn được cái nào để chị bận tiếp. Chị ơi chị cho chị xem áo gấm đỏ trên sàn. Áo gấm đỏ trên sàn mà chị mặc size gì chị? Chị mặc size S hay size M? SML. Rồi con này cho em nhé, con này size SM chị này. Có hàng lớp bên hông cho em size SM mang vừa. L72-74 mang vừa, con này nó có độ co giãn nhẹ cho em, SM nhá. Con này có độ co giãn nhẹ, mã 330. Mã 330 cho em 70k, mã 330. 330 70.000, chị nào mà sẽ SM được vừa nhá. SM mang vừa, mã 330 cho em. Đây chị ơi, gấm này. Con gấm này size hơi to một tí. Con này chị nào phải eo trên 85 nhá, eo 85-90 chị này. Em đo lại cơ nào, em cứ đo xong lại quên. Chị mua cho bé mà. À, mua cho bé hả? Mua cho bé em lấy hàng của bé cho. Mua cho bé em lấy cho bé cho. Rồi con này chị nào mà eo 84-86. L84-86 nhé. Con này size hơi to một tí này. L84-L86 mang vừa. Mã 303. Mã 303-120 là 303. 303-120. Đây chị ơi bé này. Trời ơi, mua cho bé thì lấy cái này đi. Ba cái đỏ kia. Đây chị Bích Vân. Nhưng mà con này bị rách lên một tí này, để chị sửa lại cho em được nhá, không sao đâu. Lấy con này đi chị, nó bị mình một xíu thôi. Đây chị 303 đây. Size to dáng dài cho em nhé chị nhá.
Mã 303120. 303120 chị là 303 chắc 303 cho em. Chị Đỗ Hồng Hạnh, chị Đỗ Hồng Hạnh, chị lấy gì à chị? Rồi đây chị ơi, một con kim sa giảng dài, chị nào sẽ ép thôi. Lấy cho bé thì lấy con này đi chị. Lấy mã lỗi nhá, lỗi một xíu thôi chị ơi. Về sửa lại cho em là được. Nói chung là cái phần này các chị sửa cũng chẳng ai nhìn thấy đâu. Không thì các chị theo cái thành bông hoa đây này. Theo thành bông hoa theo nó luôn. Là không phải lo gì hết nhá. Lấy mã lỗi cho em, lỗi. Con này xinh lắm luôn chị ơi, mã lỗi cho em 100k mã lỗi nhá. Lỗi 100k, đỏ dáng dài đuôi cá. Chị đòi lỗi chất lỗi cho em, mã lỗi 100.000 mã lỗi này. Lỗi 100k. Rồi con này chị làm mặt size màu. Size màu và size L này. M, L đều vừa chị nhá. Eo 74, 76 mang vừa cho em. Size màu em có chị ơi, lấy mã 64. Mã 64, size M và size L đều mang vừa. Mã 64 cho em 120 nhá. Mã 64, 120, size M và size L đều vừa. Con này size to chị nào, eo 82, 84 này. Con này size to một tí chị ơi, con này thì lại size hơi to. Không, eo của nó thì eo gần 90 cơ. Eo gần 90 nhá, eo 86. Mã 33 cho em, mã 33, 120, eo 84, 86. Con này size hơi to, eo 86 quay đầu nhá. Rồi mã 33, 120, mã 33. Rồi con này size nhỏ, chị nào mà eo 6, eo 70, 71 nhá. Eo 70, 71 này, 72 thì hơi chật một tí. Đằng sau nó cũng có nữa chị này. Đằng trước cũng có kinh xa luôn. Rồi con này chị nào lấy mã 03. Chị nào lấy 03 chắc 03 cho em, mã 03 cho em nhá. 03, 03 là... Đây chị ơi, sẽ SM này chị này. SM mang vừa đây chị ơi, em có 2 con. Ủa sao có 2 con y chang nhau luôn á. Hai con này y chang nhau luôn chị ơi, có chị nào lấy mặc cặp không? Có chị nào lấy mặc cặp không các chị ơi? Hai con y chang nhau đều là size SM đều vừa chị nhá. Đều là SM vừa, bây giờ em nhìn em mới để ý là hai con nó giống nhau này. Mã 264 nhá. Chị là 264 chắc 264 cho em, 264 hai con y chang nhau luôn. Mã 264 cho em size SM đều vừa. Mã 264 230. 264 230 chị nhắc lấy 264 chắc 264 cho em. 264 230.000. Lụa hai lớp đó chị. Rồi con này chị nào size hơi to, chị nào mà size L eo 80 quay đầu chị này. Một con màu hồng phấn cho em nhé. Nó có xẻ tà trước này cho em. Rồi con này chị một con màu hồng phấn cho em, chị nào mà eo 80 82 chị nào size L. Con này size hơi to một tí lấy mã 58. Mã 58 cho em 60.000 mã 58. Mã 58 60.000. Chị Bích Vân, chị lấy này cho bé này, chị này con này của bé ăn xinh này chị này. Size SM được vừa, lấy mã đỏ theo nhá. Lấy đỏ theo, chốt đỏ theo cho em, đỏ theo 200.000. 200k mã đỏ theo, size SM được vừa. Lấy đỏ theo, chốt đỏ theo cho em. Rồi đây chị ơi, caro, hay thử lấy caro đi. Con caro này là size M chị. Nói chung hai con này đều size SM nhá, con đỏ này nó có độ co giãn cho em. Con đỏ này nó có độ co giãn này, còn con xanh nó không co giãn đâu nhé. Mã đỏ hoặc mã xanh cho em. Màu đỏ hoặc màu xanh cho em nhé, 80.000. 80k mã đỏ hoặc mã xanh cho em, chị nào mà size SM không? SM mang vừa, màu đỏ hoặc màu xanh cho em nhé. Rồi đấy chị, con này xinh này. Cho em to xong này, toàn mấy con size to. Chị Hải Nguyễn, con này em cũng bào già hết chị ơi. Caro đỏ, caro xanh là 80.000 một chiếc. Nói chung là con này em cũng nói giá hết nhá chị nhá. Rồi chị nào eo 84, 86. Eo 86 quay đầu, chị nào lấy mã 86 đi. Mã 86, eo 86 mang vừa cho em 50.000. Mã 86, eo 86 nhá. Mã 86, eo 86 mang vừa cho em 50k, mã 86, eo 86 này. Rồi lấy chị con gấm chị này. Rồi con này chị nào sẽ SM eo 72, 74 chị nhá. Eo 72, 74 mang bùa lên chị một cái mạng gấm cho em. À, con này nó là
vải gấm á chị ơi, con này là vải gấm cho em nhá. Con này nó là vải gấm, size nó hơi to một tí. Con này là vải gấm, mã 303. Eo 8688 chị ơi, eo 6688 mang mua, mã 303 cho em nhá. Mã 303 cho em 120, eo 8688 chị ơi, con này size hơi to. Rồi em lấy chị con gấm dáng dài này, con này chị nằm eo 7274 nhá. Eo 7274 mang mua, nó có cái đường hông bên, à có đường nút bên hông. Để các chị may lại, các chị đóng lại cho em. Mã 56. Mã 56 cho em 50.000, mã 56 nhá. Mã 56 50.000. Con này chị nào mà sẽ SM eo 7274 quay đầu. Lấy 56 chấp 56 cho em. Rồi đây lấy chị con màu vàng này xinh chị này. Chị ơi ship một đồng giá 30.000 chị nhá. Ship một đồng giá 30k một ship nhé chị ơi, một sản phẩm nhá, một đơn nhá chị nhá. Còn các chị nào mà lấy nhiều quá thì tiền ship nó hơi cao một tí thôi. Còn bình thường là cứ 30.000 một tiền ship. Rồi con này sẽ SM nhá chị này. Một con này nó là màu vàng đồng cho em. Con này màu vàng đồng chị nhá, một con gấm màu vàng đồng này. Chị nào mà sẽ SM thôi. Có chị ơi, chị mặc sợ XL nhá. Nếu mà 58kg mặc sợ XL đi. Rồi con này chị nào lấy mạ 8 cho em. Lấy mạ 8 chấp mạ 8 cho em. Mạ 8 120 sẽ SM đều vừa cho em. Mạ 8 120 sẽ SM. Em có 2 trang, 2 cái trang nhau chị này. Đều sẽ SM mang vừa nhá. Chị nào lấy mạ mạ 8. Mạ 8 cho em 120. Mạ 8 120 sẽ SM chị ơi. Một con màu vàng đồng các chị lấy 2 con nhé. Hai con đó xinh. Chị ơi chị 58 kế chị lấy con này đi chị. Lụa hai lớp dáng dài cho em. Em bảo đảm chị con này ở ngoài nó đẹp hơn trên line nhé. Ở ngoài nó rất chi là xinh luôn chị ơi. Lụa hai lớp dáng dài. Con này lấy mạ 49. Lấy 49 chốt 49 cho em nhé. Mạ 49 cho em 230. 230k mạ 49. Có cái hàng nút bên hông này. Các chị lấy mà có cái hàng nút bên hông này cực kỳ xinh cho em. Chị nào sẽ XL tận. Em 80 quay đầu. Lấy mạ 49. Mạ 49 cho em nhé. Mạ 49 là 1 230. Rồi lấy chị con này size to. Mạ nào size XL. Đây chị ơi con này size XL này. Con này xinh lắm chị ơi, lấy con này đi. Lấy mạ 49. Chốt mạ 49. Chị ơi lấy lên số cho em nhé. Lấy lên số cho em, lụa hai lớp dáng dài chị ơi. Con này cực mới, cực xinh luôn. Bảo đảm chị là còn rất chi là mới và đẹp nhá. Lấy lên số cho em nhé chị. Rồi em lấy chị con công này. Cái con công này size nó hơi to một tí. Cái con công này chị nào phải eo tới 100 cho em nhé. Rồi chị nào lấy mã 100 cho em đi. Mã 100 eo 100, con này size to quá chưa. To quá em bán chị con này. Rồi em thấy số của chị rồi. Rồi mã 100 eo 100 mang vừa cho em nhé. Chị nào mà 70-75kg này, 70-75kg mang vừa lên mã to. Mã to cho em 80.000 mã to. Màu đỏ size XL em có luôn. Có màu đỏ size XL. Nhưng mà nó là hàng gấm được không chị? Hàng gấm được không? Rồi con này chị nào size eo 100 mã 100 cho em. Eo 100 mã 100 cho em nhé. 80.000 thôi chị ơi. Tại vì nó to quá. To quá không các chị ơi. To quá lấy cái giá đó không các chị nhé. Đây như chị này, con này cũng được này chị này. Con này cũng xinh cho em. Con này thì eo 82, 84. Nhưng mà cái hàng gấm này các chị này, hàng gấm các chị phải mặc hơi rộng một tí nhá. Rộng từ 2 cho đến 4 phân thì các chị mặc mới thoải mái. Nó không có như hàng lụa. Hàng lụa thì nó mềm mại hơn. Cái này thì nó cũng mềm nhưng nó không cứng. Nhưng mà cái hàng gấm các chị phải mặc hơi rộng một tí nhá. Eo 82, 84 đây. Chị nào lên mã 33. Mạ 33 cho em nhé, 120, 120.000 mạ 33, chị nào lấy 33 chứ 33 cho em, 33, 120, đó là size XL chị. Rồi con này chị nào size L, eo 76, 55kg quay đầu. Con này chị nào size L mang vừa nhé, lấy mạ 49, à mạ 64, mạ 64 cho em nhé, 120, mạ 64, con này chị nào size L, lấy 64 cho em, mạ 64, chị nào size L mang vừa cho em.
Em có cái đo cái này chị này, có chị nào ưng à? Ưng đồng phục không? À cái gì? Chị quên rồi. SML là vừa chị nhá, tại vì nó có độ co giãn cho em cái chân váy này này. Cái chân váy này SML để mang vừa, tại vì nó có độ co giãn cho em nhá. Chốt mã 33. Ok chị, mã 3120. Chị lấy đây. Rồi lên chị mã set nhá, lên chị set này. Màu đen hả chị? Màu đen nhưng mà dáng ngắn thôi chị ơi, không có hàng dài. À, đây đây em có con này, đợi em một xíu. Đây chị ơi em lên cái chị hỉ phục cho em này. Em xem con này nó là set gì, à, nó là size bao nhiêu. Em coi cái áo thôi, còn cái quần thì là SML đồ vừa nhá. Cái quần là SML đồ mang vừa tại vì nó có độ co giãn cho em. Chị nào size L thôi các chị ơi. Set này là size L nhá. Set là size L mang vừa. Chị nào tầm 55 kg quay đầu mang vừa cho em. Lấy set chốt set cho em này. Mã set 55 kg độ mang vừa cho em. Set các chị ơi, set này xinh lắm luôn. Chị Nguyễn Tư. Set có. Set có đâu là sao chị? Rồi con này chị nào size L mang vừa 55 kg quay đầu, nó là size L cho em nhá. Rồi set. Mã set, set là 150 chị ơi. Mã set cho em nhé, 150.000 mã set cho em. Set 150 chị nào size L thôi. Nói chung là cái hàng set này dễ mặc này, SML để mang vừa cho em nhé. SML để mang vừa lấy set cho set cho em, set 150. Đây chị ơi, con này này chị này. Size XL này. Bên trong nó là màu, miếng lót là màu tím, còn bên ngoài nó là màu đen được không chị? Đây mã 200. Mã 200 cho em 120 nhé. 200 120 chị nào mà size XL mang vừa. Lấy 200 chắc 200 cho em. 200 150 size XL mang vừa. Chị nào lấy 200 chắc 200. Không biết bên này nó có bị ẩn bình luận không chị ơi. Lấy 200 chắc 200 cho em. 200. Rồi lấy chị con đen này xinh chị này. Một con lụa nhá. Lên chị một mạng lụa. Lụa này con này chị nào size L, E7678. Rồi chị nào lấy lụa chất lụa cho em nhé. Mạng lụa chị nào size L mang vừa cho em này. Size L mang vừa lấy lụa chất lụa cho em. Lụa 60.000 mạng lụa cho em nhé. Lụa 60k. Con này chị nào size L mang vừa lấy lụa chất lụa cho em. Lụa 60.000 mạng lụa cho em. Mạng lụa 60.000. Đây một con lụa nữa các chị này. Con lụa này cũng xinh. Nhưng con lụa này là một lớp thôi các chị nhé. Con này nó là phong lỡ. Con này nó là dạng lỡ cho em con này. Rồi E7274-76. Chị nào size M và size L đều vừa chị này. M, L đều mang vừa cho em nhé. Nó là dạng lỡ cho em. Rồi chị nào mặt 37. Chốt lụa. Chốt lụa, lụa là size nhỏ. Chị Diễn, chị... Chị nhỉ? Chị Duyên, hẹn chị Duyên đi. Chị Duyên hí. Chị ơi con lụa đó là sao? Là size L thôi, không phải là size ấy đâu nhé chị nhá. Không phải là size XL đâu. Rồi con này chị mã 37 chứ. Mã 37-70k nhá. Mã 37-70.000. Con này chị nào size L, ML đấy mang vừa cho em. Không phải size to đâu chị, size nhỏ á. Vừa trắng hai lớp đẹp không? À chị Nguyễn Huyền Linh, chị Lê Diệu. Chị ơi con này á, con này SML đồ vừa nhá, tại vì nó là dạng cách tân đấy chị ơi. SML đồ mang vừa cho em. Lên mã 25, mã 234. Con này nó là cách tân nhá, mã 234 cho em 80.000. 80k mã 234, lấy 234 chất 234 cho em. 234 80.000 nó là cách tân chị ơi. Cái màu đen đen này không phải là nó bị loang hay bị dính đâu chị ơi nhá. Nó là in hình bông hoa hoa sen chị ạ. Nó là hình hoa sen cho em nhá. Rồi lấy chị con này xinh này, con này trơn chị nhá. Lấy chị một con trơn. Một con màu trơn lấy chị này, con này cái vải của nó cực xinh luôn. Mã 234 của chị Nguyễn Hiền Linh. Chị Nguyễn này là hình ngơ lấy lên số cho em nhá. Rồi con này size hơi to, E8486.
Con này chỉ là eo 84, 86 mang vừa trên con này. Nhưng không hiểu con này là màu gì chị ạ. Nhưng thấy màu ở ngoài nó hay hay hơn trên line nhá. Eo 84, 86 mang vừa, lấy mã 80 đi. Mã 80 cho em 60.000, mã 80, mã 80 60k. Eo 84 được eo 86 nhá. Em thấy cái màu này nó xinh xinh, 80. Con cứ chốt con lụa với chị đi. Có gì nên nhỏ để mẹ hỏi. Rồi em lấy chị một con tím này. Rồi em thấy số của chị rồi. Lấy chị một mạ tím nhá. Mạ tím này chị nào mà xây L và xây XL mang vừa cho em. Xem con đỏ gần trắng. Con đỏ gần trắng. Đỏ gần trắng là chị hàng gấm hả? Rồi đợi em một xíu. Rồi lấy chị con này cho em. Rồi con này, chị nào mà size L và size XL như eo 80 mang vừa cho em, nó bị dính dơ chị em này. Nó bị dơ đi một xíu thôi, lấy mạ tím, tím 40.000 nhá. Mạ tím 40k, về các chị giặt cho em, nó là dáng lỡ chị này. Con này cực kỳ xinh, mỗi tội là nó bị dính dơ một tí, lấy mạ tím. Mạ tím 40k. Có chị ơi, khi nãy em đưa lên mấy cái mà chị không lấy hả? Chị Phạm Thị Hương Lan. Khi nãy em đưa lên mấy con mà chị không ưng hả? Có mà chị. Màu đỏ gần màu trắng, màu đỏ gần màu trắng đây chị ơi. Con này size L nha chị nhá. Con này là chị nào size L mang vừa cho em, lấy má 13. Má 13 size L thôi, không phải con dưới mà con. Má 13 trên 120. Má 13 là 120, chị nào mà size em size L. Rồi con đuôi cá này là sẽ XM này. Tím xinh mà to hả chị? Tới khổ tôi. Rồi lấy chị một con đuôi cá này, đuôi cá này là sẽ SM chị nhá. SM mang vừa mạng đuôi cá cho em, đuôi cá này 200.000 mạng đuôi cá cho em. Đuôi cá 200k sẽ SM. Đây con này size nhỏ, con này chị nào là L70 đến L71. 70 đến 71 mang vừa mạng 03. Mạng 03 cho em 180. Đây này chị gì nhỉ, chị Nguyễn Thị Hương Lan. Con này là chị này size L này, chị 55kg mặc con này cho em đi. Lấy mã 13 cho em, mã 13 nhé. Rồi mã 13 của chị Nguyễn Thị Minh lấy này. Chị Nguyễn Thị Minh lên cho. Chị Nguyễn Thị Minh ơi, lấy lên số cho em chị Nguyễn Thị Minh ơi. Lấy lên số cho em nhé. Con này size L. 120. Sắp pin mẹ. Ờ. Mẹ sạc không kéo cho mẹ đi. Sạc cái đó vào thắng mẹ. Còn pin còn đầy. Chị hết được đâu. Rồi em thấy số của chị đấy. Rồi em lấy chị một con hoa nhí màu đen này. Con hoa nhí này xinh nhá chị ơi. Nhưng mà đằng sau là nó hơi sexy một tí. L72-74. L72-74 mang vừa trên con này. Đằng sau nó hơi bị sexy một tí chị nhá. Nó hở lưng trên. Ủa sao vậy? Ủa bên này tự nhiên nó làm sao vậy trời? Đợi em một tí. Cái gì cái mày đấy? Có áo tay dài không bạn? Em có áo tay dài chị ơi, tự nhiên bên này sao nó bị mất. Chị Tâm Uyên, hoa tím còn nữa chị nhá. Hoa tím còn đó 120. Cho em xem lại cái caro lúc nãy được không? Caro màu tím hả chị? Đôi cá dài size L hả? Đôi cá dài size L em hết rồi. Khi này có con thì chị kia lấy rồi mất hả? Khi này có chị kia chị lấy rồi. Em có khóa gì phục chị lấy á? Ủa sao cái điện thoại bên này tự nhiên làm sao ta? Đợi em một xíu. Rồi lấy chị con đen này cho em nhé. Mạ đen L72-74, đằng sau nó hở lưng vậy cho em nhé các chị này. Đằng sau nó hở lưng như này cho em nhé các chị nhá. Mạ đen cho em, mạ đen 50k, mạ đen đằng sau là hở lưng cho em này. Mạ đen 50.000, mạ đen cho em, đen 50k, chị nào mà size S sẽ mở. Ủa bên này nó làm sao vậy trời? Lấy cái con caro màu tím cho mẹ con. Ủa? Sao kỳ vậy?
Đợi em một tí nè, tự nhiên cái điện thoại bên này nó làm sao vậy? Cà rốt tím. Rồi con hoa màu tím nữa. Chị Huỳnh ra, có cái nào, cái hoa tím nữa, đưa cái hoa tím nữa. Ủa sao ta, kỳ vậy ta, cái điện thoại bên này làm sao à? 65 ký mà có chị. Hoa tím size gì? Đây chị ơi, hoa tím đây chị em này. Con hoa tím này là size L ấy, chị ơi, size L lớn nhá, L7678. Không, cái điện thoại bên này của em cơ, em slide hai cái tự nhiên một cái bên này nó bị sao. Thôi đây chị ơi, mà hoa tím 40 ngàn, size L ấy chị nhá. Nó bị dơ phần này trên này. Để các chị giặt cho em, mã hoa tím 40 ngàn mà hoa tím nhá. Size L mang vừa, có hàng cúc bên hông chị em. Coi con đỏ có ghen hả chị? Ủa sao kỳ ta? Không khoát được luôn này. Rồi đây chị ơi, size M và size L đều vừa. Chị ML mang vừa nhất, caro. Phải caro này em chị. Caro cho em, caro tím. Size M và size L đều mang vừa. Tại vì con này có độ co giãn cho em. Lấy caro. Caro 50.000 mã caro nhá. Caro 50k. Tự nhiên nó làm sao không biết. Caro 50.000. Làm gì có con đỏ vàng nào chờ. Đâu có con đỏ vàng đâu mà chị. Cái xanh size gì vậy? À xanh là size XL chị ơi. Đây chị, con này size XM. Con này chị là size XM mang vừa nhé. Dáng dài chị này. Dài lắm luôn, có dây. Mạ 48. Lấy 48 chất 48 cho em nhé. Mạ 48 cho em, chị nào mà size XM thôi. SM mang vừa mạ 48. Mạ 48 150. Cao 1m. Trời ơi, sao mà các chị cao thế? Toàn cao 1m6, 1m7 mắc không? Rồi chốt hoa tím nhé, chị Tâm Uyên. Chị Tâm Uyên ơi, lấy hoa tím lấy lên số cho em nhé, chị Tâm Uyên ơi. Chị 1m7, gần 1m7 mà gần 70 kg. Chị Quỳnh Phạm. Wow, cái hoa tím là 40. Em có siêu phẩm, có. Em coi mấy con đó. Chị ơi, chị à, nếu mà chị à, vậy chị mặc size L hoặc size XL đều vừa nhá. Size L và size XL đều vừa cho em. Đây chị này, size XL mang vừa L80. L80 mang vừa lấy mã công nhá. Mã công cho em 120, mã công này. Mã công cho em 120. Chị nào mà size XL mang vừa L80 quay đầu mang vừa cho em con này. À cái caro mà chị cao cao rồi đúng không? Vừa rồi mã công của chị Hình Gia. Chị Hình Gia ơi, lấy lên số cho em nhé. 120. Đây chị con này hả? Chị cao, chị có mét. Chị 50 kg mà gần 1m7 đúng không? Đây chị lấy con này đi. Lấy mã tem nhé, mã tem cho em 120, mã tem. Mã tem 120, để em thấy số của chị Hình Gia này. Ủa sao cái điện thoại bên này nó làm sao kỳ cục vậy trời. Đang like ngon lành, thoát nó ngon lành vậy trời. Rồi bật lên không nổi luôn vậy. Rồi chị nào mà tem chất mà tem cho em. Tem 120 chị nào mà size S thôi mang buộc. L7475 hả? Rồi hoa tím của chị Tâm Uyên, em thấy chị Tâm Uyên này. Nhất vào mà không nhớ là ai với ai vậy nhá. Ô tức nhở, bực mình thế nhở. Sao tự nhiên nó thoát ngon lành vậy trời. L7475 hả chị, size L hả? Đây chị ơi, L7475. Dài quá hả? Ủa chị, chị cao 1m7 mà dài cái gì? Không dài đâu chị. Trời ơi, chị cao như dữ vậy mà chị còn kêu dài. Cao 1m60, L7475. Đây chị ơi,
Nhá 74-75 đây, 1m60. Con này chỉ 1m60 mặc vẫn còn qua gối nhá. Con này chỉ mặc vẫn qua gối mà 233. Con này là màu trắng sữa chứ không phải là màu rồi. Không phải trắng tinh đâu chị, mã 233 cho em nhé. Mã 233, 80.000 233 này. 233 80k, con này chị làm mà size á. 74-75, mã 233 cho em 80k. 80k mã 233 cho em nhé. 233 80k, em có một con màu vàng. Em có hai con màu vàng cho em, 233 của chị Hình Gia. 233 của chị Hình Gia này. 80k. Chị ơi, em có con này này, size S M được mang vừa hàng gấm. Hàng gấm nó là màu vàng đồng cho em. Mấy con này màu các chị mặc lên cực kỳ xinh nhá. Không sợ. Mấy con này không già đâu, màu xinh lắm. Size M và size L mang vừa, ML rồi mang vừa cho em. 233 em hết rồi chị ơi. Lên có hoa mặc tết, chị Quỳnh Phạm chị mặc size gì á? Chị Quỳnh Phạm ơi, chị mặc size gì? Rồi con này size L nhá, em có hai con chị này. Em có hai con y chang nhau đều là size L mang vừa. Lên mã 8. Mã 8, mã 8 nhá, mã 8 trên 120 mã 8 nhá. Mã 8 120 nó là gấm. Nó là gấm cho em nhá. Chị mặc size S hả? Size S rồi ok, chị có cái trắng hoa văn đầu cùng. À, con đó size nhỏ. Rồi chị nào lấy mã 8 chất mã 8 cho em, mã 8 size L nhá. Mã 8 size L. Chị nào lấy mã 8 chất mã 8. Con này size S M được vừa chị này. Mã 8 của chị Như Y Châu. Chị Như Y Châu lấy lên số cho em nhá, chị Như Y Châu ơi, 120 thôi chị, hàng gấm em bán có 120 thôi. Chị Trang có hãy không em? Có chị nhá, em có hãy. Em có hãy nhá chị ơi. Rồi đây chị ơi, size S M lấy mã 19. Mã 19 cho em 180 nhé. Mã 19 180 chị nào mà size S M để mang vừa. SM mang vừa có size 57kg không? Có chị. Nếu mà 57kg là chị mặc size XL cho em nhé. Mã 13 là của chị Nguyễn Thị Minh không? Coi lại mã 13 là của chị nào. Đúng rồi. Đúng rồi hả? Sao? Không chị, con này không vừa đâu. Con này chị nào mà tầm 52-53kg quay đầu thôi. 52-53kg nhá. Con này 58 thì không vừa đâu chị. 52-53kg không vừa. Chị size XL màu đỏ. Đây chị ơi, XL màu đỏ cho em. Con này eo tầm 82-84 chị. Cái hàng gấm các chị mặc nó phải hơi rộng một tí chị nhá. Không, nó không thể mặc ôm như mấy con kia được. Rồi mã 303. Của mã 303, à 03 khi đấy có người hỏi đi chưa lấy. Mã 303 cho em 120, mã 303. Chị nào mà size à? Đây này chị này, em có con này size S này chị này. Chị vào xem trễ, cho chị coi mấy cái treo 74-75 nữa. Eo 74-75, 1m60, 57kg chị cho em phải mã 8. Chị size L hả? Size L màu đỏ. Đây chị ơi, mã 8 nó xinh này. Nó là màu vàng đồng cho em nhá. Chị nào size L. Size L mang vừa cho em, mã 8 cho em. Mã 8 là 120. Mã 8 120 nhá, nó là màu vàng đồng cho em chị ơi. Cô đó của chị kia mà. Đây chị ơi, size S này chị này. Lụa hai lớp dáng dài cho em. Chị nào vừa hỏi em size S này. Đỏ đậm hoa thưa hả chị? Đỏ đậm hoa thưa thì chị lại không vừa. Đỏ đậm hoa thưa chị lại không vừa rồi. Size M, con này chị nào size M thôi. Con này size M nhá. Con này chị nào size M mang vừa lấy mã 64. Mã 64 cho em một. Mã 64-120 chị nào mà size em. Size M. Size M và size M. Đây chị, size SM E72-74 này. Một con đỏ theo cho em. Cái đỏ dây. Lan Anh ơi, cái đỏ dây không vừa đâu. Size SM thôi, không phải CL đâu. Rồi đây nhá chị ơi, con này E72-74 lên chị một con đỏ theo này. Mã đỏ theo cho em, đỏ theo 180 nhá.
Đỏ theo 180.000, chị nào mà size M eo 72-74. Con này eo 74. Không, eo 74 gì nhỉ? ML đấy mang vừa. Con đỏ theo này là size M, size L đấy vừa nhá, không phải là size S, M đâu. ML mang vừa chứ, mã đỏ theo. Đỏ theo là 180. Đỏ theo 180 nhá chị nhá. Em có cái set này xinh này. Set là chị nào mà SML để mang vừa, có chị lấy set rồi em lấy set. Mã 80 là eo của nó là eo eo của nó là eo 76. Size L chị, eo 76 mang vừa cho em nhá. Lên đây chị em có set này xinh này, set này size L này, chị nào lấy set thất set cho em. Mã set là 150. Đây chị. Set cái này của nó là chân váy xòe cho em chị này. Mã set nhá. Set là 120, chị nào mà size L. Nói chung là S, M, L đều vừa cho em nhá. Lấy set trước set cho em, set rồi. Đây chị, con set này xinh đi chị này. Lấy set cho set cho em set. Con này lại hết đến nó mà cái nhân cần. Cái bộ nào vào cái bộ đó. Mã set 150. Set 150. Được rồi. Thì mẹ cái nào vào cái đấy mà. Nó có bắt lung tung luôn ấy. Mình phải thắc mắc lại này. Rồi cái này này, các chị này ở cái đường hông này cho em nhá. Chuyển bên hông. Vàng có lở không hả? Đâu có con là màu vàng đâu chị. À cái con vàng, cái con vàng đồng đó nó là size L đó chị. Con vàng đồng đó nó là size L mà. Rồi con đi cho em nhé. Con này nó là dáng đuôi cá chị này. Con này nó là dáng đuôi cá chị em. Mai được nghỉ nơi. Mai hỏi nhau à? Mai Tết dương lịch cô cho nghỉ con trường. À. Đây chị ơi, set này nhá. Cái set này là set ghép. Cái quần khác và cái áo khác cho em nhá. Cái quần khác và cái áo khác này chị nào size L eo 76-78. Nhưng mà cái con áo này cực kỳ xinh luôn, eo 76-78 mang vô cho em. Rồi con này eo 76-78 này. Cái set này, à cái gì nhỉ? Cái này, cái set này là em bán cái áo tặng cái quần nhá. Tại vì cái quần nó bị xước, để các chị sửa lại cho em nhá. Rồi set này chị nào lấy mã? Mã 275. Mã 275 cho em nhé, 60.000 mã 275 này. 275 60k. Chị lấy 275 chắc 275 cho em, 275 60k. Chị không thích dài hả? Thích ngắn hả? Rồi ok chị. Mã 275 60.000 tại vì cái áo nó khác, cái vào cái chân váy nó khác. Để các chị sửa lại mặc lại cho em nhé, sửa lại cái chân váy này xin. Chị ơi cái này á, cái này chị nào size S thôi chị ơi. Con này chị nào size S mang vừa cho em, mã 246. Mã 246 cho em, 230k mã 246 chị nào mà size em. Mấy con này size to lắm chị. Chị size to không? Rồi con này chị nào mà eo 80, 82, size XL nhá. Nhưng mà cái em cái đường chiếc eo này nó bị bung ra, về các chị may lại cho em nhá. May lại cái đường chiếc eo này cho em này. Rồi con này chị nào 306. 306 lụa 2 lớp dáng lỡ nhé. Lụa 2 lớp dáng lỡ cho em 306. Con này chị nào mà sẽ XL mang vừa. Chị là 306 với 306 nhé. Mạ 306 eo 8. Eo 80, 82 nhé. Mạ 306 con này xinh. Mạ 306 cho em 90.000. Mạ 306. Đâu có con nào màu vàng à? Con vàng cái này em đưa các chị không ôm hả? Rồi đây lấy chị con gấm nữa này. Con gấm màu vàng. Lấy chị một mạ gấm, cái màu này đẹp lắm đó chị ơi. Mỗi tội là nó bị hư khóa cho em nhé. Màu nhẹ một tí hả? Màu nhẹ có. Màu nhẹ có mà chị mặc size gì á? Rồi con này size hay to nhé. Con này chị nào phải eo 90 trên 90. Chưa nhận được hả chị? Ủa chị ơi, cái gì nhỉ? Họ điện cho chị chưa? Họ điện cho chị chưa, chị Mai Phương?
Với áo tay lỡ hả? Áo tay lỡ. Em có size to và size S. Em có một con size SM vừa và một con phải eo thì 90 trở lên đó chị. Nếu mà tay lỡ phải eo 90 trở lên nhé, hoặc là con nào size SM. Rồi chị nào lấy mã hư khóa cho em, hư khóa 50.000. Cái con gấm này chưa gọi luôn à chị? Hôm bữa em sửa lại số điện thoại rồi mà vẫn họ vẫn chưa đi gọi. Có khi mai họ gọi cho chị á. Rồi con này nhá, lấy mã hư khóa cho em, hư khóa 50k. Cái con này còn rất là mới luôn chị nhá. Mới tới 98% thôi. Mỗi tội là nó bị hư khóa thôi. Hàng gấm. Hàng gấm này của nó là gấm xinh nhá chị nhá. Gấm xịn luôn, vậy là mã 2A gì? Mã hư khóa cho em. Hư khóa. Cái gì nhỉ? Chị bảo lấy cái gì nhỉ? À. Rồi mạng gấm của chị Mai Phương 50. Đẹp lắm đấy chị ơi, mỗi tội là bị hư khóa thôi. Ủa không nghe được hả chị? Nó nhỏ quá không nghe được hả? Sao kỳ vậy? Rồi lấy cho chị con này này. Con này xinh nhá. Lấy cho chị con này xinh cái chị này. Rồi con này chị nào size XL, E80, 82. Con này vải là vải nó xếp cho em chị nhá. E80, 82 mang vừa này. Chị nào size XL, các chị thấy cái vải của nó xếp không? Đó, có độ co giãn cho em nhá. Có độ co giãn cho em, con này xinh. Lấy mã tím. Chị nào lấy mã tím chất mã tím cho em. Mã tím XL mang cuộc. Mã tím cho em 60.000 mã tím nha. Cái treo xào tay lỡ. À rồi ok chị đợi em một xíu. Rồi mã tím cho em tím 60.000. Con này chị nào nó XL mang cuộc. Con này nó là vải rồi mã tím. Tím của chị hình ra. Ngân ơi, con này nó là vải da lộn đấy chị ơi. Vải da lộn nhá, cực kỳ xinh luôn. Còn tem nguyên này chị này. Còn nguyên tem nguyên mác luôn, cực kỳ xinh. Có hàng cúc nữa. Nhưng mà con này chị nào mà size XL cơ. Mã hư khóa của chị Mai Phương. Mã tím của chị. Mã hư khóa em hết rồi, mã tím của chị Hình Gia. Rồi mã 55 nhá. Mã 55 cho em 180k, mã 55 180. Nó là vải da lộn. Đó. Thì nó có sự dài. Bao nhiêu? 50. 60. Còn âm tấm là 50. Rồi con này chị nào lấy mã 55 cho em, mã 55 là 80. Con này nó vải gen cho em. Con này cũng size to L82, 84 này. Size XL. Con này chị nào size XL mang vừa cho em. L84, 86 luôn chị ơi, L84, 86. Mã 55. Rồi ok chị, 55. Cái này vải xinh lắm chị. Vải nó là vải da lộn. Con áo đỏ. Cái xinh thì lại không vừa hả? Rồi con này cho em nhá. L84, 85 chị. 180. L84 là 85 mang vừa mà 265. Con này nó là vải gen cho em chị nhá. Con này nó là hàng gen. Mã 55 của chị Trang Đàn rồi. Chị Trang Đàn rồi chị ơi, hết 55 rồi. Con này chị là mã 265. 265 con này chị nào mà chị Quỳnh Ngân có sườn xám đưa cá dáng dài. Dáng dài em có chị ơi, đưa cá dáng dài em có nhưng mà chỉ là size SM thôi, chị mặc size gì chị Quỳnh Ngân. Rồi 265 chị Trang Đàn, con này cũng 180 nhá chị ơi. Con này cũng 180 luôn á chị Trang Đàn, chị Trang Đàn nhá. Em có đôi cá dáng dài nhưng mà nó chỉ là SM vừa thôi chị. Sẽ SM nhé chị nhá. Đây em có con đôi cá xinh này. 180. Đây chị ơi. SM mang vừa, đôi cá dáng dài cho em, nó là dáng tinh xa, size M vừa nhá. Con này chị là size M mang vừa, lấy đôi cá cho em, đôi cá 200.000. 200k mà đôi cá cho em, chẳng ai bán nữa, chị con đôi cá tinh xa mà có 200k. Lấy đôi cá cho đôi cá cho em, đôi cá 200.000 mà đôi cá. Đôi cá 200k. Em có cái con cách tân này xinh mà không chị nào ôm hả? Cách tân này nó là vải lụa này. Chị nào mà size XL nhá. Cái này nó may hơi lỗi một tí thì các chị tháo ra. Cổ không thích là chị không thích cổ hả? Chị xem lại con vàng. Dạ rồi ok chị.
Cái này nó may lỗi một tí về các chị sửa lại cho em. Nó may nó hơi bị đường, nó bị thướt vào một tí. Chị làm ơn lấy cho em xem áo màu nhẹ. Em cao 1m60 năm tí, 74-75. À dạ rồi, ok chị, em lại quen chị ạ. Chị size L hả? Size L bây giờ hàng dài hơi hiếm chị ơi. Nói thật chị là hàng dài bây giờ hơi hiếm á. Hàng ngắn được không chị? Để xem lên hàng ngắn cho. Nếu mà chị ông ấy thì đếm lên hàng ngắn cho. Cái hàng dài giờ nó hết size L rồi. Hàng dài bây giờ nó chỉ có màu đỏ, mấy con màu đỏ này thôi chị. Rồi lấy chị con cách tân này, chị em cách tân chị là mã L82-84 nhá. L82-84 mã cách tân đi em. Cách tân con này xinh mà chị nào ưng ấy chị. Mã cách tân 130 nó là vải lụa thêm. Lấy cách tân cho cách tân đi em. Tết rồi các chị lấy màu đỏ nó đẹp không chị này. Cách tân 130 nó là hàng lụa cho em. Rồi đây chị ơi. Chị gì nhỉ? Cho chị mấy con đỏ lụa. Không có đỏ lụa chị ơi. Mã cách tân của chị hình da. Cách tân chị hình da. Không có đỏ một lụa chị ơi. Hàng đỏ là hàng gấm thôi chị. Hàng đỏ hàng gấm thôi chị ơi. Không có lụa đâu. Mấy con lụa đó chị lại không vừa. Nó lại là sẽ 130. Rồi đây nha các chị ơi. Con này nó là vải lụa cho em này. Vải lụa dáng lỡ. Đây chị 60 kỳ quay đầu cho em. L80-82 size L. À, cái gì nhỉ? Nhưng mà con này lại size hơi to, chị em có 74-75, chị mặc size L à? Nhưng mà con này là size XL mất rồi. Con này size XL nhá, L80-82. Một con hoa nhí này xinh chưa chị ơi? Hoa nhí nó là vải lụa cho em nhá, có xẻ tà nhẹ hai bên cho em con này. Dạ rồi, ok chị. Rồi con này chị là mã 231. Mã 231 cho em 130 nhá. 130k mà 231 cho em, nó là dáng lỡ chứ này. Mã 231, 130. 231, 130, chị ơi con này nó làm rồi. Con này chỉ là mà size L, L80. Mã 200. Mã 200 cho em nhé, 120 mà 200 này. 200, 120k, con này chỉ là mà. Mặc size M. Mặc size M nhưng mà bây giờ mấy con đó thì lại chị lại không vừa. Mấy con đó thì chị lại không vừa rồi chị ơi. Mấy con đỏ dài này chị không ưng hả? Mấy con đỏ dài này chị này. Con này size M này. Lấy mã đỏ theo cho em, đỏ theo. Con này chị nào mã L70-72. L70-72 mang vừa mã đỏ theo cho em, đỏ theo 200.000 nhá. Đỏ theo 200k. Mấy con này size L này chị này. Đây chị ơi, size L con này được không? Con này màu đỏ. Màu đỏ này cũng nhẹ mà nó không đậm như con vừa xong đâu. Nó không giống như con theo vừa xong. ML được vừa con này cho em nhé. Con này chỉ là 310. Mã 310 cho em 180. Mã 310 cho em 180.000. Hoa theo nhẹ nhàng cho em. Con này đơn giản hơn một tí chị. Màu cũng nhẹ nhàng hơn nhé. Con này màu đỏ nhẹ nhàng hơn. Về mã 30, mã 310. 310-120 chỉ là 310 chứ 310. Bây giờ size L thì lại không có rồi chị ơi. Size L em lên hàng ngắn cho chị được không? Rồi lấy chị hàng ngăn cong này. Lấy chị hàng cong nhá. Cong sẽ SM. Cong hồng hoặc cong đỏ cho em nhé chị ơi. Cong hồng hoặc cong đỏ. Chị nào mà sẽ SM mang vừa cho em mã cong. Công là 120 chị nhá, mã công cho em 120. Rồi cái công đỏ này bị hư khóa này. Công đỏ bị hư khóa cho em, chị nào lấy mã hư khóa 80.000 hư khóa nhá. Có chị. cái đỏ đen em vừa lên đó chị. Cái đỏ đen em vừa lên mà, XL, con đó XL mang vừa. Rồi mã hư khóa này, hư khóa sẽ SM được mang vừa nhá. Mã hư khóa là 80.000. Còn cái con hồng này là 120 chị nhá. Hồng là 120, L72-74, SM được vừa cho em. SM, cái đỏ đen này là size XL nhá chị nhá. Size XL mang vừa cho em, L80. Con này là màu hồng hồng, tím tím ấy chị ơi, không phải màu đỏ nhá. Thế chị coi trên live xong nó ra cái màu đỏ này. Rồi mã 200 cho em. Mã 200-120, con này chị làm mà size L mang vừa.
XL. Còn con này size to, con này chị nào mà XL mang vừa cơ. Eo 80 đến eo 82. Nhưng mà em nói trước các chị là cái đường chiếc eo này nó bị bung ra. Để các chị may lại cho em nhé. Lên mạng 306. Mạng 306 cho em 306 làm. Cô xem bên kia bị ẩn bình luận không? Rồi đây là chị con lụa này size to chị này. Mấy con này cái màu hoa của nó cực đẹp luôn chị này. Lên mạng to. Mạng to cho em 100k mạng to nhá. Mạng to 100.000. Con này chị nào mà size eo 90 trở lên cho em. Đây chị ơi, size XL này. Size XL mang vừa cho em mã 04. Mã 04 180 nhá. Có hàng cúc cho em xinh lắm nha chị ơi. Chị mời em coi lại hai cái. Chị Chi Trương, chị lấy em coi lại hai cái dây lại. Hai cái dây lại là sao chị? Hai cái dây lại là hai cái nào? Hai cái dây này hả? Cái này á chị, size SM thôi chị nhá. Lên mạng 48. Mạng 48 cho em 100k mạng 48 chị nào size SM. Lên mạng 48 cho em 48 SM mong luôn. Mạng 48 là màu đỏ size L đây chị ơi, em còn mỗi 1-2 chiếc này. Đây chị, mã 64 nhá. Màu đỏ size L, mã 64 là 120. Mã 64 là 120 này, con này size L này, mã 64 120.000. Rồi con này đỏ theo cho em. Con này cũng size L, mã 310. Mã 310 là 180. 310 180 nhá. Có đỏ. Con đỏ áo 60. Cho chị đỏ. Chị đo eo dây đỏ thử có vấn hư khóa. Không chị, con cầm hư khóa đó là chị bên này chị lấy rồi, của chị Mai Phương chị lấy rồi. Xem lại con vàng rồi ok chị. Rồi con này chị mã 310 đen 310 180 310 nhá. 310 180. Cái con hư khóa đó có người lấy đấy chị ơi. Đấy chị ơi, màu vàng gấm. À quên, màu vàng đồng. Màu vàng gấm, màu vàng đồng cho em chị nhá. Lên mạng 8. Lên mạng 8, chốt mạng 8 cho em, mạng 8. Dáng dài nhá chị ơi. Con này dáng dài cho em. Dạ đúng rồi chị. Con đỏ em cầm là size L á, mã 64. Lấy chút mã 64 cho em nhé, sao không? Chị Nguyễn Hồng, sao không thấy em điện lại? Mã 8 của chị Nguyễn Thị Minh. Chị Nguyễn Thị Minh ơi, lấy lên số cho em. Chị Nguyễn Thị Minh có đơn chưa? Rồi mã 8 của chị Nguyễn Thị Minh. 120. Với chị Nguyễn Hồng. Chị Nguyễn Hồng. Đấy chị, E70-72. E70-72 sẽ XL mang vừa. Chị bé bé có áo XL không? Có nhé chị ơi, có XL. Đây xe này sẽ SM E70-72 chị ơi, lên mạng 48. Bên dưới là nó hơi xòe nhẹ cho em nhé. Mạng 48 cho em, 100k mạng 48. 48-100 ngàn. Chị Nguyễn Hồng. Chị Nguyễn Hồng. Chị có đơn bên em hả? Chị có đơn bên em hay sao? Em không nhớ nữa chị ơi. Tại em nghỉ mấy ngày nay nhé. Dạ đúng rồi chị ơi. Mạng 8 là size L cho em nhé chị nhé. Mạng 8 là size L. Cái gì mà chị bảo lấy không bị quên à? Rồi chị ơi, con này cũng size L này, E7678 đấy. Con này là size L lớn, E7678 nhé. Nó cũng có hàng nút bên hông này cho em. Rồi con này E7678 mang vừa cho em con này. E7678 mang vừa chỉ mã 248. Mã 248 cho em 120, mã 248. 248, 120, con này cũng là màu vàng chị này.
Vậy mặc hơi ôm cái dây đó rồi, buồn ghê. Khổ ghê, chị cứ cái nọ là được cái nọ thì lại mất cái kia. Con đỏ eo, con đỏ áo phóng lên. Mà 64, chị ơi, chị Mai Phương. Con này là 64, chị Mai Phương ơi, mã 64 nhá. Tại con này không chị, lấy lên lại số, à, lên lại mã cho em, mã 64 size L không chị nhá. Mã 64 con này size L mang vừa, lấy chất là 64 cho em. Mã 64 size L mang vừa lấy 64 chất 64. Rồi con này lấy mã 248. Mã 248 size L lớn, E7678 mang vừa nhá. Mã 248 cho em, 120 mã 248 nhá. 248 120 chị nào mà cho xem XL, cho xem XL. Đây chị ơi, lụa, con này là lụa cho em nhá. Lụa hai lớp dáng lụa cho em. Lấy mã 04180 này. Mong bao nhiêu chị? Chị Minh Hòa, chị Minh Hòa Hà. Chị đã mong chị bao nhiêu em đo cho. Em đo cho nó dễ. Mã 48 của chị Trần Hương. 48. Con 48 đâu ta? Sao ta? Em vừa dục nó đông chưa? Con 48 đây. Mong 92 hả? Rồi rồi, ok vậy. Lấy cái nào chị? Chị bé bé. Lấy mã 04 hả? Bé bé. 10-20. Đơn của chị đã nằm chỗ nào ạ? Còn. Hình như đó rồi. Bên đây. Bên dưới đây. Đây. Đó xem lại còn đó. Chị bé bé. Chị ơi lấy con này chị bé bé. Mã 04 cho em. Mã 04 cho em nhá. Con đỏ 48 mà em. Con đỏ 48 hả? Con đỏ 48. À, con này là mã 64. Ok 04. Ok 04. Rồi rồi, ok chị. Này, con này của chị đẹp bé, chị in số nhỉ. 180. Ủa đâu có con nào mà 48 đâu trời. Đâu có con nào 48 đâu chị. Dạ rồi, ok chị. Con này là mã 64 chị ơi. Còn cái con vừa xong mà chị kêu không phải là 248. 268. Khổ ghê luôn. Cái gì nhỉ? Em sợ cái ngực của chị không vừa. Chị Trần Hương ơi, thôi đừng có lấy nữa. Chị và chị và chị Cúc Đinh. Mã 64. Bao nhiêu cân? Mã 64. Con này size L chị ơi. 55kg quay đầu nhá. 55kg đoạn băng vừa chị em. Mã 64 này. 54 của chị Loan Cường. 64 con này của ai? À, con này chị Loan Cường rồi. Mã 64 của chị Loan Cường rồi chị ơi. 120. Không chị Trần Hương ơi, chị không lấy con này nữa đâu. Chị sợ cái ngực chị không vừa đâu. Không vừa đâu chị được. Đẹp mà lại không vừa, khổ rơi luôn. Rồi đây chị nào. Hết đi hả? 55 cân không vừa em. 55 cân không vừa hả? Chị mặc size gì? Chị Loan Cường, chị mặc size gì? Rồi con này chị nào E7274 này. Dáng dài, tay dài cho em nhá. E7274 mang vừa. Size S, M được mang vừa cho em. Chị nào lấy tay dài nhá. Mã tay dài cho em 120 tay dài này. Tay dài 120. Dạ rồi ok chị. Mã cái gì? Mã tay dài cho em 120 tay dài.
size L. Rồi chị nói tay dài, chắc tay dài cho em tay dài 120. Con này chị nói size L mang vừa nhá. Size L mang vừa cho em. Đây chị ơi, size XL lấy con này chị em đi. XL mang vừa eo 80 82 này. Con này là vải lụa hai lớp dáng lỗ cho em nhá. Như em nói trước các chị thấy cái đường chiếc eo nó bị bung ra này. Đó, về các chị may lại cho em nhá. Về may lại dùng cho em với. Nó không làm sao hết, nó chỉ bung cái đường chỉ ra thôi. Con này mã 306. Mã 306, con này chị nào mà size có con trước không kia chị à? Chị vừa đó. Chị dưới lấy. Chị dưới là chị cúc đinh. Chị cúc đinh mà. Thôi chị cúc đinh. Đây chị ơi, mã 306. Con này sẽ XL mang vừa. Chị có lấy không? Chị chốt được thế. Con này là vải lụa chị ơi. Chị ngôi quyền tay dài. Tay dài, tay dài. Con tay dài này là 120 chị ơi. Chị Hiền Ngô, chị Ngô Hiền. Con tay dài này là 120 nhá. Không phải là 1, không phải là 220 đâu. Con đỏ tay dài đó thì chị không vừa đâu. Đấy con kia chị không vừa mà chị sao đó chị vừa được. Nó chỉ là size XM thôi. Rồi mạng 306 cho em 80k mạng 306. 306 80.000. Rồi 306 của chị Mai Phương. Xinh lắm chị Mai Phương ơi. Nên chị Mai Phương chốt vàng con xinh. Nó chỉ bị lỗi nhẹ một tí thôi. 306 này nó là vải lụa. 306 là chị Mai Phương lấy rồi. Vải lụa chị ơi. Rồi ok chị Mai Hiền. 306 em hết. Hết 306 rồi. 306 chị kia chị lấy mất rồi. Có người lấy rồi chị ơi. 80. Con lấy con nào á? Con này của ai? Của chị Mai Phương mà. Con đi con nào á? Ừ. Chị Mai Phương. Rồi đây lấy chị con đỏ này. Con đỏ này size nhỏ. Cái con này chị nào size XS thôi các chị nhá. Chị nào size XS mang vừa cho em. Nói chung là chị nào lấy mã nhỏ. Mã nhỏ cho em 60.000 này. Mã nhỏ 60k, chị nào lấy nhỏ chất nhỏ cho em nhé. Nhỏ 60.000. Con này nó cũng là vải gấm cho em, mỗi tội là size nhỏ quá. Size nhỏ quá nha chị ơi. Lấy mã nhỏ, chất mã nhỏ cho em. Eo 90 hả? Eo 90. Eo 90 rồi, em có hai con này eo 90, đợi em một xíu. Rồi con này chị nào size L, eo 76-78. Con này nó là dáng all body cho em nhé. Eo 76-78 mang vừa cho em. Chị nào size L. Size L mang vừa lấy mã dài. Mã dài cho em 70.000 mã dài cho em nhé. Em không đi đâu chưa? Đi rồi. Đi rồi có đơn khác rồi. Rồi lấy mã dài cho em dài 60.000. Chị nào mà eo tới nhé. Đây chị nào em có hai con này này. Không, con này chị nào eo 82-84. Mã dài của chị Trần Hương. Rồi con chị này nhá, em lấy chị một con lụa hai lớp dáng lỗ cho em. Eo 82-84 này. Size XL mang vừa. Có chị Mai Phương thì lại có rồi mà. Có một con gấm thu khóa đâu đây. Mã dài 60. 80k size XL. 80.000 size XL. Con đó hết rồi chị, con đó có người lấy rồi. Chị Lượng Uyên, chị ơi, hôm trước xem chốt hai cái. Bấm lộn. Bấm lộn mất tiêu hả? Là sao chị? Chị Lượng Uyên. Chị ơi, hôm trước chốt hai cái, bấm lộn mất tiêu. Có hai con đỏ size M không em? Có đỏ size M không hả? Có chị. Rồi con này chị em nhé, con này chị nào eo 82-84. Eo 80, eo 90 để cho em lên. Rồi con này chị lấy mã trắng. Lấy mã trắng cho em nhé. Không phải. Cái con gấm một bạn đó. Rồi con chốt trái. Con vay nè. Rồi eo 82-84 con này. Chị nào size XL, con này là vải lụa cho em nhé. Lấy mã trắng. Mã trắng cho em 90k mã trắng. Mã trắng 90.000 eo 82-84. Lấy trắng cho trắng. Đây em lên eo 90-92 này. Bao nhiêu ạ? Trắng là 90. Mã trắng là chị Loan Cường. Chị Loan Cường ơi, con đúng rồi, size XL. Rồi con này chị em.
Em có nhung, nhung mà eo, nhung là eo 90 trở lên chị ơi. Rồi con này nhá, lụa hay lớp dáng dài chị em này, lấy mạng tay dài. Tay dài chị em eo 90 mang vừa. Mạng tay dài cho em nhá, 200 ngàn mạng tay dài cho em. Tay dài 200k chị nào mà eo 90 mang vừa cho em, XL chị nhá. À quên, eo 90. Eo 90, 92, lấy mạng tay dài cho em. Con đen là XL chị, đen là XL mang vừa cho em. Đây nhung đây chị, con nhung này là eo 90 trở lên nhá. Mạng nhung, mạng nhung cho em là 180. Mạng nhung 180, eo 90 trở lên mang vừa. Con này nó có độ co giãn cho em, mạng nhung. Nhung 180. Em có chị ơi. Nhiều tiền của em mà chị. Không, không nhiều chị, tiền nào của đỏ tôi chị ơi, không đắt. Không đắt một tí nào. Rồi đây chị ơi, con này bên trong á, nó là màu hồng hồng tím tím như chị nhá, không phải là màu đỏ đâu. Bên trong là màu hồng hồng tím tím á. Rồi mã 200. Bên ngoài nó là vải ren màu đen, mã 200 cho em 120. Con này chị nào XL eo 80 này. Nó là dạng ôm body ấy chị. Nó là dạng ôm body cho em nhé. Rồi lấy chị một con lỡ này. Lấy chị một con ràng lỡ, con này xinh. Eo 72-74 nhá. Trời ơi, một con hoa nhí eo 72-74 mang vừa, nó là phong lỡ cho em. Eo 72-74 mang vừa. Chị nào lấy mã 11. Mã 11 cho em 80 ngàn, mã 11 eo 72-74 chị nào mà say. Size SM mang vừa nhá, mã 2. Mã 11, mã 11 80 ngàn, mã 11. Mã 11 80k chị nào mà... à, đây này. Trời ơi, con này size XL này chị này. Con này size XL mang vừa cho em, mã 3, mã 231. Mã 231 cho em 130, 130 ngàn, con này là vải lụa cho em. Hai con đỏ bớt đi chị lấy. Chị thu tình hai con đỏ, hai con nào chị? Hai con đỏ nào chị lấy, hai con đỏ nào chị thu tình? Con hay rơi size. Chị ơi size M á, size M nhưng em sợ cái phần ngực này của chị không vừa á. Mấy cái con hôm bữa mà chị mấy con bữa mà chị kêu ngực không vừa thì em nghĩ con đó chị không vừa đâu. Em sợ cái phần ngực nó hơi chật ấy chị. SM được vừa cho em. Nhưng mà con đó là có mức ngực. Hai con đỏ eo 90. Sao thì con đỏ nó eo 90 trời. SM chị vừa. Nhưng mà khổ, cái phần ngực chị có vừa đâu. Ủa chứ em đưa cái con kia mà chị còn đòi đổi mà. Đấy chị ơi, mạng 300. Mạng 300 eo 90 chị này, 3300120 nhá. Mạng 300120 chị nói là 300 chứ 300 chứ. 300 120 ngàn. Xem hai con đỏ trên xào gần. À đây. Sao SM thôi chị ơi, hai con này chỉ là SM thôi nhá. Con này nó là dáng ôm body cho em này. Con này là ôm body cho em, SM là vừa có độ co giãn cho em. Lên mã đỏ dài. Đỏ dài là 120 nhá. Đỏ dài là 120k, chị nào sẽ SM mang vừa. Mã đỏ dài 120, rồi lên chị con kim sa này. Con kim sa này sẽ SM. Bên dưới nó có xòe nhẹ cho em nhá. Con này có xòe nhẹ cho em mang vừa. Xin nhà chị Nguyễn Hiền. Rồi chị nào lấy mã kim sa là 70 ngàn mã kim sa cho em. Kim sa cho em 70 ngàn chị em. Chị Trần Hương. Không vừa là em không đổi nữa đâu nha chị Trần Hương nha. Không vừa là em không đổi nó đâu đó. Rồi ok chị, này chị Trần Hương. Kim sa của chị Thúy Ngoan Thiên. Con đó 100 ngàn. Rồi kim sa này 70 này. Của chị Thủy Nguyễn Thiên này. Kim sa 57kg không vừa đâu chị. Con này chị nào tầm 50-52kg thôi nhá. 50-52kg thôi. Kim sa 70 này. Chị Thủy Nguyễn Thiên. Chị Thủy Nguyễn Thiên lấy lên số cho em đi chị ơi. Con cái con đó là 100 ngàn. Con 2 giây là 100 ngàn nhé chị ơi.
2 giây là 100k. Rồi con này chị em, con này chị nào sẽ XL, L80, 82. Con này nó là vải lụa ấy chị nhá. Con này nó là vải lụa này, mã 231. Mã 231 cho em 130.000, mã 231 nó là vải lụa hoa nhí chị này. Rồi rồi ok chị. Mã 231 cho em 130 nhá, nó là vải lụa. Con này chị nào sẽ XL mang rồi. Đây này chị này, em có con kim size này, này. Em có con kim size này, con này cũng sẽ SM. Con này đuôi cá, đây mã đuôi cá cho em đuôi cá 1 a. À, đuôi cá là 200k chị nhá. Đuôi cá là 200.000, con này chị nào mà sẽ SM mang vừa. Chọn không được buồn vì đồ vừa ý. Khổ ghê luôn. Nó lại không có size L dáng dài, size L dáng dài em hết mất rồi. Bây giờ nó chỉ còn giờ chỉ còn may ra thì còn size L dáng ngắn thôi chị. Mai giá. Rồi đây. Chị Thủy Thiên Nguyễn này cũng là size SM này, lấy cái lấy đuôi cá cho em đuôi cá 200.000. Hai con cái chất liệu vải giống nhau chị này. Một con dáng dài, một con dáng ngắn cho em nhé. Đuôi cá là 120. Size SM. Rồi con này, con đuôi cá này lỗi này. Con đuôi cá này lỗi cho em nhé, nhưng mà con này chị nào chỉ size S thôi. Size S mang mùa, này bị lỗi nhá, lấy mạ lỗi chứ. Mạ lỗi có một xíu đây thôi này. Về các chị mà các chị theo á, các chị theo thì cái bông hoa ở đây này là không biết là nó bị lỗi đâu các chị nhá. Các chị theo hoa cũng kiểu như mấy cái này này. Đó. Là không bao giờ thấy cái phần lỗi của nó. Lấy mạ lỗi chứ, lỗi 100.000 mạ lỗi nhá. Mạ lỗi 100k, con này chị nào mà size S thôi. Size S mang mùa, lấy mạ lỗi chứ, lỗi 100.000 mạ lỗi. Mã lỗi 100.000, mã lỗi cho em. Rồi cái con đỏ này, cái con đỏ này chị nào mà tầm eo 70 đến eo 71, 72 thì hơi chật nhá. 70, 71 mang vừa, 72 là hơi chật cho em. Mã 231 size gì em? 231 nào rồi. Một con nào con? Con ở đó con? Con ở dưới đó 231 là con nào? Con này. À con đó là vải lụa chị, 231 là vải lụa. Nó là XL ấy chị nhá, L80, 82 quay đầu ấy chị. Con đó là 130.000. Cái phần hoa của nó xinh lắm, chị nào vừa size lấy đi thiệt. Nó lại có đường cái đường gì nhỉ? Đường viền. Đường viền chị ơi, nó có đường viền á. Đường viền xinh lắm. F71 là 100.000. À đâu? Ờ mà thôi lấy chị 100k đi. 100.000 F71. Chọn không được. Khổ ghê gớm nhỉ. Đến tìm dáng ngắn cho được không? Dáng ngắn được không chị? Bây giờ dáng dài không có thì lấy ngắn đi. Cho chị ok. Dạ rồi ok chị. Em nói trước em không đổi nó đâu đó. Khổ ghê luôn. Rồi 100k cho chị Trần Hương. Con này xinh lắm chị ơi, cực kỳ xinh nhá. Bán thôi cho chị 100.000. Không ai bán cái giá điên điên như em đâu. Thiệt đấy chứ. Rồi con lụa này. Lại gặp phải con lụa size to rồi. Con này L80. Con này chị nào sẽ XL nhá. Nó bị bung cái đường chiếc eo ra cho em chị nhá. Con này bị bung đường chiếc eo cho chị em này. Mấy mã lụa. Mã lụa cho em 50.000. 50k mã lụa cho em nhá. Lụa này xinh chị này. Mỗi tội cái đường chiếc eo này cho em này. Nó bị bung chỉ về các chị may lại cho em nhá. Để lụa chút lụa cho em. Mã lụa. Lụa 50.000. Ủa chị ơi cái con kem sa này chị nào không lấy nữa hả? Sẽ SM không chị nào lấy nữa hả? Chị nhớ khi nãy lấy chị nào lấy nhỉ? Lấy lên số chị em chị ơi. Lấy kim sa sẽ SM mang vừa 70.000. Chị Trần Hương ơi, lấy ấy nữa không? L90 đỏ 100.000. L90 đỏ 100.000. Rồi ok, để cho chị luôn này. Chọn mãi không được cái nào, khổ ghê luôn. Ok chị, mã 303 này. Rồi chứ không ai bán cái hàng giống như em các chị. Lấy lên số cho em nhé chị Thu Trinh. Thôi Trinh lấy lên số cho em. Kisa có hai con không em?
Kim Sa có hai con đấy chị ơi, nhưng mà một con dài một con ngắn. Đây chị này, một con dài một con ngắn đều là size S, size M, S, M ấy chị ơi. Một con dáng ngắn này, một con dáng ngắn này là 70.000 nhá. Còn một con dáng dài này là 200.000 chị ơi. Con dáng dài là 200k, còn con ngắn là 200.000. Xin chào chị Lê Thị Kim Cúc. Đây chị ơi, đuôi cá dài, đuôi cá dáng dài là 200.000 chị em. Chị làm lại E7 này, size S, size M được vừa mang vừa này. Đo lại ngực em 100 hộ chị. Khổ quá. Được cái phần nọ thì lại nó lại mất cái phần kia. Có ngực cũng khổ, không có ngực cũng khổ. Rồi chị ơi, ngực của nó là ngực 100 nhá. Chị muốn dáng ngắn hả? Muốn dáng ngắn là con Kim Sa khác là không chị? Chị ơi, con này là ngực 100 này. Ngực 100 và eo 90 nhá chị nhá. Ngực 100 và eo 90 mang mua chị em. Lấy thì chốt mã 303 hộ em nhé chị nhá. Lấy thì chốt mã 303 giùm em. Đây chị nào, em có Kim Sa này. Em có Kim Sa nhưng mà em không biết nó là. Ui em nói cho em. Rồi ok chị Thu Trinh. 303 chị Thu Trinh, chị lên số chưa? Chị Thu Trinh ơi, lấy lên số cho em. Đây chị ơi, con này đuôi cá. Nó cũng là Kim Sa đôi cá này, eo 74. Eo 74 chị nhá, con này xinh, cái phần cổ của nó cực kỳ xinh luôn. Dạ đúng rồi chị ơi, hàng C nhá. Rồi 303 của chị Thu Trinh kìa. Chị lên số rồi kìa. Rồi lên mạng 54. Mạng 54 cho em 60.000, nó là dáng đôi cá nhẹ cho em chị nhá. Con này là đôi cá nhẹ cho em, mạng 3. Mạng 54 cho em 60.000, mạng 54. Eo 72, 74 chị nhá. Con này dễ thương chị này, không thì các chị lấy về cho bé cũng được. Lấy về cho bé mặc tết. Mã 54 cho em 60.000, mã 30, mã 54. 54, 60.000, em bảo em lấy gì em quên rồi. À, em có cái set này, em lộn. Chị Trần Hương. Chị Trần Hương ơi, có con này, con set này size L này chị này. Set này size L này chị Trần Hương ơi. Mạng 54 của chị Mai Phương. Đấy chị S mà lò vừa. Có độ co giãn chị em này chị Trần Hương này. Cái chân váy nó là, chân váy của nó là đầm nhá. Set, set này là 150. Set 150. Yên tâm đi chị ơi, yên tâm đi. Không phải lo đâu. Chị cứ yên tâm nhá. Đây con này chị nào size L. Lấy set cho set cho em, set 150 chị nhá. Mã set cho em 150 size L này chị này. S mà L đều vừa cho em. Lấy set cho set, set 150 nha chị nhá. Con này vừa này chị Trần Hương ơi, không sợ chật nữa đâu. Rồi mã set chị Cúc Đinh. Set chị Cúc Đinh, mã 54 của chị Mai Phương. Ôi không nghe con. Chị Mai Phương. Rồi cái set này của chị Cúc Đinh này, trời ơi xinh lắm chị. Set người ta toàn bán 200 mấy á. Set, set hết rồi chị ơi, set của chị Cúc Đinh rồi. Set người ta bán gần trên 200 mà em bán cho chị có 150. Em bán cho chị có 150 thôi. Đây. Đây em có cái set này này. Em có cái set này nhá. Nhưng mà cái set này á là em bán cái, em bán cái áo, em tặng cái quần nhá. Tại vì cái quần nó bị xước. Không, quần nào. Dạ rồi ok chị. Có cho cô không? Có cho cô không hả? Giờ con biết là cái hàng nó nằm ở góc nào đây. Rồi đây nhá chị ơi, cái này nó kiểu chân váy nó. Nó là dạng đôi cá chị này. Nhưng mà cái cúc nó bị xước nhẹ. Trần Thị Huệ là bên em luôn phải không? À dạ không phải đâu chị ơi, Trần Huệ là khác. Trần Huệ là chuyên áo dài, còn em là bên sườn xám, không phải đâu. Hai sắp khác nhau ý chị nhá. Rồi cái set này cũng là size L chị nhá. Set này cũng là size L, nó theo hình con công con vượng chị này. Công vượng này nó là theo cho em chị nhá, không phải là in đầu. Nó cũng là size L chị nhá. Cái chân váy về các chị sửa lại cho em về với chị mặc này.
Mã 55 trên 60 ngàn, mã 55. Mã 55 60 ngàn. Mã 55 cho em nhé, 60k mã 55. Nói chung là bán cái áo mà tặng cái chân váy đi. Tại vì nó bị lỗi nên giờ các chị sửa lại cho em nhé. Nó là chân váy đôi cá. Nó là hàng đôi cá cho em cực kỳ xinh luôn. Size L các chị nhé. Size L chân váy. Chị set 60, set 60 này của chị Mai Phương này, chị lấy này. Mã 55 hết rồi. Mã 55 của ai á? Không, cái này của chị Mai Phương lấy đâu chị ơi. Này Mai Phương chị lấy thôi. Em vẫn còn set em lên cho các chị. Set em còn. Nhưng mà không biết là cái quan trọng cái size của các chị nó có vừa không. Không biết là size có vừa không đây nhưng mà ui, con này là chân váy ngắn nhá các chị ơi. Cái chân váy là ML vừa này. Nhưng mà cái áo chỉ là CS thôi các chị nhá. Size S, M quá hả? Để em đo lại cái áo xem nó là size gì. Rồi, cái áo là thôi con này là size S nhá chị ơi. Set này là size S cho em, size S thôi chị ơi, set nhỏ nhá. Size S, M chị em lộ, SM được bao mùa? Chân váy ngắn. Size S, M mang vừa cái set này em bán cho chị 100 ngàn thôi. Mã 224. 224 100k nhé, chị gọi là 224 chút 224 cho em. 224 100 ngàn, chị nào lấy mã 224 cho em. 224 này là size SM được vừa. SM mang vừa mã 224 cho em. 224 100 ngàn, các chị về các chị may lại cho em nhé. Lấy 224 chút 224 cho em. Cổ nó lại con, không đến lúc nó lại bung lắm. Mã 224 100k. Em còn nốt 1-2 set lên luôn đó các chị này. Chị nói là 224 chắc 224 cho em. Đây nhá các chị ơi, cái chân váy nó là như thế này. Rồi chân váy này, cái này là size L mang vừa. Còn set không? Còn chị ơi, đây chị. Sườn sản XL chị. Sườn sản XL em có chị, em có. Đây nhé chị ơi, set này size nhỏ, set này size S thôi chị ơi. Set này size nhỏ nhá. Con này size S thôi chị ơi, con này size nhỏ. Chị làm mã 35. Lấy 35 chốt 35 cho em nhé. Mã 35 cho em này, 120 mã 35. Mã 35 120, con này chị nào size S thôi. Cái này nó đồng bộ luôn chị này. Này đồng bộ luôn nhá. Đó, xin cho chị mã 35 cho em, 120, con này chị nào size S thôi. Rồi đây chị ơi, size XL. Size XL eo 80 chị này. Con này lấy mã 200. Mã 200 cho em nhé. 200 là 120. 200 120. Chị ơi chị em coi sườn xám. Size M. Sườn xám size M hả? Rồi ok chị. Mã 200 cho em 120. Chị nào size XL mang vừa cho em XL nhé. Rồi đây chị ơi, size XM được vừa này. Con này nó có độ co giãn. SM mang vừa lấy mã đỏ. Mã đỏ cho em, mã đỏ 120, mã đỏ 120, SM mang vừa. Chị Mai Phương, 100 mã 30. Mã 30 là mã nào? Mã 30 là mã nào chị, đâu có mã nào 30 đâu. Đây chị ơi, em có cái con này SM này chị này. Đây chị, SM mang vừa hàng dài nhé chị nhé. Con này nó em có, con màu hồng đó rồi chắc. Đây chị ơi, SM đều vừa này này. Mã đỏ size gì chị? À, chị mua hồng mã đỏ hả? Mã đỏ bây giờ em chỉ còn size SM thôi chị. Hàng đỏ bây giờ em chỉ còn size SM thôi. Đây chị ơi, mã công nhá. Mã công hồng này là size SM E74 này. Công hồng là 120. Còn cái công đỏ này bị hư khóa. Mã hư khóa cho em 80 ngàn hư khóa nhá. Hư khóa 80k. Không biết nó nằm góc nào cô ơi. Cho chị một áo size L.
chị Thu Hằng. Màu đen E76 rồi chị. Màu đen E76 giờ chắc không có chị ơi. Đen E76 chắc không có rồi. Hư khóa. Hư khóa 80 này của chị Ngô Hương. Chị Ngô Hương một đơn này. Chị Ngô Hương ơi, lấy lên số cho em chị Ngô Hương. Áo công XL không phải cho chị xem XL. XL hàng dài giờ em chỉ còn cái này thôi chị. XL hàng dài em chỉ còn con này, đưa lại cái con lụa cho mẹ nào. Đây chị ơi, lấy con này được không? Mã 200. 200 là 120 ngàn nhé. 200 120. Chị nào là size XL? À đây này chị này, con này nữa này. Con này cũng size XL này chị này. Mã 06. Mã 06 cho em. Rồi chị Ngô Dung thấy có thể sổ số chị. Đây chị ơi, có size M, em có size M. Chị lấy hư khóa kìa. Con này là mã 06 nhá. Mã 06 cho em. 06 size XL mang mua lấy 06 cho 06 cho em. 06 chị nào là eo 80-85. Tại vì con này nó có độ co giãn cho em eo 85. Mã 06 nè. Mã 06 là mã 06 là 100 ngàn. Mã 06 06 100 ngàn. Của chị bé bé này. Chị bé bé 100 ngàn. Chị bé bé. Con này có độ co giãn đó chị bé bé. Mặc thích mặc co giãn cho thoải mái. Rồi đây nhé chị ơi, con này cũng eo 80 này, chị không lấy à? Cho chị 200. Cho chị 200, ok chị 200. Mã 06, 06 em hết rồi chị ơi. Hết 06 rồi. Đây chị ơi, con này lấy con này đi, con này xinh này chị này, mã 231. Mã 231 size L mang vừa 130. Size L chị, size L giờ em hơi hiếm á chị ơi. Size L giờ hơi hiếm. À đây size L này. Size L đây chị ơi, còn đúng một con này thôi. Đây mã 301 nhá. Mã 301 cho em chị Mai Phương, đỏ 120. Đỏ 120. Chị Mai Phương, con này là chị Mai Phương. Đỏ 120 chị Mai Phương này. Chị Mai Phương ơi, phải con này không? Phải con này thì ok lại giùm em nhé chị Mai Phương. Nếu mà phải con này thì đỏ thì ok lại giùm em chị Mai Phương. Cho chị xem lại màu hồng. Màu hồng. Đấy chị ơi, màu hồng này xinh này, còn đẹp lắm. Không bị làm sao hết. 301 size L. 301 size L. Con này là 180 nhé chị nhá. Chị Ngô Hương. 301 size L chị Ngô Hương. 180. Để sao em lên size SM cho các chị. Đây chị ơi, con hồng này đi. Con hồng này xinh này chị này. Hồng là 120, không bị hư quá, không bị size S nha chị nhá. Nó cũng là vải lụa nha em. Mã hồng. Hồng 130. Chị Nguyễn Hiền 301 bao tiền? 301 hết rồi chị ơi, 301 có người lấy rồi. Rồi con lụa này không chị nào ưng hả? Cho nó cái vải nó xinh lắm đúng không? Mà không chị nào ưng là sao vậy các chị? 130 ngàn, size XL chị này. E80-82. Mã 3, mã 231. Màu hồng là ML đều vừa chị. ML mang vừa. À, xét đỏ. Xét đỏ 120, chứ không phải là con này. Không lấy con đỏ. À, lấy cái bộ xét ạ. Ừ, xét đỏ 120. Dạ rồi, ok chị Mai Phương. Cho xem trắng hoa trên xào màu hồng. Màu hồng size M ạ. Tầm E74-75 chị nhá. Size M lớn và size L nhỏ. Size M lớn và size L nhỏ cho em chị. Tại vì nó tầm E74-75 quay đầu. E74-75 mang bộ cho em. 76 là hơi chật nhá. E84 em có đo lại con này xem nào. Khổ ghê luôn. Đây cô, lấy con này đi cô, Kim Cúc. E84 này. Khổ quá. E84 mang vừa. Mà 231 là
Mà 231 là một cái gì nhỉ? 130 đây chị ơi, màu trắng. Màu trắng này là size SM nhá. Con này là size SM mang mua. Ở ngoài nó xinh lắm, các chị nhìn trên line kiểu nó hơi chói. Cái màu này các chị hơi chói này. Nhưng ở ngoài nó cực kỳ là xinh luôn nhá. Mã 19. Mã 19 chị em 180k mã 19 chị em. Mã 19 180. Hai bộ set đấy. Bộ sau 100 nhé. Chị ơi cái bộ sau đó là size nhỏ chị nhá, không phải size lớn đâu. Size của nó là size S, cái áo là size S nhưng mà cái quần là size M à. Áo size S quần size M nhá chị Mai Phương. Ok chị luôn, lấy hai set lấy chị luôn. Con đó 100. Nào, cái set sau cùng. Thế nào? Chỗ này. Không, cái set cái này con đưa nữa. Đấy, ngồi cái quần. Rồi ok chị Mai Phương. Cái này á. Ừ. Cho xem con trắng hoa. Con học 100k nhé, con trắng hoa. À, chị ơi con này sẽ ép thôi, em có hai con y chang nhau này. Chị Nguyễn Hiền, 301 dự bị cho chị nhé. Rồi ok, 301 dự bị cho chị Nguyễn Hiền. Cho chị xem con trắng hoa. Đây chị ơi, con này size S, L6870. Hai con y chang nhau chị này. Nó cùng một size luôn, sao mà nó hay vậy chứ. Cùng một size nhá. Có hai cúc, à có đường cúc bên hông cho em này, xinh các chị này. Mỗi tội là size S, để em xem con này. Hình như một con size S, một con size M thì đúng hơn á. Một con S, một M thì đúng hơn các chị ơi, không phải là size S đâu. Không, size S. Hai con đều size S. Hai con đều size S đấy chị ơi, không phải là size M đâu, đi trang nhau luôn. À, con hồng này hả, 100k. Nó thiệt thòi quá không? Để cho chị gì? Chị Dương Hồng. Chị Dương Hồng ơi, chị có chân chưa? Chị nào? Chị Dương Hồng ơi, lấy lên số cho em. Sai nào mà em lấy hả? Đây chị ơi, con này. Không, cái con đó không mờ đâu. Cái đó em đo rồi. Em đo là chị eo 70 quay đầu thôi. Không được sai mờ đâu. Mờ là chật lắm. Đây chị nhá, lấy mã đỏ dài. Mã đỏ dài chị em này. 120 đỏ dài, 120. Chị nào sẽ SM để mang của. Con đỏ size L. Con đỏ là size L nhỉ? Đỏ size L hàng gấm phải không? Con đỏ hàng gấm đó là 120 ấy chị. Nếu mà đỏ size L hàng gấm đó là 120 nhé. Cho chị xem lại con công hồng. Trời ơi đẹp lắm chị ơi. Chị Dương Hồng ơi khỏi phải che đi. Khỏi phải nói luôn chị. Nó là size M lớn và là size L nhỏ cho em nhé chị nhé. M lớn và L nhỏ. Nó nằm ở hai cái giữa M, L á. Cái cuối và cái đầu cho em chị nhé. Cực mới cực xinh luôn. Khỏi phải che luôn chị ơi, chị đăng đi. Nó bị bẩn một xíu thôi. Bẩn này là bẩn giặt được nhé. Không phải là không giặt được đâu. Có con đỏ XL không? Đỏ XL hả chị? Hàng đỏ XL. Hàng đỏ XL. Em hết rồi chị ơi. Em lên hàng ngắn nha các chị nhá. Em lên hàng ngắn thì đây em có con này size XL này. Nếu chị con này size XL mang bộ trên eo 80-82. Chị nào lên mã 321. Mã 321 cho em 80.000. Mã 321 nhá. 321 80k. 321 80.000. Chị nào mà size XL eo 80-82 nhá chị nhá. Eo 80-82 mang mùa cho em size L nhé các chị ơi. Có con đỏ nào dưới không con? Có con đỏ nào? À, nếu chị nên có con đỏ công này size to này. Có chị nào lấy con này không? Size to quá em bán chị con này 80.000 này. 80k mã to nhé, mã to 80.000. Con này cũng là vải lụa. Lấy mã to cho mã to cho em, mã to 80k. Con này có chị nào mà eo tới 100 nhé. Em lấy cho chị con đỏ size L nhé. Chị thu hàng đỏ size L hả?
Đỏ size L giờ em hết rồi. Em hết đỏ size L rồi chị ơi. Em còn size M này. Con này sẽ SM mang vừa. Mà to của chị bé bé. To chị bé bé, xinh lắm luôn chị bé bé. Mỗi tội là hơi to. Chị bé bé 80. Rồi con này, à chị bé bé. Chị bé bé em có con này nữa này. Nó là màu xanh trơn nhưng mà nó lại vảy lụa. Nó là kiểu như màu xanh của vịt á, cũng size to. Em bán luôn cho chị. Rẻ thôi, không đắt đâu. Rồi đây nhá chị nhá, lấy chị con đỏ. Lấy chị con đỏ theo này, mã đỏ theo cho em. Đỏ theo này là 200 ngàn chị nhá, 200k mã đỏ theo. Chị nào size SM đừng mang vừa, 70-72 mang vừa chị. Chờ hoài chị. Đỏ size gì đây chị ơi, size SM là vừa. Khổ lắm cô ơi, hết hàng dài. Hàng dài nó không có size của cô ơi, còn giờ hàng ngắn thôi. Hàng ngắn may ra. Hàng dài to thì to quá và nhỏ thì lại nhỏ quá. Đây chị ơi, lấy mã đỏ theo cho em. Đỏ theo là size SM. Đỏ theo là SM nhá, con đỏ theo đó là 200 ngàn. Còn con này là 120 cũng là SM, con này nó là dạng ôm body chị em. Con đỏ có. Em xem con đỏ. Con đỏ nó chị. Con đỏ có son dơ hả? Con này chị, con này có chỗ, nó có chỗ nới. Chị nới con đường chiếc eo này. Cái đường chiếc eo nhá, hai bên đều nới được. Hai bên đều giữ được cho em. Đấy chị ơi, nó là màu, nó là vải lụa. Cái này em nói thiệt, cái lụa này nó cực kỳ xịn sò luôn chị nhá. Cái hàng lụa này là hàng lụa xịn luôn này, không phải lụa vớ vẩn đâu. Mà size to là màu xanh của Việt cho em. Lấy luôn mã to cho em, mã to 80 ngàn. Lấy cho chị con đỏ size L. Khổ quá. Bên trong cơ hả? À, rồi đợi em một xíu. Một con là size S, một con là size M chị ơi. Đây chị, con này size M nhá. Con này đuôi cá, lấy mã đuôi cá cho em, đuôi cá 200 ngàn. 200k mã đuôi cá, con này chị nào size M. Lấy đuôi cá cho đuôi cá cho em, đuôi cá 200k. Rồi cái con này này, chị nào size S thôi. Size S nhá, nhưng mà con này bị lỗi. Về các chị theo cái hoa cho em. Theo cái bông hoa đó cho em nhá, là không thấy lỗi đâu. Các chị theo mấy cái hoa kiểu như vậy này. Về mã lỗi cho em, lỗi là 100 ngàn mã lỗi nhá. Lỗi 100k, con này kim size này. Không thì các chị lấy, các chị mặc, chị nào vừa các chị lấy về mặc ấy đi. Nó gọi là gì ta? Mặc chụp hình. Rồi con to này. Mã to cho em 80 ngàn mã to nhá, mã to 80k. Con này chị nào mà nói chung là to lắm, eo của nó phải tới 100 cho em nhé. Mã to 100 ngàn. Nó là vải lụa chị, vải lụa con đó cực đẹp luôn. Cực kỳ xinh luôn nhá chị ơi. Đẹp lắm các chị ơi, yên tâm đi. Rồi em lấy chị một con gấu tím này. Cho xem đỏ đuôi cá. Đỏ đuôi cá là size M chị ơi. Đỏ đuôi cá size M này chị này. Đuôi cá size M cho em nhé. Mùa 200 ngàn. Thì các chị không có ai bán đuôi cá size M à. Đuôi cá kim size nhé chị, 200 ngàn thiệt. Lấy đuôi cá cho em, đuôi cá 200k. Chị Mai Phương lấy đỏ 80k, chị lấy. Khổ thế. Chị Mai Phương lấy về cho ai à? Chứ cái này chị đâu có vừa đâu. Lấy chị Mai Phương này. Ok chị Mai Phương. Đẹp lắm ấy chị ơi, mỗi nó bị một xíu thôi chị. Một xíu 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 thôi. Đây chị ơi, lên chị con này. Cảm ơn này. Con này có rất bậy hư mất áo. Lấy chị một con gấm màu tím này. À vậy hả chị? Tại vì em bữa cái đơn trước chị chốt toàn size to, mà cái đơn này thì lại là toàn size nhỏ. Rồi con này nhá, chị nào mà eo 86. À eo 96 chứ em lộn, eo 96. Nó một xíu thôi chị ơi. Về các chị chết cái gì nhỉ? Về chị theo cái bình bông hoa là nó còn y mới luôn.
Nói chung là không lỗi lầm gì luôn, các chị theo qua. Rồi con ơi chị nào, eo 96 nhá. Eo 96, mã 96 chị em nữa chị này. Con này size to, nó là màu tím, kiểu như là màu mận chín nhá chị. Con này kiểu như màu mận chín cho em. Rồi mã 96, eo 96 bán chị luôn 80 ngàn này. 80k mã 96, eo 96 nhá. Con này size cũng to. Mã 96, eo 96 cho em 80k. Chị nào lấy 96 chút, 96 cho em 96, 80 ngàn. Rồi lên tiếp cho các chị một mã set này. Đi ngủ mà mơ thấy ngon. Mẹ quá. Nhìn chị. Rồi lên chị con này. Lên chị con này lên mã set nhá. Cái set này là chân váy. Cái gì nhỉ? Cái chân váy này nó là đôi cá này. Nó bị lỗi đấy chị em. Nói chung là phần lỗi nên là sửa được. Cái vải còn rất mới chị nhá. Mới tội là cái phần vải nó bị lỗi một xíu. Một xíu thôi các chị ơi, không nhiều đâu. Cái này kiểu như là bán cái áo mà tặng cái quần các chị. Bán cái áo mà tặng cái chân vải nhá. Đỏ chị. Chị ơi cái hàng đỏ bây giờ á, nó chỉ là size S, M thôi chị, không còn size to đâu. Chọn cho chị con nào size L là được. Chọn cho chị con nào size L là được hả? Khổ thế trời ơi. Rồi để sao em tìm cho. Đây nha các chị ơi, cái set này. Cái set này á, cái áo thì nó là size L. Cái áo thì nó là size L cho em nhá, E7678 này. Nhưng mà khổ cái chân váy này, về các chị sửa lại đi. Sửa lại cho em nhá, về các chị tháo cái dây thun này ra này. Tầm không, để em kiếm cái chân váy khác cho xem nào. Đây, lấy con ngắn này đi. Cái này nó lỗi nặng quá rồi. Vừa chứ cái chân váy nó là lỗi nặng quá luôn rồi các chị ơi. Quá mà lỗi nặng quá. Khổ thế không biết. Thôi em bán cái áo thôi các chị ơi. Cái này em bán cái áo thôi, em không bán cái quần đâu. Cái quần nó hư quá rồi. Chị Đinh Thị Tuyết Dung. Em ơi chị nhận được hàng rồi, đẹp lắm. Nhưng có 3 cái không vừa. Đổi chị sau. Size lớn hơn nhé. Con đỏ dáng đầm dài eo 6870 sao? Có chị, eo 6870 em có. Cô Kim Cúc ơi, nó không có size của cô nữa rồi. Khổ quá, đi thôi. Rồi con này chị em, chị nào size L này. Eo 7678 mang vừa nhá. Mà áo cho em áo 50.000. Áo 50k, chị nào lấy áo chất áo cho em áo 50k này. Chị nào size L. Size L lớn và size XL nhỏ chị nhá. Size L lớn và size XL nhỏ. Chị E6870 hả? E70. Đây chị ơi, con đỏ caro này. Đỏ caro này sẽ SM được vừa. Con này có độ co giãn cho em nhé. Đây chị, lấy caro. Lấy caro, chốt caro cho em. Cho mẹ mình nước khăn nước quá. Nước đó. Hết rồi. Lên một ly đằng sau kìa. Caro 80.000. Chị nào lấy caro cho em. Caro 80k. E6870. À E65 đến E70. Chị Ngô Hương, còn XL không hả? Chị ơi XL bây giờ em lấy hả? Nghĩ đi nhá. Ok, này chốt con nào cho chị kia rồi. Ok, cái con hồng này, chị kia chị lấy mà. Có mà, ok, cái này con hồng này chị nào lấy á? Khoan, em like lại. Con hồng này chị nào, khi nãy chị nào lấy nhỉ? Lên lại cho em nhá. Mã hồng có caro 760 em hả? Caro hả chị? Caro 76. Caro 76. 76 dáng ngắn được không chị? 76 hàng ngắn được không? Hàng dài bây giờ em hết rồi. Hết hàng dài 76 rồi. Hai con này. Ô, bảo con Hân tắt tivi đi ngủ đi nha. Nhanh. Trời ơi, giờ là mấy giờ rồi mà vẫn còn ngồi đó để mà coi tivi nữa thì thôi chứ. Em có caro size L nhưng mà dáng ngắn chị ơi.
giờ không biết nó nằm khúc nào rồi đây. Em có chị, nhưng mà chưa biết nó nằm chỗ nào. Lấy chị một con đen này. Lấy chị con đen này xinh nhá, chị Nhật Tân. Cho chị áo nam nào. À, áo nam không có chị ơi. Hàng nam không có, chị có hàng nữ thôi. Rồi lấy chị con suông này nhá. Con suông này chị nào tầm 55, 55 đến 57 kg mang vừa. Chị nào lấy mã suông. Con suông này dễ thương chị này. Mã suông cho em, cái này là nó in vào trong chị nhá. Không phải là nó dán đâu. Cái này không phải là dán chị nhá. Không phải là dán. Rồi là mã suông. Suông 60 ngàn mã suông cho em. Mã suông 60k chị nào từ 55 đến 7. 55, 55 đến 57 kg. 55 mang 7 kg mang vừa mã suông. Suông 60 ngàn mã suông nhá. Mã suông 60k. Em có chị ơi. Giờ em biết nằm góc nào luôn á. Các chị chịu khó coi qua một xíu đi. Rồi em lấy chị con sọc này. Mà suông của chị Lê Thị Kim Cúc con ơi. Rồi con thì chị mà sọc nhá. Sọc này chị nào size L và size XL đều vừa. Sọc là L và XL đều vừa. Tại vì nó có độ co giãn cho em. Lấy mã sọc. Mã sọc cho em 60 ngàn mã sọc. Mã sọc 60k. Size L và size XL đều mang vừa. Mã suông của chị Kim Cúc 60. Chị nào sọc cho sọc cho em. Mã sọc nhá. Sọc 60 ngàn mã sọc. Rồi lấy chị con đen này. Cái con đen này nó cũng có độ co giãn này. Chị nào size L. Eo 80-82. Eo 80-82 mang vừa lên mạ đen cho em. Mạ đen 40k mạ đen. Đen 40 ngàn nhé chị nào mà size L mang vừa. Mạ đen cho em. Đen 40 ngàn mạ đen. Mạ đen mạ đen. Em có con đuôi cá hay xinh này. Khi lại có con nào rồi thế. Khi lại lấy cái nào rồi đây. Mạ đen của chị Nguyễn Minh Hòa. Chị Nguyễn Minh Hà chứ. Đen chị Nguyễn Minh Hà 40. Rồi em lấy chị con caro. À đây chị một con hoa nhí đuôi cá. Mạ đen chị Mai Phương. Nhưng còn một chiếc này. À không, con này tự nhiên xem còn không chị Mai Phương luôn. Chị Mai Phương ơi, màu nó hơi khác một tí được không? Màu tím tím được không? Màu tím tím lại được nhá. Tím tím lại được này. 40. À, con đỏ. Con đỏ mất trên cao. À con đỏ mất trên cao bao nhiêu? Hàng đỏ trên cao đó là sẽ SM vừa chị. SM mang vừa cho em. Xem con hoa xanh trên xào. Bỏ lấy cái gì con đó. Hoa xanh trên xào. Con này là size XL L80 chị nhá. Lấy mạng 321. Mạng 312 chứ. 312 80 ngàn. 312 80k. Con này chị nào mà size L mang vội L80 quay đầu. L80 mang vội cho em mạng 321. 321 80 ngàn. Chị ơi con này sẽ SM á. Con này nó là dạng on body cho em nhá. Chị Mai Phương ơi, cái con tím tím nữa được không? Một con màu hơi tím, một con màu đen. Chị ơi con này màu đỏ, mã đỏ cho em. Mã đỏ là 120, size SM. Con này có độ co giãn cho em. Mã đỏ. Mã đỏ 120 con với mẹ cái đi. Mẹ đang bán mà cứ. Mã đỏ cho em đỏ 120 nhá. Chị nào mà size SM mang vừa mã đỏ. Rồi em lấy chị con đuôi cá cho em này. Đuôi cá này rút bên hông cho em. Các chị thích rút kiểu gì thì rút nhé. Con này chị nào eo 72-74. Eo 74 mang vừa size M. Chị nào lấy đuôi cá cho em, đuôi cá 50 ngàn mạng đuôi cá cho em, đuôi cá 50k, chị nào mà size M thôi. Size M mang vừa cho em nhé. Mạng đuôi cá 50 ngàn. Thấy gọn vào đi con, để mang tung. Chị nào lại đuôi cá cho em. Không lấy hả, chị Mai Phương không lấy hả. Chị Mai Phương không lấy. Hình như là cái hàng đó em có mấy chiếc mà. Dạ rồi, ok chị. Đây 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 chị ơi, đây rồi. Khổ quá, đây. Vẫn còn chị Mai Phương. Ok chị, đen chị Mai Phương. Con xanh hoa. Con xanh hoa to. Con xanh hoa to. À đây chị ơi, con này. Con này to lắm. Con này eo của nó 90 trở lên chị. Eo bình thường này là 90 nhá. Nhưng mà nó co giãn rất là to hơn. Eo trên 90, con này nó là vải nhung cho em nhá. Lấy mạng nhung cho em, nhung là 180 nhá chị nhá.
Mại nhung 180.000. Chị nào lấy nhung thích nhung đi, nhung 180. Còn cái con này size nhỏ lắm. Con này chị nào size S thôi. Dạ rồi, ok chị. Con này chị nào eo 68-70 mang vừa. Lên chị một con lụa 2 lớp dáng dài cho em. Mà 246. Mà 246 chị em là 230 nhé. 230.000 mà 246. Có hàng cúc bên hông cho em chị nào. Em có hai con y chang nhau, đều là size S. Em có hai con y chang nhau size S này. Có chị nào mặc cặp không các chị ơi? Lấy về mặc cặp đi. Size M eo chị 72-75 mặc vừa không? 72-75 không vừa chị ơi. Con đó tầm eo 70 đổ lại thôi. Eo 72 thì 72 đến 73. 75 là không vừa, 75 là phải mặc size L. 75 là mặc size L nhá. Của bố mẹ. Rồi lên chị con này chị em. Con này nó là dáng đầm cho em chị này. Con này là form đầm nhá. Con này chị nào mà size, con này chị nào size L lớn, size L lớn và size XL nhỏ. Lấy mã tím. Mã tím chị em 50.000 mã tím nhá. Mã tím 50k. Nó có cái đai về các chị lấy thêm cái dây thắt lưng chị mặc vào cho em. Mã tím, tím 50.000 mã tím. Tím 50k. Rồi lên lại chị con này. Em còn chị. Còn chị ơi, rồi con này chị nào size SM. Con này có độ co giãn này. Mã tím á. Mã tím chị hoa ta. Chị ơi lấy lên số cho em nhé. Lấy lên số cho em. Rồi size SM, con này có độ co giãn cho em. Em 72-74 mang vừa. Lấy mã đen cho em, đen 40.000 mã đen nhé. Mã đen 40k. Con này chị nào size SM mang vừa. Lấy đen rất đen cho em. Mã đen, đen 40.000 mã đen. Mã đen 40.000. Đây chị này, em lên chị con gấm này. Lên chị con gấm dáng dài, tay dài cho em. Con này chị nào là tầm size SM quá à. Em đo lại. Cái phần nách á, cái phần nách nó bị bung chỉ ra anh chị nhá, không phải là nó bị rách đâu. Rồi em thấy số chị này. Rồi chị nào eo 70-72 size SM được vừa, lên mạng 32. Mạng 32 SM được vừa cho em nhá, mạng 32 cho em 100.000. 100k mạng 32. Cái con này ở cái phần nách nó bị bung chỉ ra, không phải là nó, không phải là nó bị rách đâu nhá các chị ơi. Về các chị may lại cho em. Mạng 32 cho em 100.000. Chị ơi 32 chứ 32 cho em. 32 100k. Con này dáng dài tay dài nữa chị này. Lấy 32 chứ 32 cho em. Mạng 32 100.000. Mạng 32 nhá. Chị nào sẽ lấy em hồn mang vừa. Cái này hàng mới chị ơi. Hàng mới em mới về luôn á chị. Mới về luôn ạ. Mà nó bị ăn cái gì nhỉ? Khổ quá nó lại không có size. Lấy chị con kim sa này. Lấy chị con kim sa này. Con kim sa này size nhỏ cho em nhé. Kim sa em cũng có hai con này chị này. Chị nào lấy kim sa. Kim sa là size S. Eo 68-70 mang vừa. Lấy kim sa. Kim sa 50.000 nhá. Kim sa 50k. Con này chị nào size S. Size S, size M. Rồi một con size S và một con size M nhá. Một S và một M cho em, mã kim sa cho em 50.000 mã kim sa. Con này là màu hồng phấn chị này. Lấy kim sa, đứt kim sa cho em. Kim sa 50k mã kim sa. Kim sa 50.000 size S, size M thôi các chị ơi. Rồi lấy chị con công màu trắng. Con công màu trắng này size hơi to một tí chị này. Chị nào lấy mã trắng đi. Mã trắng nhá. Rồi con này chị nào mã eo 86-88 này. Eo 86-88 mang vừa. Mạ trắng cho em 80.000. 80k mạ trắng. Chị nào lấy trắng chất trắng cho em trắng 80k. Eo 86-88 chị nhé. Eo 86-88 mang vừa. Size nó hơi to một tí nhé các chị. Chị nào lấy trắng chất trắng cho em mạ trắng này. Rồi lấy chị con đỏ. Con đỏ này chị nào sẽ S. Đỏ này chị nào sẽ S nhé. Nó là hàng gấm cho em. Kim sa S. Kim sa S. Kim sa S. Ok chị. Đây con. Kim sa của chị Minh. Chị Minh Hòa Hà. Đấy. 50. Rồi lấy chị con đỏ này cho em. Con đỏ này sa S cho em này. Em chào chị Thanh Thanh. Chị nào thấy em chấm bài cho em với nhá chị ơi. Em biết các chị đang xem. Rồi con đỏ này sẽ cho em nhé, mã trắng.
Mã trắng, trắng 80 của chị Huỳnh Gia. Trắng 80 của chị Huỳnh Gia. Rồi là con này sẽ mang vừa cho em lấy mã đỏ. Chị nào lấy đỏ chất đỏ cho em nhé. Mã đỏ cho em 100.000 mã đỏ này. Đỏ 100k, con này chị nào sẽ mang vừa. Rồi em chào chị Hoa Ta, em chào chị Ngô Hiền. Rồi chị nào lấy mã đỏ cho em, đỏ 100.000 mã đỏ cho em nhé. Mã đỏ 100k, con đó chị nào mà sẽ. Rồi lấy chị con cổ yếm. Con cổ yếm đấy chị nào mà eo 80-82, chị nào mà sẽ L nhé. Chị nào lấy cổ yếm cho em, cổ yếm 50.000 mã cổ yếm. Cổ yếm, chị nào lấy cổ yếm, chất cổ yếm nhé. Cái con cổ yếm đấy em có ai cái gì nhỉ? Cái con cổ yếm đấy em có một con size to và một con size nhỏ. Một con 6XL và một con tới 2X, 7X các chị nhé. Mã cổ yếm cho em, cổ yếm to hoặc cổ yếm nhỏ cho em nhé. Cổ yếm to hoặc cổ yếm nhỏ cho em này, 50k. 50k cổ yếm to hoặc cổ yếm nhỏ cho em. Yếm to, yếm nhỏ chị nhé, yếm to, yếm nhỏ cho em. Chị nào lấy yếm to cho yếm to cho em. Mã yếm, yếm chị ơi, yếm chị lấy yếm to, yếm nhỏ á. Yếm to hay yếm nhỏ chị? Lên lại cho em nhé. Yếm XL. Rồi ok chị, yếm XL. Yếm XL 50.000 của chị Minh Hòa. Minh Hòa à. Rồi em lấy chị một con phâm suông chị này. Lấy chị con suông này nhé. Con này nó là dạng áo chị ơi, không phải là đầm. Con này nó là dạng áo cho em nhé. Chị nào mà tầm 55-60kg mang vừa. 55-60kg mang vừa. Rồi con áo này dễ thương này, lấy mã áo cho em đi. Không chị ơi, tùy theo con nhá. Cái nào giãn, cái nào co giãn thì em nói nhá chị ơi. Con nào co giãn thì em nói. Nói chung là hàng gấm nó ít khi co giãn lắm chị. Rồi lấy mã áo cho em, áo 60.000 mã áo. Con áo này hơi lạ lạ một tí, cái kiểu nó hơi lạ một tí chị này. Mã áo cho em, áo 60k. 60.000 mã áo cho em, chị nào lấy áo cho áo cho em nhá. Mã áo 60.000. Mã áo 60k. Rồi lấy chị con này có độ to giãn này. Chị nào mà size M và size L nhá. SML mang vừa, con này nó là dáng ôm body chị em. Lấy mã xanh. Lấy xanh chất xanh cho em này. Mã xanh cho em 40.000 mã xanh nhá. Xanh 40k SML đấy mang vừa. Con này là nó là ôm body chị nhá. Lấy xanh chất xanh cho em. Xanh. Chị chốt S lấy S. Đó nhé. Chị nào lấy ép đỏ nhé, con này á chị. Chị ơi phải con này không? Đỏ dài ý đây hả chị, phải con này không? Con này 100.000 này chị này. Phải con này thì ok lại giùm em đi chị nhá. Con này là 100k, con này là sẽ. Lấy con này thì ok đi chị nhá. Lấy con này thì ok, rồi ok chị, 100.000. Hàng gấm á chị ơi, con đó cực kỳ xinh luôn. Rồi em lấy chị con hoa này cũng xinh này. Chị nào SM đều vừa, sẽ SM đều mang vừa cho em nhé. Con đỏ. Con đỏ. Con bộ đi, em đánh nhỉ. Con đỏ. Lại trơn body. Đây ơi chị. Con này SM đều vừa, có độ co giãn cho em. Con này là 120 nhé chị nhé. Thôi lấy chị 100.000 luôn này. Má đỏ dài nhé, đỏ dài 100k. Đỏ dài 100k sẽ xem mồi được vừa, tại vì con này có độ co giãn đi. Cho nên con đó nào. Đổi S. Chị đổi S lấy đỏ nhé. Chị nào lấy mã đỏ dài cho em, đỏ dài 100.000 đỏ dài nhá. Sẽ xem mồi được mang vừa. Tại vì nó có độ co giãn cho em. Chị Minh Hòa, chị là ý là chị bỏ con này ra phải không? Bỏ con kim sa ra hả? Bỏ con kim sa mà lấy con lấy con đỏ hả chị? Bỏ kim sa lấy đỏ được không chị ơi? Rồi lấy chị, em lên lại chị con này. Ủa cái này khi nãy chị nó lấy không phải à? 74, eo 74-75. 74-75 mang vừa mã công hồng. Công hồng. Công hồng là 120. Rồi lên các chị con này mã vàng đi. À không, mã 260. Mã 260 sẽ SM nhá. Mã 260 cho em, 50.000 mã 260. Chị nào sẽ SM. Lấy chị con đen này xinh này chị này. Rồi đỏ dài. Đỏ dài này.
đỏ dài chị em, 100k mã đỏ dài chị Thái Trần. Rồi ok chị Hòa, ok chị Hòa Hà. Rồi lấy chị con đen này xinh chị ơi. Con này chị nào size L nhá. Mã đen con này xinh chị này. Chị nào mà eo 84 85. Eo 84 85 mang vừa lấy mã đen cho em, mã đen cho em 980k mã đen nhá. Mã đen 80.000, con này nó vải ren, con này chị nào mà eo 84 đến eo 85 mang vừa. Con đen này xinh lắm luôn chị ơi, lấy đen này đi. Mã đen, mã đen. Mã đen cho em 80.000 mã đen nhá. Chị nào mà size em. Rồi chị nào lấy đen cho đen cho em mã đen 80k mã đen này. Em 80k chị nào mà size XL. Eo 82 đến eo 84. Rồi lấy chị một mã công này, chị nào lấy công chất công cho em nhá. Công eo 72 74 size XM đều vừa. Eo 72 74 mang vừa lấy mã công cho em, công 50.000 mã công nhá. Mã công 50k eo 72 74 mang vừa. Lấy công chất công cho em, công 50k. Lấy chị một con lụa này. Con lụa màu tím, con lụa này size L cho em nhá. Lấy chị con lụa size L eo 76. Một con ràng lỡ này chị này, lấy mã tím. Mã tím cho em 60.000 mã tím nhá, tím 60k. Con này chị nào size L mang vừa. Eo 76 cái đầu lấy mã tím. Mã tím 60.000 mã tím. Em lên cho chị một con đỏ theo này. Một con đỏ theo dáng lửng. Con này chị nào size L lớn, eo 76 78. Eo 76 78 mang vừa lấy mã đỏ theo, đỏ theo 70.000. Đỏ theo 70k, chị nào đỏ theo giúp đỏ theo chị. Dáng dài hả? Dáng dài nó lại không có sai được chị ấy chị. Dáng dài nó hết sai chị rồi. Đội đỏ theo này con. Đỏ theo 70 của chị Minh Hòa Hà. Đấy chị này em có con đỏ trơn này. Đỏ theo hết rồi. Em hết đỏ theo rồi. Lấy chị nhá, con đỏ trơn này sẽ SM. SM mang vừa con này trên mã 27. Mã 27 trên 100.000 là 27 nhá, 27 100k. Con này chị nào sẽ SM được vừa lên mã 27. Mã tím. Mã tím, tím nào. Mã tím, tím là 60 á chị Bàng Lê, tím là 60 chứ không phải 50 nhá. Con đó là vải lụa. Có đỏ sắt nét chị chốt đỏ theo trước. Không phải, em phải em thấy chị kêu chốt trước mà. Chị gì Hòa chốt trước. Đỏ sắt nét là chị đỏ sắt nét. Có con nào sắt nét. Có sắt nét chị ơi nhưng mà nó nhỏ lắm. Em có 6 mấy thôi. Em có đỏ sắt nách nhưng mà nó bé siêu siêu à. Em có một con sắt nách nhỏ nhỏ lắm. Chị nào size XS này. Chị size M hả? Chị trước khổ ghê luôn. Chị nào cũng chị kêu trước. Không em thấy chị đó trước mà. Không thật. Chị Hòa Hà trước khổ quá đi. Rồi con này chị em nhá, con này chị nào size XS mang vừa. Chị nào lấy mã nhỏ, nhỏ quá, chị em bán chị con này 50.000. Rồi, mẹ thấy chị cái trước này. Mẹ xem cái này lại là trước. Rồi con mã nhỏ cho em 50.000 mã nhỏ nhá. Con này chị nào size XS thôi. Size XS mang vừa mã nhỏ cho em. Chấm bi sau em có con. À con này không phải là chấm bi chị ơi, con này nó là hoa nhí. Con này hoa nhí này size XL, eo 82 84. Con này nó là vải lụa cho em nhá. Con này là vải lụa eo 82 quay đầu size XL, lấy mã 231. Mà 231 cho em 130 nó là vải lụa cho em ràng lỡ cho em nhé. Một con lụa ràng lỡ mà 231. Mà 231 cho em cái gì nhỉ? 231 là 130. 231 là 130. Em lấy chị con lụa này xinh này. Con lụa này xinh mà không chị nào em hả các chị? Mỗi tội là size hay to. Mỗi tội là size hay to cho em nhé. Trời ơi con lụa này xinh lắm luôn các chị này. Cái màu nó cũng xinh. Eo 100.
Em 100, mã 100, 100 ngàn đi các chị ơi. Mã 100, em 100, 100k, 130 của chị Đặng Hiền. 130 đâu? Không có đá. Chỗ này á? Mã lụa. Con này với anh chị, mã 231. Mã 231 của chị Dũng Hiền. 231 của chị Dũng Hiền. 130. Chị ơi, chị Dũng Hiền ơi, lấy lên số cho em. Lấy lên số cho em, chị Dũng Hiền. Hết rồi đây các chị nhá. Con này cho em mã 100, em 100 cho em 100 ngàn. Con này cũng là vải lụa nhưng mà size hơi to. Mã 100, em 100, 100k các chị nhá. Size to quá, bán chị con đó 100 ngàn thôi. Nó là hàng lụa cho em nhưng mà cái lụa của nó xinh nhá các chị nhá. Rồi em lấy chị một con lụa này nữa này. Giang lỗ. Giang lỗ mà eo 84-85 nhá chị nhá. Eo 84-85 quay đầu. Rồi mã 100. Mã 100 của chị Duyên Linh. Chị Duyên Linh. Chị Dũng Hiền lên số. Chị Duyên Linh có đơn chưa? Chị Duyên Linh ơi, lấy số cho em nhá chị nhá. Có mấy caro. Em có caro chị ơi. Có size S, em có size S. Ủa? Cái gì nhỉ? Chị Thùy Trang ơi, chị mặc em có caro mà em giờ em chỉ có size S, XL thôi chị. Em có caro nhưng mà là size S, XL thôi nhá. Rồi con này size to chị này. Mã 85, eo 85 chị em. Mã 100 hết rồi chị ơi. Mã 100 hết rồi. Rồi con này chị nào lấy mã 526. Mã 526 cho em nhá. 120 mã 526 này. 526 120. Nó là dáng lửng lửng cho em nhá. Mã 526 120. Size M đây chị ơi, size M. Size M em còn hai con này này. Có đâu ta? Ủa size M còn một con màu xanh ở đâu nhỉ? Ủa size M em còn một con màu xanh ở đâu không biết. Đây chị ơi, size M này, co giãn nhá. Con này có độ co giãn cho em. Mã đỏ. Mã đỏ này cho em là 80 ngàn mã đỏ nhá. Đỏ 80k, chị nào size M. Size M nhá, còn con này thì con này chị nào size S thôi. Con này sẽ S mang bùa, mã tem nhé. Con này chị nào sẽ S mang bùa lấy mã tem cho em. Mã tem là 120. Mã đỏ. Mã đỏ đâu? Đỏ 80. Đỏ 80 là con nào nhỉ? À đây, mã đỏ. Mã đỏ khổ ghê luôn. Mã đỏ chị Duyên Linh. Mã đỏ này. Đỏ 80 chị Duyên Linh. Rồi đây các chị ơi, con này là mã tem nhá. Mã tem là size M, mã tem cho em 120, mã tem. Mã tem 120, chị nói tem gấp tem cho em. Rồi em lấy chị con kinh xa này. Size S, M được vừa, chị nói lấy mã công. Lấy công chất công cho em nhá, mã công cho em này, 200 ngàn mã công cho em. Mã công 200k, chị nào size S, M được mang vừa. Lấy công chất công cho em, công 200 ngàn. Mã công 200k, chị nào sẽ SM. SM em lấy cho chị con này, cái tay của nó dễ thương cho các chị ơi. Đuôi cá cho em nhé. Lấy chị một mã đuôi cá. Đuôi cá size L, lấy mã đuôi cá cho em 60 ngàn mã đuôi cá. Đuôi cá 60k, con này chị nào size L mang vô cho em nhé. Chị nào lấy đuôi cá cho đuôi cá cho em, đuôi cá 60 ngàn. Mã đuôi cá cho em 60k. Chị nào lấy đuôi cá cho đuôi cá cho em này. Đuôi cá 60 ngàn mà đuôi cá em lên chị một con lụa màu xanh. Mã công có XL không? Đuôi cá của chị Dũng Hiền. Mã đỏ. Mã đỏ em hết rồi chị ơi, hết đỏ rồi. Mã công không? Mã mã đỏ em hết rồi chị Trăng. Chị nhỉ? Trần. Chị Trần Nhàn. Chị Trần Nhàn em hết đỏ rồi. Rồi con này chị nào size S nhá. S 6870 mang vừa. Lấy mã lụa cho em, lụa 50 ngàn mã lụa. Mã lụa 50k, con này chị nào size S, eo 6870. Con này chị nào size S mang vừa lấy mã lụa cho em. Mã lụa 50.000 mã lụa cho em. Rồi lấy chị con này nữa này, xinh anh chị này. SM mang vừa cho em. Trời ơi xinh chưa, size S, SM mang vừa cho em nhé. SM mang vừa cho em, con này chị nào lấy mã. Mã 11. Mã 11 60.000 mã 11 cho em, hình con công chị này. Mã 11 cho em 60k, size S, XL đều vừa. Lấy 11 cho em 11 60 ngàn, mã 11.
1160k, chị nào sẽ SM nhé các chị ơi. SM được mang vừa mã 11 cho em, 11 của chị Duyên Linh. Rồi lấy chị con này có độ co giãn cho em. Mã 11 em hết 11 rồi. Rồi con này size to nhé, con này chị nào eo 100 cho em nhé. Eo 100 cho em, mã 100 đi. Mã 100 eo 100 mang vừa cho em, 40k. 40k mã 100 eo 100, cái này các chị mà các chị thích về các chị mặc ở nhà cho nó thoải mái á. Chị lấy cái này rộng rộng một tí nữa mặc cho thoải mái này. Lấy mã mã 100 eo 100 cho em nhé. 40k mã 100. Mã 140.000. Chị nào lấy 100 rồi mã 100 của chị. Chị bé bé, chị bé bé lấy cái gì 40 á. Chị Kim Anh, chị Kim Anh giờ em mới thấy chị ơi, chị Kim Anh. Mã 100 em hết rồi, hết mã 100 rồi. Rồi con này cũng sẽ SM. Con này cũng sẽ SM nhá. Phần đuôi này có độ co à gì? Nó cũng là đuôi cá nhẹ thôi, sẽ SM mang vừa. Mã 99 nhá, mã 100 em hết rồi. Chị nói là mã 99 cho em, mã 99 60.000, nó là hàng lớn. Chị ơi, chị Diện Linh. Rồi mã 99, mã 99 của chị Duyên Linh luôn này. 60. Rồi em lấy chị con này xinh nhá chị ơi. Con này chị nào size L nhá. Size L mang vừa eo 76, nó có bị rơi nhẹ đây một xíu cho em. Eo 76 mang vừa này mã theo. Mã theo cho em 50.000 mã theo nhá. Mã theo 50.000. Hôm trước em đặt hai cái rồi, một cái 20k, một cái 40k. Chị Kiên Anh, chị Kiên Anh vậy hả? Em không nhớ nữa chị ơi. Em cũng chưa kiểm tra lại đơn nên là em chưa rõ. Rồi em mã theo cho em, mã theo 50.000 mã theo nhá. Mã theo 50k, chị nào mà size L nhá, lấy theo giúp theo cho em này. Mã theo 50.000, em lên cho chị một con lụa màu tím. Lên cho chị một con lụa màu tím này. Con này chị nào size XL eo 80. Nó là vải lụa cho em chị nhá. Chị nào lấy mã tím. Mã tím, mã tím cho em 60.000 mã tím này. Mã tím 60k. Chị nào eo 80 quay đầu, chị nào size L mang vừa. Lên dáng dài, dáng dài chị mặc size gì chị ơi? Vậy á chị? Có hả chị? Em không biết nữa. Tại vì em không nhớ, tại em nghỉ mất mấy ngày nay cho em. Mã tím. Chị bé, của chị bé này. Chị Hương Kim lấy cái gì á? Size XL chị, size XL dáng dài em hết rồi. Hết size XL dáng dài rồi chị ơi. Giờ nó chỉ còn to quá hoặc còn nhỏ quá thôi. Đi xem lại con này nó là size gì. Dáng lỡ được không chị? Nhưng mà con này là eo 84, 85 mất rồi. Đỏ size S em có, đỏ size S em có nhé. Chị ơi eo 84, 85 được không? Mã 526. Mã 526 cho em, 120, mã 526 nó là dáng lỡ này. 526, 120. Mã đỏ. Đỏ rồi em còn size SM này chị này. Đỏ rồi em còn SM để mang vừa cho em. Dáng dài có L không? Dáng dài size L hả? Bây giờ em chỉ có size S, size M hoặc là size 2X, 7X thôi chị, em hết rồi. Rồi đây chị ơi, đuôi cá nhá. Con đuôi cá này. Đuôi cá eo 72, 74 mang vừa. Mã đuôi cá trên 200.000 mã đuôi cá. Đuôi cá 200k, chị nào sẽ SM mang vừa cho em. Đuôi cá 200.000. Rồi con này cũng sẽ SM. Mã đỏ theo nhá. Phần đỏ này là đỏ theo chị em. Mã đỏ theo, đỏ theo, đỏ theo là đỏ theo là 200k, sẽ SM mang vừa cho em. Rồi con câu này cũng vậy này. Con câu này cũng eo 72, 74. Eo 72, 74 mang vừa lại mã công. Mã công cũng vậy luôn chị ơi. Em màu đỏ bây giờ em còn tuần thuần đa là size SM, size L hết rồi. Rồi em đơn hàng ngắn cho các chị nhá. Ủa cái Hân nó chưa ngủ, nó vẫn còn coi TV từ nãy đến giờ hả? Rồi đấy chị, con còn tem này. Con này cái này, cái màu này các chị mặc hơi bị trắng da luôn chị này. Con này màu mặc các chị mặc là da mình nó hơi bị nổ luôn nhá. Rồi con này chị nào size L. Lên mã tem cho em, mã tem 70.000 mã tem nhá.
Mã tem 70k, size L mang vừa, có độ co giãn nhẹ cho em này. À cái gì? Có xẻ tà nhẹ cho em, lên mã tem 70.000 mã tem nhá. Tem 70k, chị nào lấy tem giúp tem cho em. Còn mới còn sức chị là xinh luôn, lên mã tem đi em. Rồi mấy chị con này xinh này. Mã tem của chị Kiên Anh. Rồi con này chị nào sẽ SM, con này nó là con này nó là ôm đi, chị Kiên Anh lên lại số cho em đi. Lên lại số cho em cái mai em tìm cho nó dễ. Rồi sẽ SM nhá. Con này nó là ôm body cho em, lên mã tím. Mã tím 50.000 mã tím. Mã tím 50k con ơi. Mã tím, tím 50.000 sẽ SM mang vô lấy tím giúp tím cho em này. Rồi em lấy chị con đỏ này bị lỗi. Cái phần này bị lỗi cho em nhá. Về các chị sửa lại cho em. Rồi mã tím, ui mã tím chị tên gì khó đọc thế. Rồi à, cái gì nhỉ em? Cái này lấy mã lỗi nhá. Mã lỗi con này chị nào size L lớn này. Size L lớn mang vừa lấy mã lỗi. Thôi con này chị nào lấy em tặng đi, mã tặng. Nói chị lỗi một nhẹ một xíu thôi, mã tặng cho em nhé. À dạ rồi ok chị. Ngất thôi. Mã lỗi tặng cho chị Minh Hòa Hà. Tặng chị Minh Hòa Hà đi. Nó bị lỗi nhẹ một tí thôi. Mà tặng, tặng hết rồi em tặng chị Minh Hòa Hà rồi. Hết, hết rồi các chị ơi. Hỗ nhẹ cái. mã tím của chị Nhi. Chị Nhi ơi lấy lên số cho em nhá. Lấy lên số cho em. Còn con kia của chị Kiên Anh chị lên số. Tặng nó chị Mai. Chị Minh Hòa Hà. Con này 70, con này 50. Rồi em lên cho chị một con gấm này. Lấy chị con gấm màu xanh bơ. Con này là màu xanh bơ cho em chị nhé. Chị nạp SM đầu vừa. Ôi con này cũng bị lỗi rồi chị. Rồi nó chỉ bị lỗi nhẹ thôi. Chị nào lấy em tặng luôn này. Cái phần lỗi này về các chị sửa lại cho em. Màu xanh bơ xinh lắm luôn. Mà tặng, chị nào lấy em tặng đi. Tặng sẽ SM. Mã tặng cho em. Chị nào lấy em tặng nhé. Chị tặng cho chị bé bé này. Tặng chị bé bé đi. Em cái đó em tặng rồi, tặng chị bé bé đấy. Em hết rồi chị ạ. Rồi con này chị nào sẽ S. Cái con này S mà lò được vừa chị nhé. Con này nó có độ co giãn cho em. Cái màu này rất chi là xinh. Em hết tặng rồi, hết tặng rồi. Một con tay lớn này xinh cho chị ơi, SML mang vừa. Nó cũng là dạng ôm body cho em. Mã 275. Mã 275 cho em 70.000 là 275 nhá. 275 70k. Con này mặc lên form hơi bị xinh như này. Nó là kiểu như là ôm body SML mang vừa. Tại vì nó có độ co giãn cho em. Con tím đó là của chị Nhi. Cái chị gì tên khó gọi lắm. Mà chị nói chị tên là Nhi đó. Rồi mã cái gì quên rồi. Mà 275, 275 này là 70.000 mà 275 nhé. 275, 70.000. Rồi nên chị con này nó là pha nhung cho em nhé. Mà 275 của chị Đinh Thị Tuyết Dung. Chị Đinh Thị Tuyết Dung. À, chị Đinh Thị Tuyết Dung phải chị không hay là chị khác á? Phải chị không? Chị lên lại số cho em với. Phải chị không? Chị đổi hình lên à? Hay là vẫn... Hay là chị khác? Mặt tím là như vậy. Mặt tím 50. Đây này. Của chị nhìn. Tặng này là chị bé này. Chị này bé ngôi này. Chị kiến anh này. Rồi ok, chị lên lại số. Chị lên số. Rồi con này chị nào là... Con này sẽ XL chị ơi. Sẽ XL nhá, cũng bị lỗi này. Con này chị nào size XL mang bộ eo 80. Con này em tặng chị nào lấy mã nhung đi. Mã nhung cho em tặng luôn chị ơi. Lấy nhung rất nhung cho em ở hai cái bên hông này. Để các chị may lại cho em. Mã nhung con nhung này là em tặng nhé. Mã nhung cho em. Lấy nhung rất nhung cho em. Mã nhung. Nhung là nhung tặng chứ không phải là nhung bán. Chị Hồ Hoa. À chị đúng rồi, chị Hồ Toa chứ. Hoa.
Chị Hoa Toa, tặng chị Hoa Toa rồi. Chị Hoa Ta, em tặng chị Hoa Ta các chị ơi. Em hết tặng rồi. Thì nên em có em lại tặng tiếp. Em có em lại tặng nha chị nha, yên tâm đi. Rồi lấy chị con đỏ này đi, lấy chị con đỏ. Con đỏ này là sẽ SM chị nhá. Đỏ này là sẽ SM mang mua con này xinh cho chị này. Con này hay con này tặng. Điên à? Con kia tặng. Chị nào lấy mã 21. Sao em thấy chị kia trước mà? Em thấy chị kia trước chị ơi. Rồi mã 21 cho em 50.000 mã 21. Mã 21 50k, con này chị nào sẽ SM thôi. Chị nào vừa con này lấy đi, cái phần hoa của nó rất chi là xinh luôn. Mã 21, 21. Rồi mã 21 của chị Nhi này. Tạm hết rồi chị ơi, mã 21. Rồi đây, đây một con tạm. Rồi các chị ơi, con này bông xinh chưa? Bông cực kỳ xinh. 50, mã 21. Con đó của ai? Chị tên là... Chị Nhi đúng không á? Chị... Bên kịch chắc chưa? 70. Rồi các chị ơi, con này size hơi to. Chị làm mà size eo 80 đến 90 nhá. Eo 90 mang mùa cho em. Nhưng mà cái màu của nó xinh chị này. Cái hoa của nó cực xinh luôn. Mã 90, eo 90 cho em. 50 ngàn nhá. Mã 90, eo 90. Em thấy cái... em thấy cho chị coi lại gần cái hoa của nó xinh chưa? Mã 90 eo 90 mang vừa cho em 50 ngàn nhé. 50k mã 90 eo 90 mang vừa. Cái này của chị Nhi này, 21 của chị Nhi này. Rồi mã 90 eo 90 cho em 50 ngàn. Lên caro các chị ạ. Lên các chị con caro dáng lửng. Con này size nhỏ, con này chị nào sẽ. Rồi mã 90 của chị Hương Kim. Rồi con này chị nào sẽ ép thôi, em 68-70 mang vừa lấy caro. Caro cho em 50.000 caro nhé. Caro 50k chị nào mà em 68-70. Nói chung là chị nào sẽ ép thôi, size nhỏ. Sẽ ép mang vừa lấy caro cho em. Caro 50.000 caro nhé. Caro 50k mà caro cho em. Em lên các chị con lụa này. Caro của chị Dung, chị Dũng Hiền. Caro chị Dũng Hiền. Caro hết rồi các chị ơi. Rồi con lụa này cũng sẽ, chị ơi, con lụa này sẽ, lụa này xinh lắm đó chị này. Caro 50. Em á, em thấp lắm chị ơi, em có 1m49 thôi. Không cao đâu. Caro. Đó, con đỏ. Đỏ lắm. Rồi mã, cái gì nhỉ, mã lụa, lụa 60 nhá, mã lụa cho em 60.000. Con này nó là dáng lỡ. Một con lụa dáng lỡ cho em 60k. Con này chị nào eo 68-70 mang mùa lên mã lụa. Mã lụa cho em 60.000 mã lụa. Lụa 60.000. Chị nào lấy lụa chất lụa cho em. Rồi em lấy chị con gấm này, lụa 60 của chị Dũng Hiền. Rồi con này nó là form suông cho em nhá. Con này nó là form suông. Trời ơi cái phần lỗi này. Em nói các chị này, cái phần lỗi này á, về các chị các chị mua một cái cục bấm á. Các chị mua cái cục bấm á, các chị bấm vào là hết nhá. Rồi con này bị lỗ nhẹ thôi, một xíu thôi. Con này 30 ngàn nhá. 30k mà suông, suông 30 ngàn. Chị nào lại suông rất suông cho em, suông 30k. Nó còn rất chi là xinh luôn. Chị nói chung là một tí thôi, các chị mua thêm cái cục bấm á. Các chị bấm chỗ này này là hết nhá. Rồi mã suông. Mã suông cho em 30k, mã suông, suông 30 ngàn. Em chuyển sáu màu đỏ ngắn tay sau lưng chị, màu đỏ ngắn tay sau lưng, mã suông, suông 30k, mã suông, màu đỏ ngắn tay sẽ SM chị ơi. Rồi mã suông của chị, suông của chị Minh Hòa 30, nó bị một tí thôi. Rồi đây chị ơi, SM mang mùa mã công cho em 200.000 mã công nhé. Công 200 sẽ SM, Kim Sa này cũng là sẽ SM mang mùa. Mã Kim Sa em, Kim Sa cũng 200 ngàn luôn. Nói chung là mấy con đỏ này cũng là 200 ngàn này. Con đỏ theo này cũng là SM mang mùa.
mã đỏ theo cho em sẽ mở nó vừa đỏ theo nhé. Tặng theo 200.000 mã đỏ theo. Hết rồi chị ơi. Em màu đỏ em còn nhiều lắm, các chị yên tâm. Ui em có con này này, xinh nhá chị này, dễ thương chưa? Con này nó là đầm nhá. Con này chị nào size size M và size L vừa nhá. M L để mang vừa cho em, xin chị ơi. Size M và size L để mang vừa lấy mã 15 cho em. Mã 15 cho em nhé, 50k mã 15, size M và size L để mang vừa. Chị nào lấy 15 chất 15 cho em, mã 15 cho em 50.000. Mã 15 50k chị nào mà size S, size M để vừa. À cái gì? Size M và size L. Mã 15 50.000, lấy chị một con kim sa này. Kim sa này size S, size M nhá, eo 72 đến 4. Lấy kim sa cho em 60k mã kim sa. Đẹp này nhỏ, size L, size L ấy. Size L, size L chị, vậy thì không có rồi, em hết rồi. Nếu mà size XL em còn mỗi con này đấy chị. XL em chỉ còn con này thôi. Kim sa của chị Duyên Linh 60. Chị ơi size L à, size XL em chỉ còn con này thôi nhá. Lấy mã 2, mã 2 312. Mã 312 cho em là 80.000. 80k mã 312 nó là dáng dài cho em nhá. XL chỉ còn mỗi con đó nó là hết thôi. Nếu mà dáng dài á, còn mấy con dáng ngắn kia là. Rồi con này chị nào eo 80 82. Size XL mang vừa. Con này bị dính dơ cho em nhé. Con này bị dơ phần này cho em. Con này nó là màu hồng. Rồi chị nào lấy mã hồng đi. Hồng, hồng 40.000 mã hồng cho em nhé. Hồng 40k nó bị dơ một tí thôi. Chị Duyên đi. Mã hồng cho em, hồng 40.000 mã hồng. Chị nào mà size XL mang vừa nó bị dơ nhẹ cho em chị nhé. Mã hồng cho em. Rồi lấy chị một con trắng này. Lấy chị một con trắng dáng dài. Con này xinh đấy chị này. Lấy chị một mã trắng dáng dài. Đây chị ơi size L chị này. Con này size L lớn nhá. E7678 mã hồng của chị Duyên Linh. Với E7678 mang vừa lên mã trắng. Mã trắng cho em 60.000 mã trắng. Cái phần hoa của nó xinh lắm đấy chị ơi. Cái màu hoa của nó cũng xinh nhá. Lên mã trắng cho em. Trắng 60k mã trắng này. Chị nào size L lớn E7678 mã trắng. Mã trắng của chị Dũng Hiền. Mã trắng chị Dũng Hiền 60. Rồi em lấy chị con đỏ này. Cái con đỏ này, cái phần cổ này là nó trắng hết rồi chị, hết trắng rồi. Trắng là chị Dũng Hiền rồi. Cái phần cổ này hoa là hoa theo nhá. Con này chị nào size L E7476 mang vừa, mã đỏ. Mã đỏ cho em 50.000 mã đỏ nhá. Đỏ 50k, con này chị nào E7476 size L. Con này size L mang vừa cho em, mã đỏ. Mã đỏ 50.000 mã đỏ. Đỏ 50k. Rồi mã đỏ của chị Duyên Linh. Rồi con này màu vàng nhẹ này. Chị Kiên Anh của đỏ hết rồi chị Kiên Anh. Chị Kiên Anh em không cần phải lên số đâu, lên một lần em ghi là được rồi, không phải lên số đâu. Mà em hết đỏ rồi. Rồi con này nhá, chị nào eo 90 mang vừa. Eo 90 mã 90 cho em nhá. Mã đỏ, đỏ em hết rồi, hết đỏ rồi. Rồi mã 90 eo 90 mang vừa cho em, con này xinh này, 40k. 40.000 mã 90 eo 90 nhá. Chị nào lấy mã 90 cho em, mã 90 40.000. Chị nào mà size em. Chị nào mà eo 90. Mã 90 của chị Duyên Linh. Rồi lấy chị con hồng theo này chị này. Rồi con này chị nào size XL eo 80 nhá. Eo 80 mang vừa cho em con này size hơi to, mã 80 đi. Mã 80 eo 80 cho em 40k nhá. 40k mã 80 eo 80 có hàng ngọc không chị này. Mã 80 eo 80 cho em 40.000. Rồi em lấy chị một con công nữa các chị này. Con công này chị nào size S thôi. Em mã bé, mã 40 của chị bé. Chị bé bé. Rồi con này chị nào size S mang vừa cho em nhé. Lấy mã công cho em, công 60.000 mã công. Công 60k eo 80. Mã 80, mã 80 của chị ai? Hết rồi chị Mai Phương ơi. Chị Linh Tuyết Dung cũng hết rồi. Rồi mã công cho em. Mã công 60.000 mã công eo 8 eo 68 để mua của chị Duyên Linh, công của chị Duyên Linh. Rồi em lấy chị con lụa màu xanh này. Rồi con này chị nào size XL nhá.
XL eo 80 82 quay đầu lấy mã xanh. Mã xanh cho em 60.000 mã xanh nhá. Xanh 60k, con này chỉ nào eo 80 quay đầu size XL cho em nhá. Lấy xanh trước, xanh cho em xanh. Xanh của chị bé bé. Xanh chị bé bé rồi, chị bé bé mất rồi chị ơi. Rồi đây lấy chị con sắt nách này. Con sắt nách này là size SM nhá. SM mang thua lấy mã đỏ. Mã đỏ 50 chị ơi, mã đỏ 50.000. SM đầu vừa cho em, con này vải lụa. Lấy đỏ chất đỏ cho em, đỏ 50k mã đỏ nhá, đỏ 50.000. Nó là vải lụa cho em nhá, mã đỏ. Mã đỏ của chị Duyên Linh. Rồi em lấy chị một con ràng lỡ này. Lấy chị một con ràng lỡ, con này chị nào size S thôi chị ơi. Con này trơn nhá, size S mang mùa cho em. Nó kiểu như là màu hơi cam cam một tí cho em chị nhá. Con này màu cam nhẹ. Rồi mã 250. Mã 250. Mã 250 50.000. Mã 250 50k chị nhá. Nó là mềm. Nó là phong lỡ, nó là ràng lỡ cho em nhá. Nhưng mà con này nó trơn. Mã 250 chị em. 250 50.000. Rồi lên chị con này có độ co giãn cho em này. SML chị nhá, SML mang bùa. Con này là cũng là form on body. SML mang bùa cho em, có độ co giãn cho em chị này. Rồi con này chị nào là mã 237. Lấy 237 cho em, 237 40.000 mà 237 nhá, 237 40k. Chị là 237 chắc 237 cho em. 237 40.000, chị nào mà size SML mang bùa. 237 của chị Diên Linh. Rồi con này. Con này size S. Trắng theo chị ơi, xinh chưa? Lên mã trắng. Mã trắng cho em, trắng 40.000 mã trắng nhá. Trắng 40k, mã 237 hết rồi chị ơi. Mã trắng 40.000 mã trắng cho em. Con này chị nào size S thôi chị ơi. Phần hoa là hoa theo nhá, không phải là hoa in đâu. Mã trắng của chị Dũng Hiền. Trắng chị Dũng Hiền hết rồi chị ơi. Rồi con lên chị con xanh này. Con xanh này cũng xinh nhá chị nhá, mã xanh. Xanh thì là size SM mang bộ. Hết trắng rồi chị ơi. Mã xanh cho em. Xanh 60k. 60.000 mã trắng, chị nào size SM được vừa. Lấy mã xanh cho em, xanh 60.000 này. Không, trắng của chị Dung Hiền trước ạ. Mã xanh của chị bé, à chị gì? Chị Nhi. Xanh của chị Nhi. Em chốt theo máy chủ, nhiều khi máy của các chị nó lên trước á, nhưng máy của em nó lên trước. Rồi cái con công này nhá. Con công này sẽ SM, chị nào lấy mã công. Mã công cho em này. Mã công cho em 50.000 mã công. Công 50k, chị nào sẽ SM được vừa nhá. SM mang vừa lấy mã công lên. Mã công của chị Duyên Linh 50.000. Rồi lấy chị con đỏ này. Lấy chị một mã đỏ. Đỏ này SML được mang được chị nhá. SML mang vừa tại vì nó có độ co giãn cho em. Mã đỏ. Con đỏ này là phong lửng cho em. Mã đỏ 60.000. Mã đỏ 60k. Chị nào lấy đỏ chất đỏ cho em. Đỏ 60 này. Mã đỏ 60. Em lấy chị con gấm. Mã đỏ của chị Duyên Linh. Rồi con gấm này nhá, dáng lửng tay lớn chị này. Con này chị nào size L. Con này chị nào size L mang bùa. Nó kiểu như là màu cam, hơi cam cam một tí nhá. Cái này các chị coi trên line là màu cam nặng này. Nhưng mà con này màu cam nhẹ thôi. Đây mã 01. Mã 01 cho em 70.000 mã 01. Dáng lửng tay lở cho em. Mặc mấy con này form xinh lắm luôn. Rồi gấm của chị Đinh Thị Tuyết Dung này. 70 này. Rồi trời ơi, cái này xinh với chị này. Một con đỏ cong. Size SM eo 72-74. Rồi con này chị nó lấy mã 32, mã 305. Mã 305 cho em 60.000 mã 305 nhé. 305 60.000 em hết rồi chị ơi. Ủa chị Dũng Hiền giờ mới lên số à. Đỏ cong của chị Duyên Linh này. Này của chị Duyên Linh 60. Chị Dũng Hiền em không biết nữa chị ơi. Giờ em không biết là bao nhiêu. Cái đó chị Dũng Hiền 60.
đây chị con gấm đen nhá. Con gấm này chị nào size L lớn. Con này size L lớn em 7678, lên mạ đen cho em, mạ đen 70.000. Chị Dũng Hiền, hơi nhiều chị Dũng Hiền. Rồi em 7678 mang mua mạ đen cho em, đen 70.000 mạ đen nhá. Mạ đen 70k, con này nó là 7 gấm cho em chị ơi. Size con này là size L lớn, gấm đen của chị Duyên Linh. Mạ đen, đen hết rồi chị ơi, đen hết rồi. Rồi lên chị con lụa này. Lên chị mã lụa nhá, con lụa này chị nào mà size XL, L80-82 chị này. Con này cái dáng kiểu nó là hơi xuông xuông một tí nhá. Hơi xuông một tí. Con này là vải lụa cho em. Lên mã xanh. Mã xanh 50.000, mã xanh cho em, xanh 50k. Chị là mã L80-82 mang vừa. Mã đen hết rồi chị Mai Phương ơi, mã xanh. Xanh 50.000. Em có cái con đen này xinh mà các chị không lấy hả? Đây này em có một con đen nữa này, nhưng mà nó lại là vải gen. Đây này, con này xinh lắm. Lụa xanh của chị Đinh Thị Phương Dung. Đinh Thị Tuyết Dung. Đây chị ơi, XL. Con này 80 nhá. Con này 80.000, mạ 34 đi. Mạ 34 cho em 80k, mạ 34. Con này vải gen, con này vải xinh lắm luôn chị này. Mã 34 cho em 80k, mã 34. Dáng lửng tay lỡ này. Con này cũng dáng lửng tay lỡ cho em nhé. Mã 34 cho em 80k. Mã 34 80.000. Chị nào lấy 34 chất 34 cho em. 34 80k. Rồi mã 34 của chị Tuyết Dung này. Rồi con này chị nào size L nhé. Đây chị con này size L lấy mã trắng. Con này trắng chơi mà viền size vườn đen chị này. Mã trắng cho em 40.000 mã trắng. Trắng 40k, chị nào size L. Có hàng nút bên hông chị này. Mã trắng cho em, trắng 40.000 mã trắng nhé. Trắng 40k, chị nào size L mang vừa. Mã trắng của chị Duyên Linh. Rồi con này size to. Con này chị nào size XL. Con gì vậy? Con gì biết được mà này. Rồi lên mã theo. Lấy theo chất theo cho em nhé. Mã theo 40k mã theo này. Mã theo 40k. Con này chị nào XL. L80 cho chị nhé. Lấy theo chất theo cho em. Mã theo, mã theo. Rồi em lấy chị con này cũng xinh này. Mã trắng hết rồi chị ơi. Rồi dáng lửng tay lửng cho em nhé. Dáng lỡ tay lỡ. Con này chị nào XL. XL L80. Con này là màu xanh bơ cho em này. Mã theo của chị Tuyết Dung. À không, mã theo của chị. Em lộn. Mã theo của chị bé bé. Theo chị bé bé. Rồi con này chị nào lấy mã 519. Mã 519 cho em 70.000 mã 519 nhá. Mã 519 70k. Con này là màu xanh bơ chị nhá. Các chị nhìn trên like kiểu như là nó màu cam cam á. Rồi mã 519. Mã 519 cho em. Khổ thế nhở. Sao em thấy chị bé bé trước nhở. Rồi con này chị nào lấy mã 519 cho em 70.000. Rồi 519 của chị Tuyết Dung. Màu xanh bơ chị ơi, con này màu xinh á. Rồi con này sẽ SM. Con này SM này nhá. Con này nó là màu hồng phấn chị này. Cái chỗ hoa này là hoa theo hết chị em. Em hết theo rồi chị ơi, hết theo rồi. Rồi chị là 319. 319 50.000. Mạ 319 cho em 50k nhé. Chị lấy 319 cho 319 cho em này. 319 50k. Chị nào mà size SM không? Lên size to hả chị ơi? Size to hả? Chị là em bao nhiêu chị? Chị Bích Thủy, chị em bao nhiêu? Lên xem có không? Rồi con này chị nào size L như E74-76. E76 mang vừa phong lỡ chị này. Chị đó là mã hoa. Mã hoa cho em 50.000 mã hoa nhé. Hoa 50k. Con này chị nào E74-76 quay đầu. Size L, mã hoa cho em 50.000. Chị đặt size gì chị? Mặc size gì em xem có không lên cho. Rồi lên lấy chị một con còn tem chị này. Còn nguyên tem nguyên mác. Xinh này các chị này. Con này chị nào size SM nhá. Có độ co giãn nhẹ một xíu. SM mang vừa lấy mã tem. Mã tem cho em 50.000 mã tem nhá. Mã tem 50k. Chị nào size SM thôi. Lấy tem chất tem cho em. Tem 50.000.
SM mang vừa mã kem. Em lấy chị một con gấm này. Lấy chị con gấm, con này chị nào eo 74-75 nhá. 74-75 mang vừa, 76 thì hơi chật. Eo 92 ạ, eo 92 đã rồi, ok chị. Rồi lấy chị con này là vải gấm cho em chị này. Con này chị là mã 51. Mã 51 50 ngàn nhá. Mã 51 50k, chị nào eo 74. Eo 74-75, 76 thì hơi chật một tí. 74-75 mang vừa. Đây chị ơi, em có hai con này. Size to, dáng dài em còn hai con này nhé chị nhé. Con này nó là vải nhung chị này. Eo của nó là eo 90, nhưng mà nó có độ co giãn phải eo trên 90 nhé chị nhé. Mã nhung cho em, nhung là mã nhung cho em là 180k. Nhung là 180 chị làm eo 90 trở lên. Rồi con này chị bắt con này cũng eo 90 trở lên mang vừa. Lụa hai lớp dáng dài cho em nhé. Lên mã tay dài. Tay dài là 200k mã tay dài cho em. Tay dài 200 ngàn. Chị nào mà eo 90 đổi lên mang vội chứ. Nếu mà size to dáng dài em chỉ còn hai con đó. Hai con đó chị, còn mấy con kia to thì lại to quá. To thì lại to quá chị ơi. Rồi em lên cho chị một con phong xuông. Lấy chị một mã xuông nhá. Lấy xuông chất xuông cho em. Con xuông này chị nào mà tầm 55kg quay đầu. Lấy mã xuông cho em 60 ngàn mã xuông. Xuông 60k, 55kg đội mang vừa cho em. Cái túi của nó rất chi là sâu luôn chị này. Mã xuông nha, xuông 50 ngàn mã xuông. Cái con này cực xinh chị nhá. Cái màu của nó cũng xinh, hoa văn của nó cũng xinh này. Rồi lên mã xuông nha, xuông 60 ngàn mã xuông. Xuông chị nào mà tầm 55kg đội mang vừa cho em. Rồi cái con lụa này chị nào size L. Con này chị nào size L mang vừa cho em nhé. Lấy lụa chất lụa cho em. Mã lụa 50 ngàn mã lụa. Lụa 50 ngàn. Chị Trần Cathy. Chị ơi lấy lên số cho em nhé. Lấy lên số cho em. Rồi mã lụa cho em. Lụa 50k mã lụa. Chị nào mà size M, size L nhé. ML mang vừa cho em. Mã lụa của chị Kiên Anh này. Lụa chị Kiên Anh. Rồi em lấy chị một mã cô gái. Cô gái này size nhỏ. Chị nào size S thôi chị ơi. Eo 70, 71, 72 thì hơi chật một xíu nhá. Nói chung là size S lớn mà size M nhỏ. Lấy cô gái cho em. Cô gái 50 ngàn là cô gái. Cô gái 50k. Lên eo 84 à chị. Eo 84 rồi em biết nó nằm góc nào đấy chị ơi. Chịu khó coi em like một xíu đi. Em 84 em có một con. Rồi con này chị nào lấy mã cô gái cho em. Cô gái 50 ngàn. 50k mã cô gái. Thế chị ơi em có con này này. Con này chị nào lấy mã 2, mã 529 a mã. Mã 526. Mã 526 đây chị ơi, có con này dáng lớn chị. Lấy mã 526, 526 120. 526 120. Chị Tâm Uyên, thế chị ơi lấy lên số cho em nhé chị nhá. Lấy lên số cho em cho nó dễ. Rồi mã 526 cho em 120. Nó là lụa dáng lỡ cho em nhá. Rồi lấy chị một mã công này. Mã công cho em. Công này chị nào size S, M được vừa nhá. Mã công 50 ngàn mã công SM được mang vừa cho em. Lấy công nhất công cho em. Công SM 50 ngàn. Mã công cho em size S, M mang vừa. Lấy mã công. Công 50k. Rồi lấy chị con này có độ co giãn này. Con này co giãn chị nào eo 90. Eo 90 mã 90 cho em 50 ngàn nhá. 50k mã 90 eo 90 mang vừa cho em. 50k chị nào lấy mã. Mã 90 chưa? Mã 90 eo 90 cho em. Rồi lấy chị con tím này. Cái con tím này nó cũng có độ co giãn cho em. Con tím này size to. Con này chị nào mà eo 100 mang vừa. Eo 100 mang vừa mã tím. Mã tím này con này to quá chị ơi. 40k nhá. 40 ngàn mã tím, chị nào tím rất tím cho em, tím 40k. Chị nào lấy tím rất tím cho em. Mã tím 40 ngàn. Em có cái con này nó xinh xinh này. Rồi chị Trần Cathy, chị lấy lên số kìa. Cái này cho bé thôi chị nhá. Cái này cho bé thôi, bé nào mà tầm 25-30kg này. Này các chị lấy về cho bé đi chụp hình hoặc là múa này. Áo đỏ sau lưng. Sao em? Chị ơi áo đỏ sau lưng à?
Màu đỏ con nào em cũng có giá hết, nhưng mà chị mặc size gì có quan trọng, có cái sợ, có cái size của chị không? Rồi con này chị nào lấy mạ bé đi, mạ bé cho em 40 ngàn mạ bé nhá. Mạ bé 40k, mạ bé là một tầm 30-35 kg quay đầu chị nhá. 30-35 kg mang vừa lấy mạ bé chứ, mạ bé 40 ngàn. Mạ bé 40k mạ bé. Rồi em lấy chị con hồng xinh chị này. Con này chị nào sẽ SM nhá, nó là dạng kim star cho em. Mạ bé là chị Mai Phương. Xin trang cô vợ mà. Rồi con này chị mạ bé là chị Mai Phương, 40 ngàn. Chị ta kêu chị mấy con này. Cho coi con sọc. Sọc nào, chị sọc là một con sẽ và một con SM. Rồi con này chị lấy mạ 3 nhá. Đỏ da XL không còn chị, XL là không có rồi. Sẽ SM thôi. Rồi con này chỉ là lấy mạ 3 chứ em, mạ 3 50 ngàn. Con này sẽ SM mang buồn. Mạ 3 cho em 50k mạ 3. Đây chị, cái này tìm con này này. Đây chị ơi, một con sẽ S và một con SM. Con tay ngắn này là sẽ S nhá, con tay ngắn này là SM. Cái còn cái con tay dài còn tem này là sẽ S. Cái con còn tem này là 120 ngàn. Còn con tay ngắn này là 80 ngàn chị nhá. Tay ngắn hoặc tay dài chứ em. Tay ngắn, tay dài. Con tay dài là 120, còn con tay ngắn là 80 nhé chị. Rồi em lấy chị con đen này nữa này. Con đen này em nói trước các chị là nó vải nó hơi mỏng một tí nhé chị nhé. Không, không chị mà chị mua hơi em không có rồi. Rồi mạ đen cho em, con đen này nó hơi mỏng một tí. Các chị size màu MLXL vừa nhá, MLXL mang vừa tại vì nó có độ co giãn cho em. Mạ đen cho em 40 ngàn mạ đen nhá, đen 40k. Hàng si á chị ơi, hàng si nhá, không phải là không phải hàng mới đâu, hàng si á chị. Mạ đen cho em, đen 40 ngàn mạ đen. Nó con đó nó hơi mỏng một tí mà dáng dài. Em bán chị con là 40 ngàn. Mạ đen của chị Hoa Ta đi. Rồi con này nó dáng hơi xuông xuông nhẹ cho em nhé. Con này phô xuông nhẹ chị là size L. Phần hoa theo này, mã đỏ. Mã đỏ chị em 50 ngàn mã đỏ cho em nhé. Đỏ 50k. Chị nào lấy đỏ sẽ đỏ cho em. Con này là dáng xuông SML được vừa. SML để mang vừa nhé. Mã đỏ cho em. Đỏ 40 ngàn. À đỏ 50 ngàn chứ. Đỏ 50k SML để mang vừa. Rồi lấy chị con này có độ co giãn này. Size SM là mang vừa cho em nhé. Con này nó dạng ôm body. SM là mang vừa cho em con này. Chị mang 545. Chị lấy mang 545 chắc 545 cho em. 545 50 40k nhé. 545 40k SM mang vừa. Con này nó là dạng ôm body cho em. Mạng 545 cho em. 545 50 ngàn. Lên cho chị một con đỏ công này. Đỏ công SML 74 chị nhá. Lấy mã công. Mã công cho em 60 ngàn mã công. Công 60k em có 2 con. Một con size L. Không, một con size L lớn. Một con size L lớn và một con size M chị nhá. Một con size L lớn và một con size M mang vừa lấy mã công. Công kèm size cho em nhá. Mã công kèm size. Công là 60 ngàn mạ công. Công size lớn hoặc size nhỏ cho em nhé. Công lớn và công nhỏ 60 ngàn một chiếc. Một con size L và một con size M. Một M và một L các chị nhé. Rồi con này xinh đấy các chị này. Trời ơi, trời ơi. Con này xinh lắm luôn các chị ơi. Rồi con này chị là size L mang vừa cho em con này. Chị là mã 225 nhá. Mã 225 cho em 120k. 120 ngàn mã 225. Chị là mã size L các chị ơi. Cái hoa của nó xinh chưa các chị. Mã 225 cho em 120. Em cho chị coi cái hoa của nó cực kỳ xinh luôn.
Mã 225/120k. Con này chị nào size L mang được. Nó đơn giản mà lại xinh chị nhá. Đơn giản mà lại đẹp. Rồi mã 225 của chị Hoa. Chị Hoa Ta 120. Con nó cực kỳ sang luôn chị. Cực kỳ sang luôn. Cái màu của nó cũng xinh nữa. Rồi em lấy chị con này này. Chị nào mã eo 74 nhá. 74, 75, 76 thì nó hơi chật một tí. Nói chung là size L nhỏ. Eo 74, 75 thôi. Cái mã xanh. Mã xanh cho em 50.000 mã xanh nhá. Xanh 50k, eo 74, 75 mang vừa. Mã xanh, xanh 50.000. Chị nào lấy xanh rất xanh đi. Mã xanh 50.000. Rồi lấy chị này có bé lắm chị này. Bé nào vào tầm 20 đến 22 kg nhá. 20-22 kg. Nhưng mà bé nào mà cái người của nó, ý là người của bé cân đối nhá. Còn bé nào bụng to là em sợ hơi chật. Tầm đến 20-22 kg với đầu. Hoa này là hoa theo hết chứ chị nhá. Mạ bé cho em 30.000 mạ bé. Bé 30k. Nó còn rất mới và hoa là hoa theo toàn bộ cho em chị này. Mạ bé cho em, mạ bé 30.000. Bé nào tầm 20-22 kg với đầu. Mạ bé cho em. Mạ bé là 30k mạ bé nhá. Rồi lấy chị con đỏ này. Lấy chị một mã đỏ. Không, mã đỏ này cũng có bé luôn chị này. Mã này cũng có bé. Mã đỏ đi, lấy mã đỏ cho em. Bé đỏ là tầm 25kg với đầu nhá. Lấy đỏ cho em, đỏ cho em, đỏ 40k mã đỏ. Mã đỏ 40.000, bé là tầm 25kg rồi, mong vừa cho em. Lấy đỏ chất đỏ cho em, mã đỏ. Em lấy chị con phong suông này. Con này nó là dáng cách tân nhé chị nhá. Nó kiểu như là đầm đầm á. Dáng đầm cách tân, chị nào mà tầm 60kg quay đầu. 60kg ở mang vội cho con này, xinh chứ chị ơi, cái màu của nó cũng xinh á. Mã 510. Mã 510 cho em 80.000, mã 510 nhá. 510 80k, cái này rất chi là xinh chị ơi. Nó là kiểu là đầm. Nó là dáng đầm cho em, mã 510. 510 80.000 mã 510 này. Rồi em lấy chị con này, nó là pha nhung chị nhá. Cái hoa này là của nó là hoa, nó là nhung. Còn cái vải là không vải đâu. Mã 510 của chị hoa hoa ta này. Trời ơi con này dễ thương quá đi mà. Rồi cái này chị em nhá, cái này bị hư khóa đấy chị ơi. Eo 80 XL mang vừa. Lấy mã vàng. Mã vàng cho em đi. 50.000 mã vàng cho em. Xinh lắm luôn chị ơi. Cái phần hoa này là của nó là nhung nhá. Còn cái phần vải này là không phải đâu. Nó chỉ hoa hoa này là nhung thôi này. Mã vàng cho em. Vàng 50.000. Cái này màu cực kỳ xinh luôn chị ơi. Mã vàng cho em. Vàng của chị bé bé. Trời ơi xinh lắm chị bé bé. Mỗi tội là hư khóa. 50. Rồi con này chị nào cũng XL. Con này chị nào XL mang vừa, nó là cách tân nhá. Lấy cách tân, chốt cách tân cho em, cách tân 50.000. Cách tân 50k, con này chị nào mà XL mang vừa. Chị nào mà XL mang vừa cho em nhá. Chị Mai Phương. Hết rồi chị Mai Phương ơi. Rồi chị Mai Phương hai lần bé. Hai lần bé là con bé sau cũng là của chị hả? Phải không? Bé sau mà màu hồng mà. Hồi theo á. Phải không chị? Rồi con này chị nào eo 85 này. Eo 85 được 90 luôn chị ơi. Lấy mã mã. Mã 85 đi. Mã 85 cho em 50.000 nhá. Mã 85 50k. Chị nào mà eo 85 quay đầu chị ạ. Mã 85 là mã 85 cho em 50.000 mã 85. Eo 85 quay đầu. Eo 85 đổ loại mang vừa cho em. Rồi con này chị nào sẽ SM. SM nhé. Eo 72-74 mang vừa. Eo 74 quay đầu. Con này chị nào lên mã 45. Mã 85 của chị Mai Phương 50. Rồi con này chị nào mã 45 cho em. Mã 45 cho em 20.000 mã 45 nhé. Mã 45 20k. Con này chị nào size L. Mạng 45 20.000.
Chị nào size L này con bảo xem. Rồi em lấy chị con đen này. Con đen này chị nào size S, M nhá. S, M, L vừa. Tại vì nó có độ co giãn cho em. Mã vàng hết rồi. Chị Tâm Uyên như mạng chậm hay sao? Con vàng nó từ cái đời nào rồi mà. Chắc mạng chị chậm à. Rồi mạng đen cho em đen 40 ngàn mạng đen. Chị không lấy con đen mỏng là con nào. Chị hoa ta ai với con mà 40 ngàn á. Dạ rồi ok chị. Đấy. Cái con đen mà dáng dài á. Thôi con áo chút chút rồi. Đấy. Đúng rồi. Rồi ok chị hoa ta. Rồi con này SML này vừa chị ạ. Tại vì nó có độ co giãn cho em nhé. Mạ đen cho em đen 40 ngàn mạ đen. SML đều mang vừa. Chị nói đen chắc đen cho em. Mạ đen. Em có con xuông này xinh đấy chị này. Mỗi tội là nó hơi to một tí. Mạ xuông. Xuông này cho em nhé. Chị nào mà 65-70 thì cũng vừa luôn chị này. Hai bên là có hai túi. Mạ xuông cho em 80 ngàn mạ xuông nhé. Xuông 80k. Chị nào mà thích phong xuông xuông, thích mặc rộng rộng á, thì lấy mấy con này chị. Ở khi nãy chị Phạm Việt Hàng hỏi mà không biết này. Khi nãy chị Phạm Việt Hàng hỏi thì lại không thấy đâu. Rồi mã xuông. Chị ơi em nói này. Cái phần đằng sau cái đường chiếc eo nó bị bung ra về, các chị may lại cho em nhá. Thôi cho các chị may lại cho nó đẹp. Thôi thì để vậy cũng được. Mã xuông em 80 ngàn mã xuông. Cái này màu xinh. Mạ xuông cho em 80 ngàn mạ xuông. Chị nào lấy xuông nhất xuông cho em. Mấy giờ được không? Ghê vậy. Ôi trời ơi. Chị em lên vài con em xuống like chị ơi. Hết muộn lắm rồi. Em tưởng còn sớm chứ. Hết cả pin. Cái bên kia nó đầy từ khi nào? Rồi đấy chị, con này xinh đấy chị này. Trời ơi. Ràng lỡ nhá. Con này chị nào ràng lỡ cho em. Sẽ S, M được mang vừa. Một con gen tay lỡ ràng lỡ. Chị nào mạng 52. Mạng 52 cho em 70 ngàn mạng 52 nhá. Mạng 52 70k. Chị nào mà sẽ S, M được vừa. Mấy cái con gen này xinh chị này. Các chị đi đám, đi đình, đi tiệc, đi gì đều hết được hết. Con này cực kỳ xinh luôn. Mạng 52 cho em. Mạng 52 cho em xinh cho chị ơi. 70k mạng 52. Cái gen của nó cái màu cũng xinh. Mạng 52 70 ngàn. Chị nào lấy 52 chắc 52 chưa. 52 70k. Em lấy chị con gấm. Ai lấy chị con đỏ. Đỏ phần hoa là hoa theo nhé. Con này size hơi to một tí. Ủa cái con đó không chị nào lấy thật đó hả? Thế đây giỡn vậy các chị. Con mạ 52 đó đẹp em không chị đã ưng à. Eo 86. Con này eo 86 chị ơi. Đỏ này đỏ theo nhá. Eo 86 mang vừa. Eo 86 mạ 86 cho em 60 ngàn. Mạ 86 eo 86 cho em nhá. 60k mạ 86 eo 86 này. Chị nào lấy 86 chắc 86 cho em. Rồi em có con gấm tím này. Cái con gấm tím này em có size mạ 86. Mạ 86 chị Hương Kim. Rồi con này chị em nhé. Em có size M, size. Em có SML. Em có 3 size chị nhé. SML mang vừa, cái phần cổ bị dơ này. Để các chị giặt cho em. Chị nhé. Chị Hương Kim ơi, chưa có đơn phải không? Chưa có đơn lên số chị em với. Rồi mạ tím 40 ngàn, tím kèm size em nhé. Mạ tím kèm size SM, SML chị nhé. Mạ tím kèm size cho em. SML mang vừa, mạ tím. Tím 40k mạ tím. Mạ tím 40 ngàn, chị nào size S, M và size L. SML mang vừa, mạ tím. Rồi con xanh này. Con này nó là vải lụa cho em nhé. Con này chị nào là E76, size L mang vừa. Lấy mã lụa cho em. Lụa 50 ngàn mã lụa nhé. Chị có một cái rồi mà. Chị nào? Chị Hương Kim.
chân con nó là gì đó, ngay chân ấy. Rồi con này chị nào mà xoay lợi 76 mang vừa. Lấy má, má lụa. Lụa 50.000 má lụa đi. Cái đó là cái gì đó? Đây này, dưới cái điện thoại là gì? Đơn của chị nhỉ? Chắc mình lắp đâu rồi, chị lên lại số cho em với. Chắc mình lắp ở khúc nào rồi, tại vì bây giờ đơn á, đơn nhiều cái nọ nó đè lên cái kia, nó không tìm thấy chị ơi. Rồi con này size to cho em chị nhá. Con này size to. Rồi con này chị nào mà tầm eo 90. Eo 90 mã 90 cho em một con dòng lỡ chị này, xinh chưa? Cái vải của nó cực kỳ xinh luôn nhá, chị lên số rồi kìa. Rồi cái con này cho em, chị nào mà eo 90, mã 90 cho em. Mã 90, eo 90 mang với em cho các chị coi chắc vải cái con này này. Rồi 60.000 nhá, 60k, mã 90, eo 90 mang vừa. Cái vải của nó cực kỳ xinh luôn. Mã 90, eo 90 mang vừa cho em cái gì nhỉ? 60.000. 60k, mã 90, eo 90 em lên. Lên caro cho chị này, trời ơi con caro này xinh chưa? Mã 60 của chị bé bé. 60 của chị bé bé. Rồi sẽ SM. Chị ơi màu caro này xinh lắm luôn đó chị ơi. Dạ đấy. Caro con đó 60. Caro cho em nhé, 60.000 mã caro. Chị nào sẽ SM mang vô. Em nói các chị cái con này nó còn mới lắm luôn đó. Mới 100% luôn chị ơi. Caro cho em. Caro 60.000 sẽ SM được vừa cho em. Cái màu này cực kỳ xinh chị này. Lấy caro chất caro đi em. Caro 60k. Chị nào nào sẽ SM đều vừa cho em nhé. SM mang vừa lấy caro. Rồi một con caro đuôi cá. Caro của chị Trần Cathy. Rồi con này size L. Con này size L mang vừa. Lấy đuôi cá cho em. Đuôi cá 60.000 đuôi cá. Rồi con caro nó màu đẹp lắm chị ơi. Lấy đuôi cá con đó. Rồi mạng đuôi cá cho em, đuôi cá nhé. Đuôi cá 60.000 mạng đuôi cá. Đuôi cá 60k. Này này chứ có đơn đâu. Có mà. Chưa có hả? Chị ơi lên số lên chị Trần Cathy ơi. Để cho Cathy. Cái này nó là vải nhung. Cái này là cũng pha nhung các chị nhá. Con này chị nào mà size lò E7476 này. Đây mạ nhung. Mạ nhung cho em 50.000 nhung nhá. Đây caro này thôi. Mạ nhung cho em 50.000 chị nào size lò. Lấy nhung gấp nhung cho em này. Mạ nhung 50k. Lấy nhung gấp nhung cho em. Nhung 50.000 nhá chị nhá. Mạ nhung, mạ nhung. Rồi con này dáng hơi xuông xuông nhẹ một tí cho em này. Lấy một cái rồi, lên số rồi. Rồi con này chị nào? Chưa, này cứ mua làm gì có số chị. Mẹ nhớ là chị nào có số mà con kia không nhìn thấy. Sau một lúc lại thấy. Em mới có. Chắc có. Có chị con bé nó kêu chưa có. Hay là cái đó chắc hai ba người cùng một lấy cùng một cái á. Xong rồi nó lại chốt cho chị khác không phải chốt cho chị ấy. Nhưng mà nó chưa thấy. Rồi con này nhá, chị là lấy mã hoa. Mã hoa cho em 50.000 mã hoa. Hoa 50. 60. Mã hoa cho em 50.000, chị nào mà size L.
Size L, con nhung của chị Tâm Uyên. Đông 50 của chị Tâm Uyên. Em lấy chị con trắng dáng dài anh chị này. Con này chị nào sẽ XL L80 nhá. L80 mang vừa lấy mã trắng. Mã trắng cho em 50.000 mã trắng. Trắng 50k. Chị là vào size XL L80 mang vừa cho em. Lấy mã trắng 50.000 mã trắng. Trắng 50k chị nào mà size XL L80. Rồi em lấy chị một con đuôi cá nữa. Con này chị là size L. Size L L80 chị nhá. L80 mang vừa cho em con này, chị là mã 37. Chị là lấy 37 chất 37 chị em. Mã 37 L80 chị này. Con này xinh chưa? Mã 37 cho em 60.000 mã 37 nhá. 37 60k. Cái con này màu ngoài đẹp lắm luôn chị. Hoa nhí. Con này là hoa nhí chị em, xinh cực kỳ luôn. Mã 37. Mã 37 cho em 60.000, em cho chị cơ gần này. Đó. Xinh lắm luôn chị ơi. Mã 37 nhé. Mã 37 60.000, chị nào mà sai á? Chị nào mà sai cái gì? Sai L. Sai XL chứ. Wow, em lên nó một hai con nữa xuống like. Em ngắt muốn rắc cái mỏ luôn rồi. Rồi con này chị nào sai M và sai L này. Nó là dáng đầm cho em nhé. Size M và size L mang bùa, có túi. M L lấy mang bùa cho em, mạng 307. Mạng 307 cho em 50.000, mạng 307. 307 50k, size M và size L đều vừa cho em. Với 307 cho em, 307 cho em, 307 50.000. 307 50.000. Rồi lấy chị con gấm này. Rồi con này chị nào sẽ ép. Sẽ ép các chị nhá, L6870 quay đầu. Lên mã đỏ 50.000 mã đỏ cho em. Đỏ 50k, con này chị nào L6870, chị nào sẽ ép lấy con này cho em. Mã đỏ cho em, đỏ 50.000 mã đỏ. Mã đỏ 50k. Chị nào lấy đỏ cho đỏ cho em. Đỏ 50.000 mã đỏ. Rồi lên chị con nhung này. Cái con này nó là ôm body nhá. SM L7274 mang vừa. Chị nào lấy mạ đen cho em. Mạ đen 60.000 mạ đen nhá. Đen 60k. Nó là vải nhung cho em. Nó có xẻ tài cho em này. Lấy nhung gấp nhung cho em. Nhung 60.000. Size SMA mạ đen đi. Mạ đen cho em. Mạ đen nhá. Đen 60.000. SML để mang vừa cho em. Lấy đen gấp đen cho em. Em xủ like chị ơi. Mai em lên nhá. Tối mai em lại lên. Buổi tối cứ toàn mà 7h30 8 giờ nữa mẹ lên. Ê, nhớ cả các chị. Ô, ngắt một giấc mộ này. Rồi, em chào tất cả các chị nha.